Chương 2411, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ông là Hồng Ý, là đường chủ phân đường ở thành phố Pazan có phải không? Diệp Phàm ngồi ở trên ghế, hỏi. Đường chủ chính là tôi, đó chính là tên của tôi, làm sao nào? Hồng Ý quát, chửi thề một tiếng, bị Lam Tồn Quân cho ăn một cái tát vào mặt. Năm ngón tay hiện rõ trên mặt ông ta. Mày thích hoành tráng à, hoành tráng cái giám ý, trước mặt chúng ta mà còn dám cản rỡ hả, mày có tin ngay lập tức bố sẽ rút mấy cái răng của mày không? Mặt Lam Tồn Quân đầy sát khí mắng, Diệp Phàm có tính toán, rõ ràng là tương kế tự kế, giả mạo người ngũ độc giáo. Bởi vì Tam Độc Giáo vốn chính là một nhánh của ngũ độc giáo Trung Quốc, bởi vì bất hòa với thủ lĩnh nên đã đi sang Lào sáng lập Tam Độc Giáo. Đến tận bây giờ hai giáo vẫn còn phát sinh tranh chấp. Căn bản vẫn là kẻ thù truyền kiếp, cho nên, bọn Diệp Phàm mới làm cho Hồng Ý hiểu lầm là ngũ độc giáo đến quấy rầy. Phỏng chừng, Thạch Lũy kia cũng chuẩn bị để đón tiếp ngũ độc giáo. Mày có bản lĩnh thì giết ông nội Hồng Ý mày đi. Hồng Ý không hề để ý đến miệng đang chảy máu, cắn răng quay đầu nhìn chằm chằm Lam Tồn Quân mắng. Mày chỉ là một quả bóng, bố mày giết mày còn dễ dàng hơn giết một con gà. Lam Tồn Quân tức điên lên, liên tiếp cho Hồng Ý mười mấy cái bạt tai. Anh ta dừng lại chắc là do đã cảm thấy mỏi tay rồi. Diệp Phàm cũng không ngăn cản, nghe nói đồng chí Lam Hồng Quân gần đây có chút buồn bực, cho nên, cho anh ta giải tỏa một chút cũng tốt. Không xả ra thì không xong. Xả ra rồi sẽ càng thêm khỏe hơn. Được rồi. Diệp Phàm khoát tay, nhìn Hồng Ý hỏi. Tổng giáo của các ông ở đâu, chỉ cần ông nói ra, đưa chúng tôi đến đó. Tôi cam đoan ông sẽ được an toàn suốt đời. Muốn phá Tam Độc Giáo chúng ta, anh cứ nằm mơ đi. Giáo chủ của chúng ta là vô địch đấy. Không ngờ Hồng Ý phá lên cười ngang ngược. Vậy được, cứ coi là giáo chủ của các ông vô địch. Nhưng ông ta cũng không thể cứu được mạng sống của ông đâu. Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Người Hoa có câu nói, sau 18 năm, vẫn là một hảo hán. Hồng Ý ngẩng cao đầu nói. Diệp Phàm hiểu được, căn bản ông ta trúng độc quá sâu. Chắc là giáo đồ được nuôi dưỡng từ nhỏ của Tam Độc Giáo, muốn thuyết phục ông ta không khác gì nói chuyện viển vông. Có phải các ông đang giữ một người có tên là Chu Phương Tinh đúng không? Đột nhiên Diệp Phàm thay đổi giọng nói. Bắt rồi. Sau khi sững sờ một lúc Hồng Ý thốt ra, quay người lại nhìn Diệp Phàm, giờ mới hiểu ra nói. Hồng Ý tôi rút cục hiểu rồi, hóa ra là Chu gia nhờ các anh đến đây phải không? Có phải ngũ độc giáo các anh cũng nhắm vào, chén cửu hương, của Chu gia? Chẳng lẽ các anh cũng biết trong đó có bí mật? Sao có thể thế được, đây là một bí mật lớn. Ông có thể biết tại sao chúng tôi lại không biết chứ? Đã là bí mật trong thế giới này thì người trong thế giới này sẽ biết được. Hơn nữa, giáo đầu ngũ độc giáo chúng tôi nhiều hơn so với các ông, cao thủ nhiều hơn so với các ông, quan hệ rộng hơn so với các ông. Biết nhiều hơn các ông thì có gì là lạ, đừng nghĩ là các ông biết được bí mật này thì chúng tôi không biết nhé. Rõ ràng Diệp Phàm đang gạt lão già này. Đúng thật là các anh đã biết rồi. Sắc mặt Hồng Ý tương đối khó coi. Ha ha, tất nhiên. Chúng tôi và Chu gia đã giao dịch với nhau rồi. Các anh là đồ khốn khiếp, chẳng phải chỉ là món đồ chơi giải độc sao, không ngờ các anh giết chết nhiều anh em của tôi như vậy. Khốn khiếp! Hồng Ý tức giận mắng rất to. Hóa ra, chén cửu hương chẳng những dùng để pha trà mà còn dùng để giải độc, cảm ơn ông nói cho tôi biết bí mật này. Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Hồng Ý nở người ra, vẻ mặt không khác đang khóc cho lắm. Chu Phương Tinh ở đâu? Diệp Phàm nghiêm mặt quát lớn. Muốn tôi nói ra, trừ khi mọc trời mọc ở đằng Tây. Đến đây đi, cho tôi một đao, phải hung ác một chút, ông nội Hồng Ý cũng sẽ không một chút nhăn nhó đâu. Hồng Ý vỗ ngực, đúng thật người này không hề sợ chết. Diệp Phàm biết có nói nhiều cũng không có tác dụng, dứt khoát thi triển phân cân thác cốt thủ rất nặng tay trên người Hồng Ý. Không lâu sau, Hồng Ý như con rắn bị sốt rét đong đưa. Tuy nhiên điều khiến cho Diệp Phàm khá thất vọng chính là ý chí nghị lực của người này đúng là quá kiên cường. Đến giờ vẫn kiên trì chịu đựng không chịu hé răng. Sợ hành hạ nữa tên này sẽ chết, Diệp Phàm đành phải nối lại xương cốt trên người ông ta. Nhìn lão già này tê liệt ngồi dưới đất, mồ hôi đầy người, Diệp Phàm nhíu mày có chút cảm giác đúng là miệng cọp gan thỏ. Không thể làm cho ông ta mở miệng thì khó có thể điều tra được tung tích của Tam Độc Giáo,
làm sao có thể cứu được Chu Phương Tinh đây? Hơn nữa Trương Cường vẫn chờ chúng ta lấy thuốc giải độc về. Vẻ mặt Vương Nhân Bàng âm trầm, nói. Tôi chưa từng thấy người nào có ý chí nghị lực như ông ta, ngay cả đến người chuyên dùng các thủ đoạn như tôi, cũng không có cách nào khác. Ôi, xem ra, từ nhỏ bọn chúng đã được Tam Độc Giáo tôi luyện rồi. Diệp Phàm thở dài, ngẫm nghĩ một chút nói. Nếu thật sự không xong, chúng ta không phải đi tìm giáo chủ Tam Độc Giáo, tôi nghĩ Hồng Ý là cao thủ cửu đẳng. Là đường chủ phân đường cửa nhà của Tam Độc Giáo. Chẳng lẽ Tổng Giáo chủ giáo Tam Độc lại không tiếc nhân tài như vậy? Cũng chưa chắc chắn. Vương Nhân Bàng lắc lắc đầu, nói. Đối với một độc giáo hung tàn, chỉ để ý đến bản thân và lợi ích, tuyệt đối sẽ không nói đến tình cảm. Từ việc bọn họ đối xử với nhau tàn khốc ngay trong giáo, có thể cảm nhận được điều này. Có phải anh định dùng Hồng Ý để đổi lấy Chu Phương Tinh và thuốc giải cho Trương Cường không? Phỏng chừng là không thể. Hơn nữa, chúng ta còn có thể bị bại lộ. Tra hỏi những người khác, tôi không tin tất cả người trong phân đường đều cứng đầu. Diệp Phàm vung tay lên, đem lão già thổi sáo và ba người còn sống của giáo Tam Độc vào phòng, tất cả đều dùng phân cân thác cốt thủ. Trong bốn người thì có một người sau khi vừa thi triển phân cân thác cốt thủ không lâu, liền miệng phun máu đen và chết rồi, không hiểu là bọn họ giấu độc ở đâu nữa. Tuy nhiên, lão già thổi sáo quản lý côn trùng độc, một trong ba người còn lại, mở miệng kêu lên. Tôi có bí mật quan trọng muốn nói. Nói nhanh đi, cái mạng của ông còn được giữ lại. Vương Nhân Bàng trừng mắt lên hỏi. Giáo chủ của chúng tôi là Tông Vô Thu, ông ta có đứa con thứ hai là Tông Lạc đang sống ngay tại thành phố Pa Gian. Lão già thổi sáo kêu lên. Ông có biết rõ giáo chủ Tam Độc Giáo không? Vương Nhân Bàng hỏi. Không biết rõ lắm. Lão già thổi sáo nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Chắc trong chúng tôi chỉ có mỗi đường chủ Hồng Ý là biết được giáo chủ. Vậy từ trước đến giờ các ông chưa từng đến căn cứ của giáo à? Vương Nhân Bàng tiếp tục dùng tiếng Lào để hỏi. Có một vài người đã đến, tuy nhiên, đều bị bịt mắt rồi đưa đến. Lão già thổi sáo nói. Tình hình bên trong như thế nào đây? Vương Nhân Bàng hỏi. Hình như là một khe sâu, có một vài phòng ở. Còn có người làm ruộng nuôi gà. Các thứ khác cũng bình thường không có gì là khác các thôn khác cả. Hơn nữa, bọn họ không cho người tự ý đi lại, chúng tôi chỉ có thể nhìn trộm mấy lần. Người thổi sáo nói. Giao cách thức bí mật thổi sáo đuổi côn trùng độc của ông ra. Thiên Thông hỏi. Tuy nhiên, Vương Nhân Bàng cố ý không dịch, khiến Thiên Thông kêu lên. Mau phiên dịch cho ông ta nghe đi. Nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Đưa tiền đây, phiên dịch một câu mất 100.000. Vương Nhân Bàng đưa 10 ngón tay ra. Anh định cướp ngân hàng à, làm gì mà đắt vậy? Hàm răng của Thiên Thông nghiến lại kêu kèn kẹt. Nghe nói lần này anh đi cũng không phải là đi không, một lần xuống sẽ được 2 vạn. Tôi phiên dịch một câu lấy có 100.000, là tính rẻ cho anh đấy. Vương Nhân Bàng nghiêm trang nói. Thiên Thông giận tới mức nghiến răng nhìn Diệp Phàm, tuy nhiên, Diệp Phàm coi như không nhìn thấy, lấy thuốc ra hút, anh ta nóng nảy, hừ nói. Một câu 10.000, hơn nữa thì tôi không hỏi nữa. Thống nhất vậy nhé. Vương Nhân Bàng cười tủm tỉm, lập tức phiên dịch nói. Ý này chính là nói cái gì tới, ôi, đúng rồi, phải hỏi như vậy. Diệp Phàm quả muốn cười, mặt Thiên Thông đỏ bừng lên, mắng. Hỏi có một câu anh nói nhảm mấy chục câu, không được, hỏi như vậy là không được. Anh muốn cái đó làm gì? Diệp Phàm cười hỏi. Thú vị. Thiên Thông thốt ra, thiếu chút nữa Diệp Phàm cứng họng. Ra hiệu Vương Nhân Bàng hỏi một chút, bởi vì, lấy thứ đồ này về biết đâu có lúc lại có tác dụng. Tôi không có. Không thể tưởng được lão già thổi sáo lại lắc đầu. Ông không có biện pháp gì quản lý rắn độc và độc trùng sao? Cơ bản Vương Nhân Bàng không tin. Tôi không có thật, những rắn độc và trùng độc này đều là do bọn họ nuôi dưỡng. Lâu dần sẽ nghe lời, hơn nữa. Cây sáo này cũng là bọn họ đưa cho, họ chỉ có dạy tôi thổi thôi. Tôi chưa từng nghe thấy bí thuật đuổi rắn. Hơn nữa, nếu phải đuổi rắn, chắc phải tự mình nuôi dưỡng thì mới được. Bằng không, làm sao rắn có thể nghe lời ông được? Cần phải có thời gian tiếp xúc với rắn mới được, đương nhiên đó cũng chỉ là tôi đoán thôi. Người thổi sáo vội vàng nói. Nói đi, Tông Lạc ở đâu? Sau đó Diệp Phàm lại hỏi.
Việc này tôi biết được là do một lần nghe thấy đường chủ gọi điện thoại. Con trai Tông Lạc của giáo chủ chính là chủ khách sạn Thanh Thủy trong thành phố Pazan. Vẫn đang ở thành phố Pazan, lúc đó tôi còn nghe lén được Hồng Ý khuyên giáo chủ không nên ép Tông Lạc quá. Hình như là Tông Lạc không muốn quay lại Tổng giáo, cũng không muốn làm thiếu giáo chủ của giáo. Hơn nữa hình như còn khuyên cha mình không nên hại người nữa và vân vân. Kết quả là cha con bất hòa liền bỏ nhà đi đã mấy năm nay. Tự mình mở khách sạn, từ đó chưa một lần nào quay lại Tam Độc giáo. Lão già thổi sáo nói. Khách sạn Thanh Thủy, con trai muốn dùng nước để rửa sạch tội nghiệp của cha mình. Tuy nhiên, anh ta đã quá ngây thơ rồi. E rằng, anh ta có mở khách sạn này thì cha anh ta Tông Vô Thu vẫn dùng thuốc độc hại người để kiếm tiền. Trên đời này, cứ có những tội nghiệp không rửa sạch được. Tuy nhiên, người ngoài không ngờ rằng Tông Vô Thu có người con trai như vậy. Diệp Phàm thở dài, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói. Xem ra Tông Lạc là người tốt, là một người trẻ tuổi có lương tâm. Chúng ta sẽ dùng anh ta để đi đổi lấy Chu Phương Tinh. Tuy nhiên, tôi muốn nhắc nhở mọi người, phải chú ý bảo vệ anh ta an toàn. Trên cơ bản sẽ không cần bảo vệ, chẳng lẽ Tông Vô Thu có thể xuống tay giết con ruột của mình hay sao? Lam Tồn Quân nói. Cũng có thể lắm chứ. Nếu Tông Lạc làm nguy hại đến sự tồn vong của giáo Tam Độc, tôi nghĩ, loại người ngang ngược có dã tâm như Tông Vô Thu tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Vương Nhân Bàng nói suy nghĩ của mình. Đôi khi viên đạn không có mắt, trong khi chiến đấu cũng có thể sẽ ngộ thương Tông Lạc. Chúng ta không phải là bọn giết người, không thể tạo nghiệt sát như vậy được. Đương nhiên, những kẻ đáng chết chúng ta sẽ không thể nương tay. Ví như, Tam Độc giáo hại người, bọn họ thì lại có bản chất khác. Diệp Phàm nói, chương 2412, tỏ thái độ khác thường. Tuy nhiên, bảo vệ anh ta, đây chẳng phải là giữ lại cho chúng ta một tai họa sao. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc nguy hiểm vô cùng. Triệu Thanh Ngọc nói, không phải lo lắng gì cả, chúng ta đi đánh bảng hiệu của ngũ độc giáo. Hơn nữa tất cả mọi người đã thay đổi sắc mặt rồi. Cho dù Tông Lạc có làm gì cũng không tìm được chúng ta. Diệp Phàm nói, sợ họ sẽ gây nguy hiểm cho Chu gia. Vương Nhân Bàng nói. Cũng đúng, ân oán của chúng ta với Tam Độc giáo đã kết thúc rồi. Họ không tìm được người chút giận phỏng chừng sẽ đào bới Chu gia để tìm chúng ta. Tôi thấy diệt hết bọn họ mới không để lại tai ương về sau. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý. Bất kể như thế nào, sau khi việc này xong rồi Chu gia phỏng chừng không thể tiếp tục ở tỉnh Ngũ Chiếu rồi. Vương Nhân Bàng nói. Tôi cũng định chuyển nhà đến Bắc Kinh, Tam Độc giáo muốn tiêu đi hết phỏng chừng không tiêu diệt được. Sợ còn sót lại một, hai phần tử xấu, tuy nhiên cũng không nhất định. Sau khi nhân vật chủ yếu của họ bị tiêu diệt, những người còn sót lại phỏng chừng cũng sớm bị đe dọa thôi. Tuyệt đối không có nghĩa khí một cách vô duyên vô cớ đâu. Chu Đồng nói, đêm yên tĩnh, Chủ tịch Tông Lạc của khách sạn Thanh Thủy đã về tới nhà. Đó là một căn nhà nhỏ hai tầng bình thường. Nhìn qua cái sang trọng cũng không rõ ràng. Ai có thể nghĩ đến đứa con trai của giáo chủ tôn của Tam Độc giáo khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật lại sống ở nơi đây. Nhân Bảng, cậu cùng Thiên Thông và Tồn Quân ba người ra tay là được rồi. Tôi đoán, Tông Vô Thu có thể sẽ phái người bảo vệ anh ta hay không, các anh nói xem. Diệp Phàm nói, nhất định là có người bảo vệ, tuy nói là cha con bất hòa, nhưng cũng không thể cắt đứt tình máu mủ, cũng phải cẩn thận một chút. Triệu Ngọc dặn dò, của nhiên trong bóng tối có cao thủ đang bảo vệ, tuy nhiên dưới sự phối hợp của ba người Thiên Thông, Vương Nhân Bàng, Lam Tổn Quân. Hai tứ đẳng, một bát đẳng vẫn không phải dễ như trở bàn tay. Tông Lạc nhìn có vẻ rất điềm đạm nho nhã, lấy lực lớn chải đầu, cả người âu phục phẳng phiu, giày da sáng loáng, ý hệt với tư thế của một giám đốc khách sạn, nghe nói cũng 35-36 tuổi rồi, trên người anh ta nhìn không ra một chút thấp hèn. Tông Vô Thu kia phỏng chừng cũng khoảng chừng 60. Kêu Hồng Ý gọi điện thoại cho Tông Vô Thu. Diệp Phàm giao việc cho Vương Nhân Bàng. Không ngờ mấy phút sau Vương Nhân Bàng thở hổn hển quay lại. Một chân liền đá vào ghế, miệng mắng. Mẹ kiếp, tên kia quả thực là vừa thối vừa cứng. Làm sao vậy? Diệp Phàm có chút kinh ngạc, hỏi. Ông ta nói thà chết cũng không đưa tin về giáo chủ. Ông ta cho rằng chúng ta dùng Tông Lạc lừa Tông Vô Thu tự chui đầu vào lưới. Tôi nói với ông ta rồi, chỉ là trao đổi Chu Phương Tinh và đổi lấy thuốc giải độc.
Không ngờ Hồng Ý đột nhiên cười sặc sụa. Tông Lạc các anh muốn giết thì cứ giết, liên quan gì đến giáo chủ? Anh xem, người này có phải là người không? Vương Nhân Bàng có chút buồn bực nói. Chúng độc quá nặng rồi. Diệp Phàm thở dài, không thể tưởng tượng được Hồng Ý người này trung thành như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lại không tìm thấy Tông Vô Thu, làm thế nào truyền tin tức đây? Lam Tồn Quân nói. Không phải vẫn còn mấy người chưa chết hay sao, nói tất cả cho họ, chắc chắn sẽ có người liên lạc với họ. Diệp Phàm nói. Vương Nhân Bàng lại đi làm. Sau một giờ, mang khuôn mặt vui mừng trở lại nói là có một người tai dài sống sót trong trường tiểu học Sùng Minh đã thả bồ câu đưa tin, nhất định sẽ báo tin cho Tông Vô Thu. Quả nhiên nửa giờ sau có người gọi điện thoại cho Vương Nhân Bàng, đồng ý đổi người. Anh bảo Chu Phương Tinh nói vài câu, bằng không, chúng ta sao có thể xác định anh ta còn sống hay không? Vương Nhân Bàng nói, bên kia đúng là truyền đến âm thanh của Chu Phương Tinh, Chu Đồng nghe được tiếng ông nội. Không phải là thu âm từ trước khi sự việc xảy ra đó chứ? Lam Tồn Quân hỏi, chỉ có thể coi ngựa chết là ngựa sống để chữa trị. Diệp Phàm nói, ra hiệu Vương Nhân Bàng. Cho họ 3 giờ đồng hồ, chờ họ sau khi đưa Chu Phương Tinh đến địa điểm đổi người là thành phố Ba Chiêm, trước 10 phút sẽ thông báo cho họ. Tránh họ lại mai phục, ở trong này người ta là hổ, chúng ta đấu không lại họ. Hơn nữa về phương diện địa hình chúng ta không hiểu rõ bằng họ. Đối phương không ngờ cũng đồng ý. Sau khi hạ điện thoại xuống Vương Nhân Bàng cười nói. Xem ra Tông Vô Thu cũng không phải người vô tình. Hổ dữ không nhận con mà. Diệp Phàm cười nói. Mấy người lại thay đổi chỗ, tận dụng thời gian nghỉ ngơi. 11 giờ tối, đối phương gọi điện thoại đến nói là đã đưa người đến Ba Gian rồi. Yêu cầu bên Diệp Phàm nói địa điểm trao đổi người. Đám người của Diệp Phàm tổng hợp lại địa điểm mà con thoi phát cung cấp, cuối cùng chọn một nơi gọi là Thiết Bình, cách thành phố Ba Gian 15 phút đường xe. Vì địa nơi này tương đối trống trải và cỏ mọc tùm, lợi cho mai phục. Hơn nữa Tam Độc Giáo muốn giở trò cũng không dễ dàng. Bởi vì Diệp Phàm sớm đã sắp xếp đội viên dự bị mai phục ở Thiết Bình rồi. Tuy nhiên, ở địa bàn của người khác, đối phương chắc chắn hơn nhiều. Mà bọn họ lại có súng. Đám người của Diệp Phàm tuy nói là cao thủ nhưng cũng phải hết sức cẩn trọng. Đối phương đến rất nhanh. Sau 8 phút một chiếc Jeep xuất hiện trên đường cái cách sườn núi Thiết Bình không xa. Từ chiếc trong xe Jeep bước ra 4 người, đều che mặt, nhìn không ra nam nữ, Chu Phương Tinh bị áp đi ở phía trước. Bỏ các vũ khí trong tay xuống. Vương Nhân Bàng hô ở đầu điện thoại. Đối phương rất nghe lời, ít nhất cũng đặt toàn bộ súng xuống rồi. Sau khi đến Thiết Bình, đối phương 4 người lập tức nằm sấp dưới mặt đất. Mà Chu Phương Tinh bị họ dùng một sợi dây thừng trói. Tông Lạc và Chu Phương Tinh dần dần đi đối nhau hướng tới một bãi đất trống ở trung tâm Thiết Bình. Nhìn hai người họ càng ngày càng gần, đám người Diệp Phàm tim đều đập loạn lên. Lúc này rất nguy hiểm, chỉ sợ đối phương bắn lén hạ độc. Khi mắt thấy Chu Phương Tinh và Tông Lạc cách nhau chỉ vẹn vẹn có hơn 10 mét, đột nhiên phát sinh sự việc ngoài ý muốn. 4 người nằm dưới đất đột nhiên bắn lên, trong tay toàn bộ văng ra trên không trung. Lập tức, trong phạm vi 10 mét của phương viên đều là sương mù màu đen dâng lên. Mọi người cẩn thận, độc. Diệp Phàm kêu lên, tay khẽ động, phi một đao xuất ra cắt đứt dây thừng trói Chu Phương Tinh. Còn Thiên Thông trốn trong đất từ nãy đã lộ diện, cơ thể lăn lộn trên đất vài vòng, một cánh tay tóm lấy Chu Phương Tinh. Chẳng qua khoảng cách hơi xa một chút, vẫn phải lăn mấy vòng, còn Chu Phương Tinh ngã xuống dưới đất. Diệp Phàm xuất phi đao toàn bộ hướng về 4 người đối phương. Mắt nhìn thấy Thiên Thông muốn tóm lấy Chu Phương Tinh, không trung đột nhiên truyền đến âm thanh ù ù. Một chiếc máy bay trực thăng đột ngột xuất hiện trên không tại Thiết Bình. Dưới ánh đèn pha lớn quang cảnh phía dưới nhìn rất rõ ràng. Cạch cạch cạch, tay súng trên phi cơ trực thăng bắt đầu nổ súng, súng liên thanh bắn càn quét. Thiên Thông bị đạn bắn ra, ngay cả đầu cũng không ngẩng nổi, hơn nữa lại phải phòng độc. Chu Thiên Tinh ở trước mắt, nhưng không ngờ không thể giơ tay ra tóm lấy người. Thiên Thông đành phải khẩn trương kề sát mặt đất như hồ lô lăn, lăn liền mười mấy vòng vào trong bụi cỏ. Người này đương nhiên là rất chật vật. Huỵch huỵch, đội viên dự bị trốn trong bụi cỏ toàn bộ bắn hướng vào chiếc máy bay trực thăng, chỉ có điều khoảng cách quá xa. Hiệu quả có vẻ không tốt lắm, hơn nữa chiếc trực thăng kia hình như đã cải trang,
lại được bọc thép để chống lại một số đạn vũ khí hạng nhẹ. Mẹ nó, nếu mà có cái ống phóng rocket thì tốt rồi. Vương Nhân bàng mắng. Ống phóng rocket. Diệp Phàm trong lòng suy tính, lấy một lựu đạn ở bên cạnh, bất thình lình từ trong bóng tối phóng người lên. Lựu đạn được Diệp Phàm ném chuẩn xác hướng về phía máy bay trực thăng trên không trung. Đợi đến khi máy bay trực thăng quay đầu muốn giáng xuống Diệp Phàm, lựu đạn của hàng rào khống chế nổ tung, một tiếng nổ lớn ầm vang, máy bay trực thăng trên không thoáng dao động. Tuy nhiên, vỏ bọc thép của chiếc máy bay trực thăng này không phải dày bình thường. Máy bay đang lượn vòng trên bầu trời lại thoáng dao động, máy bay đã bị đả thương, vẫn chưa nổ tung. Chẳng qua loạng choạng như người uống rượu say, không điều khiển nổi. Chỉ nghe người trên máy bay kinh hoàng hô, không khống chế được máy bay. Quanh co cuối cùng đâm vào đồng cỏ xa xa. Lúc này, đám người của Diệp Phàm đương nhiên là người đánh chó mù đường. Lựu đạn ở trước mặt những cao thủ này, vừa quăng đã xa đến mấy trăm mét. Âm thanh ầm ầm truyền đến, máy bay trực thăng nổ tung, sương khói cùng ánh lửa xen lẫn trong tiếng kêu thảm thiết vọng lại. Sau khi giải quyết xong chiếc máy bay trực thăng, Diệp Phàm có vẻ buồn bực, mặc dù nói bên mình không có thương tổn, thế nhưng Chu Phương Tinh lại bị người ta lợi dụng khói độc yểm hộ đưa đi rồi. May là Tông Lạc vẫn trong tay Diệp Phàm. Làm không công rồi. Thiên Thông tức, một trường đạp thành một cái hố nhỏ trên đất. Trương Đỉnh bị thương rồi. Lúc này, Mã Hán đang cõng Trương Đỉnh tới. Sao lại thế này? Diệp Phàm hỏi. Vừa rồi Trương Đỉnh mắt tinh, phát hiện một bóng đen mang theo một người giống Chu Phương Tinh liền ra tín hiệu cho tôi. Tôi nhanh chóng đuổi tới, người đấy quá lợi hại. Tôi bị một trưởng của anh ta đánh văng ra ngoài bụi cỏ tầm 20-30 mét. Mà Trương Đỉnh lại không dám nổ súng, sợ làm thương Chu Phương Tinh. Tuy nhiên Trương Đỉnh đã phóng lên muốn cướp người, bị người kia thuận tay đánh cho một trưởng vào ngực. Mã Hán vẻ mặt lo lắng nói. Diệp Phàm xé áo của Trương Đỉnh, phát hiện trên ngực Trương Đỉnh còn in rất rõ dấu tay màu đen. Da vẫn không sao, ngay máu tươi cùng không thấy chảy ra. Mà bên cạnh dấu tay còn mang một ít máu đỏ tím. Duỗi ngón tay nhẹ nhàng sờ phát hiện cơ bắp chỗ dấu tay màu đen đã bắt đầu mục nát. Diệp Phàm ép ra nội khí dò xét một hồi, nói. Bị thương nội tạng, hơn nữa còn trúng độc, cũng không biết là độc gì. Trương Đỉnh rất nguy hiểm, nếu không kịp thời điều trị phỏng chừng độc từ chỗ dấu tay này lan dần đi đến tim. Mọi người vừa nghe, tâm trạng khá nặng nề, cái này... Ngay cả một chút bóng dáng xào huyệt của Tam Độc Giáo cùng chưa nhìn thấy đã bị thương hai người rồi. Hơn nữa tựa hồ còn nguy hiểm đến tính mạng. Cái này là thứ độc quái quý gì, con mẹ nó đáng ghét. Thiên Thông nôn nóng mắng to. Phải mau chóng tìm xào huyệt của Tam Độc Giáo, bằng không Trương Đỉnh và Trương Cường sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Phàm vẻ mặt u ám. Mấy người nhanh chóng rút khỏi thiết bình đổi một chỗ khác để ở. Sau khi ăn chút gì, mấy người nhất thời ngồi yên, đúng là không có gì luôn luôn có thể tưởng tượng được, thương thế kia không thể kéo dài, nhưng xào huyệt của Tam Độc Giáo ở chỗ nào cũng không rõ, muốn đi tìm người cũng không thể nào hạ thủ. Tuy nhiên, đúng lúc này Lam Tồn Quân lại vào, nói. Vừa rồi biểu hiện của Tông Lạc rất kỳ quái, anh ta nói anh ta biết xào huyệt của Tam Độc Giáo, có thể dẫn chúng ta đi. Các anh nói xem, lời này của anh ta là có ý gì? Thật đúng là lạ lùng. Giáo chủ của Tam Độc Giáo Tông Vô Thu là cha ruột của anh ta. Anh ta lại mang chúng ta đi diệt Tam Độc Giáo. Chẳng lẽ Tông Lạc đúng là có ý tưởng, quân pháp bất vị thân, tôi thấy chuyện này rất kỳ lạ. Chẳng lẽ là cái bẫy? Vương Nhân Bàng sờ cằm một lát, vẻ mặt không tin. Chương 2413, tôi sớm đã không muốn sống rồi. Tông Lạc cũng không có cơ hội liên lạc với bọn họ, anh ta làm thế nào thiết lập bẫy? Tuy nhiên, nói thật. Tôi vẫn thật sự đoán không ra ý của anh ta. Lam Tồn Quân nói. Mang anh ta vào đây tôi hỏi một chút. Diệp Phàm nói, ngay sau đó Mã Hán đem Tông Lạc vào. Cậu tại sao muốn dẫn chúng tôi đi xào huyệt Tam Hổ Giáo, chẳng lẽ cậu không biết được, chúng tôi nhất định sẽ diệt Tam Độc Giáo. Diệp Phàm hỏi. Không diệt Tam Độc Giáo tôi đưa các anh đi làm gì? Tông Lạc có vẻ bình tĩnh, nói. Chỉ sợ là muốn đem chúng tôi đi nộp mạng thôi. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Có chết hay không thì phải xem các anh có bản lĩnh này không. Nói thật cho các anh, nếu dùng cách nói của người Trung Quốc các anh, Tam Độc Giá không phải là đầm rồng chí ít cũng là hang hổ. Các anh đi tỷ lệ chết rất cao.
Tuy tôi biết các anh đều là cao thủ, tuy nhiên độc của Tam Độc Giáo có lúc không chống ngự được. Các anh phỏng chừng cũng đã lĩnh giáo qua sự lợi hại của bọn họ rồi. Tông Lạc nói. Anh cũng biết dùng độc sao? Diệp Phàm hỏi. Tôi không biết, cái trò hại người này học làm cái gì? Tôi biết cha tôi đã gây ra nhiều oan nghiệt. Tuy nói người mà tự tay thân ông giết cũng không nhiều, nhưng thuốc độc của Tam Độc Giáo điều chế ra thì sát hại không ít người. Những cái này từ nhỏ tôi đều đã từng xem qua, cũng lĩnh giáo qua. Thật sự không đành lòng để họ lại đi làm việc ác. Cho nên tôi mới rời xa họ đến đây mở khách sạn, tôi chỉ muốn một cuộc sống của người bình thường. Tông Lạc nói. Anh nói cho chúng tôi tình hình cao thủ trong Tam Độc Giáo. Còn nữa, Tam Độc Giáo ở nơi nào? Phải kể tỉ mỉ một chút, bằng không anh dẫn chúng tôi đi, nếu như không diệt nổi Tam Độc Giáo, bản thân anh xem ra cũng mất mạng. Diệp Phàm nói. Nói thật tôi đã không muốn sống từ lâu rồi. Tông Lạc thản nhiên hừ nói. Tại sao, con kiến còn ham sống, huống chi là con người. Vương Nhân Bảng lại châm chọc nói, nghiêng qua Tông Lạc liếc mắt một cái. Tôi không muốn nói nguyên nhân, các anh tin lời của tôi thì đi theo tôi. Không tin thì đừng đi, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa, các anh muốn thế nào thì thế đó. Tôi thế nào cũng được. Nếu là các anh muốn biết tình hình thì tôi cũng biết một ít. Tông Lạc ở vào tư thế lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Anh ta liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Tam Độc Giáo thực ra là một nhánh của Ngũ Độc Giáo của người Trung Quốc các anh, trước kia tổ tiên của hai phái không hòa hợp. Người sáng lập ra Tam Độc Giáo là Tông Nam Thiên, cũng là tổ tiên của Tông gia chúng tôi. Còn Ngũ Độc Giáo còn sót lại vị tổ thượng họ Cung, cho nên các giáo chủ đời sau của Ngũ Độc Giáo đều họ Cung. Còn Tông gia chúng tôi nói một cách chặt chẽ cũng là đời sau của người Hoa. Bởi vì tổ tiên là người Hoa, mặc dù nói chúng tôi tới Lào cũng khoảng 200 năm rồi. Nhưng chúng tôi vẫn duy trì một vài thói quen của người Hoa. Lấy vợ cũng là lấy người Hoa hoặc hậu duệ của họ. Còn trong Tam Độc Giáo, giáo đồ 8 phần là hậu duệ của người Hoa. Còn 2 phần còn lại, ở quanh vùng biên giới này, chỗ nào cũng có. Cha tôi Tông Vô Thu là giáo chủ. Bản lĩnh của ông rất cao. Sốt cuộc cao đến mức nào, tôi không nói rõ được. Tuy nhiên ông ra tiện tay ra một trưởng có thể đánh bại đại cao thủ. Còn thủ hạ của ông có 4 đại cao thủ, lần lượt là xe, mã, pháo, tượng. Bởi vì cha tôi không chỉ là cao thủ dùng độc mà còn là một cao thủ về mô phạm. Cho nên 4 cao thủ thủ hạ được lấy tên giống trong cờ tướng. Họ gọi là Sa Thiên, Mã Thạch, Pháo Động, Tượng Sơn. 4 người đều có tài nghệ độc môn của mình, Sa Thiên hành động nhanh chóng, khi chạy tốc độ có thể so với Ferrari. Thường khi đánh nhau kịch liệt, anh chưa kịp phản ứng, nhoáng một cái anh ta đã ở trước mặt anh rồi. Người này chiếm trước cơ hội, đến lúc đó đợi khi anh kịp phản ứng ý thức đã hồn lìa khỏi xác. Mã Thạch, không phải nói hành động của anh ta như ngựa, đó là bởi vì lực gia trưởng lợi hại. Đã từng có một lần anh ta đánh liên tiếp 10 trường. Một trưởng giết chết một con ngựa, 10 trưởng giết 10 con ngựa. Pháo động là cao thủ dùng độc, từ nhỏ đã tiếp xúc với độc. Toàn thân đều là độc, tay cô ấy dùng độc nhiều vô kể, anh không thể biết được khi nào bị trúng độc của cô ấy. Mà chính cô ấy cũng thường nói hy vọng có thể luyện mình thành một độc nhân, cảnh giới mà ai dính đến thì đều xui xẻo. Cô hạ một trưởng thì phiến đá cũng bị độc làm cho nát vụn. Tượng Sơn, lực lớn vô cùng. Có thể nhổ được cả một cây đại thụ mà một người trưởng thành ôm trọn. Nếu anh không cẩn thận bị anh ta quấn lên thì anh giống như một món đồ chơi trong tay anh ta. Kết quả chính là, sau khi bị anh ta đùa giỡn giống như phá trò xếp gỗ, xương cốt toàn thân của anh đều vỡ vụn ra. Anh ta là một người thích đùa bỡn một cách tàn nhẫn. Thích xem cảnh tượng anh sống không bằng chết, xương cốt da thịt bị xé rách, máu chảy đầm đìa từng khối. Về phần nói đến xào huyệt của Tam Độc Giáo. Chỗ kia trông rất phổ thông, rất bình thường, kỳ thật là một ngôi làng bình thường. Người dân trong thôn sống rất giản dị, ngay cả họ cũng không biết thôn này chính là xào huyệt của Tam Độc Giáo. Mấy người đó ngày ngày mặt mày tươi cười chào hỏi anh, tất cả đều là một đám giết người không chớp mắt. Cho nên, đối với người dân bình thường, hy vọng các anh ra tay nhân từ một chút, đừng làm thương người vô tội. Tông Lạc nói. Sau khi mang Tông Lạc đi, Diệp Phàm nhìn mọi người. Lời của người này thật khó phân thật giả. Vương Nhân Bảng lắc lắc đầu, có chút buồn rầu.
hình như là một người chính nghĩa, tuy nhiên, lòng người khó đoán, đâu có biết trong lòng anh ta nghĩ cái gì. Tôi vẫn cảm thấy có tám phần có thể là bẫy. Lam Tồn Quân nói. Bất kể có phải là bẫy hay không chúng ta nhất định phải đi. Hai người bị thương đang đợi chúng ta lấy thuốc giải, mà Chu Phương Tinh không biết ra sao rồi. Diệp Phàm nói. Nghỉ ngơi cho tốt, sau 6 tiếng nữa sẽ xuất phát. Tuy nhiên, Mã Hán, cậu để ý Tông Lạc cho tôi. Không thể để cho anh ta có cơ hội phát tín hiệu hay để lại ám hiệu. Tôi hiểu rồi. Mã Hán nói. 7 giờ sáng, sau khi ăn xong, mọi người lặng lẽ xuất phát. Thôn Tam Nguyên chính là xào huyệt của Tam Độc Giáo. Cách thành phố Ba Chiêm không quá xa, đúng như lời Tông Lạc đã nói, đó là một ngôi làng rất bình thường. Nhà thưa thớt nằm rải rác ở giữa dãy núi yên tĩnh đẹp đẽ. Trong thôn cây cối tương đối lớn và cao, chỉ có thể nhìn thấy một góc hoặc một mặt của những ngôi nhà, rất ít ngôi nhà có thể nhìn thấy toàn bộ. Đường cũng rất xấu, đường cái rải đá vụn. Khi cách thôn khoảng 2 dặm đám người Diệp Phàm tìm thấy một nơi ẩn náu, nằm sấp xuống. Nhiều nhà ở như vậy ngôi nhà nào là của Tam Độc Giáo? Diệp Phàm hạ kính viễn vọng xuống hỏi Tông Lạc. Các anh phát hiện ra ngôi chùa chưa? Tông Lạc chỉ về phía bắc của cánh rừng rậm kia nói. Nhìn thấy rồi, tuy nhiên xa quá không thấy rõ. Diệp Phàm nói. Chẳng lẽ nơi đó chính là xào huyệt của Tam Độc Giáo? Đúng vậy, chính là nơi đó. Ngôi chùa này xây dựng rất chắc chắn. Toàn bộ là dùng những tảng đá lớn xây lên. Cửa của ngôi chùa dày đến nửa thước, bề ngoài nhìn toàn là gỗ nhưng kỳ thật không phải vậy, chỉ là trên thép không dỉ dán gỗ lên đánh lửa mà thôi. Các anh dùng thuốc nổ cũng rất khó lập tức làm cho nó sập đổ. Hơn nữa khi đi gần lại một chút, xung quanh thôn đều có lính gác đứng ở vị trí kín đáo đang nhìn đấy. Trạm gác ngầm này rất khó phát hiện ra, ngay cả tôi cũng không phát hiện ra. Bởi vì bọn họ tất cả đều là người trong thôn, có lẽ cụ già ngồi ở bên đường nghỉ giải lao kia chính là lính gác. Cũng có thể là cái chị đang lấy thức ăn cho heo. Cũng có thể là bạn nhỏ đang nhảy tưng tưng đi học kia. Cho nên, các anh muốn đi vào sẽ rất khó khăn. Bình thường có người lạ vào họ nhất định sẽ chú ý. Tông Lạc nói, làm thế nào đi vào, đợi lát nữa hãy nói, tuy nhiên, tình hình trong ngôi chùa thế nào? Ví dụ bố trí lính gác ngầm hay cao thủ. Bố trí xung quanh thế nào? Giáo chủ ở chỗ nào? Diệp Phàm hỏi. Xung quanh ngôi đền đều là rừng rậm, cây cối lớn nhỏ đều có. Tuy nhiên, Tam Độc Giáo đóng ở đây đã mấy trăm năm rồi. Cho nên, cánh rừng trong phạm vi 7-8 dặm của phương viên là rất nguy hiểm. Hố bẫy, gai độc, phi tiễn trên cây, cung nỏ mang độc, đạn, những cái này đều có. E rằng một cái lá cây cũng có thể kết liễu mạng của các anh. Biết đâu cỏ dưới chân vừa tỏa ra anh cũng đã không thoát. Còn nữa, mối nguy trên cây cũng tương đối lớn. Tông Lạc nói. Người của họ đi vào thế nào? Vương Nhân Bàng hỏi. Đương nhiên là có quy củ rồi, ngôi miếu có thiết kế bản đồ. Mọi người đều căn cứ vào phương pháp đã quy định để đi ra khỏi rừng. Với lại, anh chỉ có thể đi đường này. Hơn nữa. Con đường này không phải không có gì thay đổi. Có lẽ sau nửa tháng con đường này đã không thể đi rồi, mà phía trên có sắp xếp, anh lại phải đi con đường khác. Cho nên, các anh cũng đừng hy vọng tôi có thể dẫn các anh vào, bởi vì đường trước kia tôi đi nhất định thay đổi rồi. Tông Lạc nói, chẳng lẽ người trong làng đều không đi chùa chiền, trẻ nhỏ thì sao? Diệp Phàm nhíu mày, hỏi, cái này, chiêu lừa bịp nhỏ này là có thể giải quyết. Người trong làng đều tin Phật, mà họ chơi cái trò bịp bợm nói đây là vùng đất thiêng của Phật tổ, cánh rừng này là chốn của Phật. Chỉ có thể ở bên ngoài rừng cây làm lễ, dù thế nào cũng không được đi vào cái gì đó. Mà trẻ con từ nhỏ đã được người lớn cảnh cáo nghiêm khắc, truyền thụ những tư tưởng này. Thỉnh thoảng có đứa trẻ nghịch ngợm nào đó vào rừng cây xui xẻo, như chúng độc hoặc thậm chí chết. Bọn họ lập tức liền thêm thắt rồi tuyên truyền. Nói đây là Phật tổ nổi giận cái gì đó, sau này không còn dám ai đi vào. Mà mỗi năm chùa sẽ mở 2 lần, tuy nhiên, khi mở ra sẽ trải thảm đỏ, tất cả người trong thôn bò trên mặt thảm qua. Tông Lạc nói, mẹ kiếp, làm không sơ hở, nhất định vượt qua quân đội rồi. Vương Nhân Bàng không kìm nổi hừ nói. Kỷ luật của bọn họ còn nghiêm ngặt hơn cả trong quân đội, bằng không, mấy trăm năm qua đi, Tam Độc Giáo có đứng vững vàng lâu như vậy. Cũng không xảy ra chuyện gì.
mặc dù là có đối thủ đã phát hiện ra nơi này, cuối cùng cũng không vào được hoặc là bị tiêu diệt rồi. Còn về phần trong chùa hố bẫy rất nhiều. Các tay súng bắn tỉa tương đối nhiều, cũng không biết họ ẩn náu ở nơi nào. Tông Lạc nói. Diệp Phàm nhìn Tông Lạc liếc mắt một cái, nói. Nếu cậu cảm thấy không nỡ lòng chúng tôi có thể giữ lại mạng sống cho ông ấy. Các anh không cần phải chiếu cố đến tôi, chẳng qua tôi cũng là lo lắng cho các anh không còn mạng sống đi ra, cha tôi các anh căn bản là giết không nổi ông ấy. Phải nói ông ấy sống ở đâu thì người con ruột này cũng không rõ. Nói thật, cha tôi ngoại trừ lấy một người Hoa làm vợ chính thức, ông còn có 6 cô vợ lẽ. Dùng lời của các anh nói chính là vợ bé. Các anh chị của tôi cũng tương đối nhiều, có 10 mấy người. Tuy nhiên phần lớn đều ở ngoài buôn bán. Tông Lạc nói đến đây dừng lại một lát nhìn Diệp Phàm. Chương 2414, đi vào rồi. Ba cũng không thích đứa con trai không xuất sắc. Hơn nữa trong 10 mấy anh chị em cũng chỉ có mấy người luyện qua võ thuật, đa số giống như người thường. Tông Lạc nói. Đúng là phiền toái, dựa vào tình hình rõ như ban ngày này khẳng định không thể vào được. Vừa đi vào bên ngoài thôn đã bị phát hiện rồi, mà buổi tối đi vào lại càng nguy hiểm, hố bẫy độc này bất cứ lúc nào cũng để ý chúng ta. Nếu có bản đồ thiết kế của ngôi chùa này thì tốt rồi. Diệp Phàm cau mày. Vô dụng. Tông Lạc lắc lắc đầu. Có bản vẽ cũng vô dụng. Diệp Phàm có chút không rõ. Ngôi chùa này không có bản vẽ đầy đủ mà chia ra làm mấy phần. Trừ khi anh lấy được mấy phần đó về đây. Tuy nhiên điều này hiển nhiên là không thể. Bản đồ này phân ra cho 4 đại cao thủ giữ. Trừ khi giết chết họ cũng không dám chắc lấy được bản đồ. Hơn nữa có những cái thay đổi tùy lúc, lấy được cũng không có ích lợi gì. Tông Lạc lắc đầu nói. Chỉ có thể vào lúc buổi tối. Ban ngày không vào được thôn. Diệp Phàm nói. Ban đêm lặng lẽ sắp đến rồi. Diệp Phàm đi đầu phối hợp với Vương Nhân Bàng, còn Thiên Thông và Lam Tồn Quân cản ở phía sau. Trong bóng tối kính mắt nhìn ban đêm cùng với đôi mắt ưng của Diệp Phàm vẫn có thể phát huy tác dụng tương đối lớn. Bởi vì đêm đã rất sâu rồi, người dân đã ngủ từ lâu. Nhưng có khả năng 8 phần lính gác đứng ở vị trí kín đáo của Tam Độc Giáo vẫn chưa ngủ. Quả nhiên. Khi vừa tiếp cận thôn phát hiện một trạm lính gác ngầm ở bên cạnh vòng cầu. Diệp Phàm tìm đúng thời cơ chuyển động theo quán tính, người kia còn chưa kịp phản ứng đã sớm biến thành vong hồn địa phủ rồi. Bây giờ Diệp Phàm giết người rất gọn gàng sạch sẽ, một chút động tĩnh cũng không phát ra. Trong quá trình tiếp cận vùng rừng bao ngoài ngôi chùa, Diệp Phàm nhân tiện giết 5 tên lính gác ngầm. Vương Nhân Bàng cũng giết 2 người, những lính gác ngầm này bản lĩnh cũng không cao. Năng lực tương đương với đội viên đội báo săn. Đối với cao thủ như Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng đúng là một bữa ăn sáng. Tiếp cận rừng cây của ngôi chùa, mọi người giữ vững tinh thần, nhất định phải dẫm qua bước chân của người đi trước. Tốc độ của chúng ta không thể chậm, lính gác ngầm bị giết nhiều như vậy, chỉ sợ có người hỏi không có người trả lời, trái lại sẽ làm cho họ cảnh giác. Diệp Phàm lại thận trọng dặn mọi người một lần nữa. Quả nhiên khi tiếp cận rừng cây, khứu giác nhạy bén của Diệp Phàm cảm thấy khó chịu. Vừa mới tiến vào khoảng vài trăm mét, Vương Nhân Bàng dẫm lên vật gì đó mềm mềm. Anh ta phản ứng rất nhanh, lập tức bay lên. Mặt đất có tiếng lay động nhỏ, một mũi tên của cung nỏ xoẹt qua tai. Dọa Vương Nhân Bàng sợ quá toàn thân đầm đìa mồ hôi. Nhìn mũi tên nhỏ gần như cắm cả vào thân cây, độ mạnh của lực này thật đúng là khiến người ta có chút sụt rè. Tuyệt đối không thể để cả người bị bắn thủng. Diệp Phàm quan sát một hồi, không ngờ không phát hiện ra đạn bắn ra từ đâu. Trời quá tối cũng là một nguyên do. Đối với nọc độc, mọi người không sợ gì cả, chỉ cần không phải là nọc độc đâm vào trong cơ thể. Cái khác phun ra đều không phải lo lắng nhiều. Bởi vì bọn họ đều mặc quần áo phòng hộ đặc chế, ngay cả đạn bắn ở cự ly gần cũng có thể phòng hộ, nọc độc kia khó mà có thể xuyên qua được. Cẩn thận đi trong khu rừng tối đen như mực. Với Diệp Phàm mà nói cũng là một khảo nghiệm gay gắt. Đôi khi chân chỉ cần hơi chệch một chút, mặt đất phía dưới vừa buông lỏng liền chờ mình. Người nếu như ngã xuống đây tuyệt đối là mất mạng. Dừng. Diệp Phàm nhỏ giọng áp sát tai ra lệnh, bởi vì, phía trước có tình hình. Diệp Phàm đem toàn bộ nội khí tập trung vào đôi mắt ưng phát hiện ở phía trước 100 mét có sóng khí đặc trưng của cơ thể người mơ hồ. Vì đôi mắt ưng của Diệp Phàm có thể cảm nhận chính xác sóng khí trong khoảng 30 mét. Vượt qua 50 mét thì mờ nhạt. Vật kia rõ ràng dường như rất điềm tĩnh,
vẫn không nhúc nhích, tựa hồ đối mặt với phương hướng của Diệp Phàm. Súng bắn tỉa giảm thanh của Vương Nhân Bàng nắm đúng hướng chỉ thị của Diệp Phàm. Hai người chỉ có thể nói là dựa vào góc độ để xác định tuyến tọa độ. Cái gì thế? Vương Nhân Bàng hỏi. Vẫn không rõ ràng lắm. Diệp Phàm nhỏ giọng nói. Đôi bên sau mấy phút giằng co, Diệp Phàm quyết định không đợi. Lạc Bảo Kim Tiền xoay tròn theo sườn, rẽ bay vào đồ vật có chút mơ hồ kia. Oạch! Thứ đồ mơ hồ kia bị cắt bởi một kim tiền liền chạy trốn. Diệp Phàm đột nhiên phát hiện là một con đại mãnh xà. Phỏng chừng vốn giống như một loạt đồ vật quấn vào với nhau. Tuy nhiên, đại mãng xà bị đâm trúng rồi. Điều xui xẻo chính là đuôi con rắn bị cái gì buộc lại. Hơn nữa sau khi âm thanh rất nhỏ truyền đến, con đại mãng xà bị treo trên không trung. Đại mãng xà liều mình giãy giụa. Có muốn nhân cơ hội đi qua không? Lúc này thật sự là cơ hội tốt. Vương Nhân Bàng hỏi. Không cần, chúng ta lùi lại về phía sau một chút. Diệp Phàm nói. Hai người lại lui về phía sau 10 mét, bốn con mắt nhìn chằm chằm con mãng xà đang giãy giụa. Nó gây ra tiếng động lớn như vậy, phỏng chừng sẽ thu hút sự chú ý của lính gác ngầm. Vương Nhân Bàng nói, chúng ta chính là đang đợi là lính gác ngầm. Diệp Phàm nói, anh muốn lén đi qua cùn phải không? Vương Nhân Bàng hoảng hốt hiểu ra. Tôi nghĩ, mèo có lối mèo, rắn có lối rắn. Nếu có lính gác ngầm có thể dẫn đường. Chúng ta càng an toàn hơn. Chờ lát nữa một mình tôi đi theo lính gác ngầm, sau đó làm dấu hiệu. Dù sao loại dấu hiệu này chỉ có kính nhìn trong đêm của chúng ta mới có thể phát hiện ra. Họ không nhìn thấy. Diệp Phàm nói. Vậy anh phải cẩn thận rồi, ở trong hoàn cảnh này mà muốn không bị phát hiện, tương đối khó. Vương Nhân Bàng nói. Không sao, tôi có cách. Hơn nữa phỏng chừng nhiều năm như vậy chưa có ai đến quấy mảnh rừng này hẳn là sẽ buông lỏng cảnh giác. Diệp Phàm có vẻ rất tự tin, đối với khí thế mạnh mẽ của hổ ưng công của Phí Gia vẫn tương đối tự tin. Quả nhiên, sau hơn 10 phút đã có động tĩnh, bên trong đi ra hai người. Cả người đều là y phục màu đen, trên tay cầm súng lục. Mẹ kiếp, may thật, đột nhiên lại bắt được con rắn lớn. Tôi còn tưởng là có người đến, sợ bóng sợ gió một hồi. Một tên cười hì hì nói. Mã Tài, con rắn này không phải là của độc giáo hả? Một âm thanh khác có chút lo lắng hỏi. Bởi vì tam độc giáo dùng rắn và rết, là vốn liếng chống đỡ. Đương nhiên tam độc giáo tương đối coi trọng rắn. Giống như những con rắn nặng một chút, tính mạng của rắn thậm chí còn được coi trọng hơn mạng nhỏ của người bình thường trong tam độc giáo. Rừng này của chúng ta hình như không bố trí rắn coi rừng phải không Tô Tùng? Mã Tài lên tiếng. Ừ, chưa nghe nói qua, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua khả năng con rắn to này bò từ nơi khác đến được. Tô Tùng nói, tuyệt đối sẽ không. Mã Tài khăng khăng khẳng định nói. Anh dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Tô Tùng hiển nhiên có chút không phục. Ha ha, đây chính là nguyên do tại sao anh chỉ có thể làm đội trưởng còn Mã Tài tôi là tiểu đội trưởng. Mã Tài đắc ý cười nhỏ. Anh Mã, tổ trưởng Mã, tiết lộ một chút có được không? Cái này thật sự là rất kỳ lạ. Tô Tùng hỏi. Nói thật cho cậu biết, giáo chúng ta vì sao lại gọi là tam độc giáo, chơi rắn chính là một thứ bản lĩnh. Tổ tông chơi rắn đã có lịch sử mấy trăm năm rồi. Con rắn nào gặp cao thủ của giáo chúng ta mà không ngoan ngoãn? Chẳng hạn như khu vực này chúng ta bố trí rắn bảo vệ rừng, rắn ở nơi khác không thể bỏ đến. Bởi vì xung quanh những khu vực kia đều rải một chút vụn phấn đặc biệt. Rắn vừa ngửi thấy sợ tới mức phải lập tức về khu vực của mình. Hiểu chưa Tô Tùng? Mã Tài cười nói. Nhỏ tiếng một chút, nếu để kẻ địch phát hiện ra chúng ta thì chúng không còn mạng rồi. Tô Tùng nhìn bốn xung quanh có chút lo lắng. Tôi thấy cậu càng sống càng nhát gan. Tô Tùng, chúng ta bảo vệ rừng cũng đã mười mấy năm rồi, có khi nào phát hiện có người vào không? Mã Tài cười ha ha nói. Cũng đúng, nơi này cách chùa 20 dặm. Cho dù có người vào phỏng chừng cũng sớm mất mạng. Rừng này không cần phải nói người không quen, ngay chúng ta mỗi lần đi xuống dưới, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu như một chân đi trệch, mẹ kiếp, thật sự đi gặp Phật tổ rồi. Tô Tùng nói, lại quay sang nói. Thế nhưng nghe nói hôm qua xảy ra chuyện lớn, bên Pa Gian xảy ra chuyện rồi, ngay đường chủ Hồng cũng bị người ta giết chết. Ừ, tiểu tử cậu thông tin rất nhanh nhạy. Đúng vậy, có việc như vậy.
Cao thủ trong giáo vốn ở bên ngoài giờ cũng vội vàng chạy về. Hơn nữa người triệu tập yêu cầu chúng ta phải trừng to mắt. Tuy nhiên tôi cho rằng cái này là chuyện bé xé ra to rồi. Mã Tài nói, nhìn con rắn vẫn đang giãy giụa, cười nói. Tô Tùng, dù sao con rắn này cũng không phải ở trong giáo chúng ta. Đoán chừng là ở bên ngoài bò vào, lấy xuống giết làm nồi canh uống, hương vị kia, nhớ tới tôi liền chảy nước miếng. Việc này, có thể không, nếu bị phát hiện chúng ta không phải là. Tô Tùng có chút sợ hãi. Sợ gì, phát hiện cũng không sao, lại không phải là rắn ở trong giáo nuôi dưỡng. Mã Tài nói, hai người thương lượng một hồi quả nhiên đem con rắn to ra giết. Sau đó cất vào một cái túi khiêng về hướng chùa. Diệp Phàm thân thể nhẹ nhàng bắn lên, cùng đi. Có hai vị này dẫn đường đúng thật là dễ dàng hơn nhiều, không lâu sau liền thấy được tường vây của ngôi chùa. Tường vây này cũng là dùng đá dựng lên. Nghe nói làm ba tầng lũy, chính là dùng bom phỏng chừng cũng không thể nổ tung trong chốc lát. Mà đám người vương nhân bàng theo dấu của Diệp Phàm đến bên này cũng rất suôn sẻ. Đương đương, đột nhiên truyền đến hai tiếng vang giòn. Trong đêm khuya ngấm vào người, cảm giác rất đặc biệt. Không xong rồi, bị phát hiện rồi. Toàn bộ ẩn náu. Diệp Phàm khẩn trương hạ mệnh lệnh nói, mấy người toàn bộ khẩn trương tản ra các hướng ẩn náu. Đã chế thế này rồi còn gọi họp, thực sự đáng ghét. Lúc này miệng người nào đó phát ra sự bực tức vội vàng đi ra từ chỗ ẩn nấp của Diệp Phàm. Hóa ra là họp, dọa ông đây mất mật. Thiên Thông nhỏ tiếng cục cục một câu. Nhân viên của họ giờ phỏng chừng đang bận đến họp, lúc này cảnh giới lơi lỏng nhất. Không bằng nhân cơ hội đi vào. Vương Nhân Bảng đề nghị. Vào thế nào, nghe nói phía trên tường vây có người canh gác. Lam Tồn Quân nói. Phía trên có canh gác nhưng phía dưới phỏng chừng không có, chúng ta khoét ra để đi vào. Diệp Phàm nói, đi vòng vài bước xuống dưới, phát hiện bên đó hình như có một thứ gì giống như đường thoát nước. Nhân Bàng tôi mượn nhu cực đao dùng một lát. Diệp Phàm nói, Vương Nhân Bàng hóp bụng lại như mèo đưa tới. Diệp Phàm nội tức như dòng suối tuôn trào, dưới tường lũy đá kia vẽ một hình tròn. Đốm lửa nhỏ toát ra, tuy nhiên may mắn rất thấp. Không lâu sau, Diệp Phàm dùng lực nhẹ nhàng nhất, tường bao bằng đá kia xuất hiện một cái hố. Diệp Phàm quan sát trong chốc lát rồi chui vào, phát hiện tại một gốc cây có một người canh gác. Tuy nhiên người canh gác này chủ yếu là nhằm vào trên đầu tường, vị trí phía dưới này khá an toàn. Ngay sau đó một tiếng ra hiệu, tất cả đều lẻn đi vào. Đúng lúc này, Diệp Phàm phát hiện một người có vẻ đã uống say lảo đảo đi tới. Diệp Phàm dùng tay ra hiệu với Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng cố ý bổ nhào về phía trước, người kia nhất thời cảnh giác định đuổi theo. Chương 2415, Ái Thiếp. Tuy nhiên, không ngờ được Diệp Phàm ở bên cạnh vừa duỗi chân ra người nọ liền ngã lăn xuống đất. Tất nhiên, đám người Diệp Phàm sẽ không để gã đứng dậy nữa. Họp cái gì, hội trường ở đâu? Vương Nhân Bàng hỏi bằng tiếng Lào. Có điều, tên đó rất ngoan cố, không chịu viết ra. Nhưng Diệp Phàm vừa ra tay một cái. Tên đó cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Giơ tay ra viết. Không biết họp gì, nghe nói có liên quan đến ngũ độc giáo. Hội trường ở ngay trong căn nhà to dựng bằng gạch đỏ ở giữa, cách 200 mét về phía trước. Diệp Phàm gọi Vương Nhân Bàng, hai người nhanh nhẹn đi qua. Tìm một vị trí tốt nhất để núp, vì Diệp Phàm nghe không hiểu tiếng Lào, chỉ có thể mang theo phiên dịch nửa mùa Vương Nhân Bàng này bên người. Chúng giáo đầu của tam độc giáo đi thành từng top 3 top 2, tên nào tên nấy ngáp một cái đi vào. Sảnh khá lớn, lát những phiến đá màu đỏ, trông có vẻ niên đại không nhỏ, khá cổ xưa. Trên đầu sảnh có đặt mấy chiếc ghế, hình điêu khắc sau ghế không ngờ lại là ba loài động vật có độc là rắn, rết và bọ cạp. Đây lại là những động vật mà giáo chúng tam độc giáo thờ phụng. Còn dưới sảnh chỉ đặt mấy chục cái ghế nhỏ. Lúc này, ghế nhỏ đã ngồi đủ người. Tường đá xung quanh hội trường cũng khắc ba loài động vật này, có đủ các loại tư thế, đầy vẻ hung hãn uy phong. Xin mời Phó Giáo Chủ Tông. Lúc này, một người trung niên có khuôn mặt gầy, dáng vẻ có chút giống khỉ đứng lên, hai tay hơ xuống dưới, kêu lên the thé. Soạt một tiếng, toàn bộ giáo chúng ở dưới đều đứng dậy. Diệp Phàm muốn bật cười, cái này, làm giống mấy quy củ trong quân đội thật đấy. Tiếng bước chân vang lên, một người trung niên đi vào. Tướng mạo giống Tông Lạc đến 2/10, có lẽ là anh em hay gì đó của Tông Lạc.
Cách ăn mặc của người này lại khiến cho Diệp Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì, trên y phục của các giáo chúng khác trong Tam Độc giáo đều thêu rắn, rết và bọ cạp. Chất liệu nhìn có vẻ không sang trọng lắm, giống như y phục áo bào vải thô tự làm. Mà y phục vị phó giáo chủ tông này mặc lại là một bộ tây trang thẳng thớm, còn đeo một cà vạt màu đỏ tươi. Đôi giày da dưới chân đánh xi sáng loáng, mà bên người ông ta còn có một người đàn ông to cao vạm vỡ. Chiều cao nhất định không dưới 1m9, mặt đầy râu. Kích thước thân thể có chút khiến người ta sợ hãi, ngoại hình trông hơi giống mấy ngôi sao bóng rổ NBA. Chào phó giáo chủ tông, hộ pháp Tượng Sơn. Lúc này, giáo chúng đều ôm quyền chào. Thì ra là tên Tượng Sơn này, nghe nói mạnh mẽ vô cùng, đủ sức nhổ một cái cây to bằng một vòng tay người, là một trong tứ đại kim cang của Tam Độc giáo. Chốc nữa sẽ phải đọ sức với gã một chút đấy. Vương Nhân Bàng nhỏ giọng thì thầm. Nếu như dựa vào lời Tông Lạc đã nói, người này có thể nhổ lên một cây to bằng một vòng tay người trưởng thành, phỏng chừng, sức lực của gã không dưới 5 tạ. Dựa vào sức lực này mà tính, thực lực của người này ít nhất là bát đẳng tầng cao nhất. Ông em, cậu đọ sức với gã thì chẳng khác gì tự tìm phiền toái. Diệp Phàm nói. Tôi thấy cũng chưa chắc, thân thể người này to lớn như thế, về mặt hành động chưa chắc đã bằng chúng ta. Chỉ có sức lực thôi thì có tác dụng gì, chúng ta cũng không phải là đồ ngốc đứng yên ở đấy cho gã nhổ lên, đúng không? Vương Nhân Bàng không cho là đúng, nói. Nhất định không được khinh địch, tưởng rằng chắc ăn mà lại thất bại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phàm nhắc nhở. Yên tâm, Vương Nhân Bàng tôi không phải người bất cẩn thế đâu. Vương Nhân Bàng nói. Mọi người ngồi đi. Phó giáo chủ tông hai tay ấn ấn xuống dưới. Tiếng loạt soạt lại vang lên. Giáo chúng đều ngồi cả xuống. Muộn thế này rồi còn triệu tập gấp mọi người lại, chủ yếu là nói một chút về việc xảy ra ngày hôm nay. Hãm tỉnh thạch bảo chúng ta đặt tại thành phố Pazan không ngờ đã bị cao thủ ngũ độc giáo quét sạch. Còn có hồng đường đặt tại thành phố Pazan cũng bị bọn chúng tiêu diệt. Đường chủ hồng ý cũng bị bọn chúng bắt đi rồi, cuộc tấn công của ngũ độc giáo quá hung hãn. Cha tôi vừa rồi mới vội vã trở về. Tuy nhiên, dựa vào sự dự đoán của cha tôi, mục đích chủ yếu lần này chúng tới không phải là loại bỏ với chúng ta, mà là muốn cứu Chu Phương Tinh về. Phó giáo chủ tông đầy vẻ buồn rầu, nói. Nhưng đường chủ hồng là cửu đẳng, lần này người của ngũ độc giáo đến chẳng lẽ đã đạt đến thập đẳng rồi. Lúc này, một giáo chúng phía dưới hỏi. Có thể lắm, tuy nhiên, khả năng cửu đẳng tầng cao nhất là lớn nhất. Thập đẳng không dễ dàng đạt tới như thế. Cho dù là ngũ độc giáo cũng lấy đâu ra mấy người thập đẳng được. Đáng tiếc là hôm qua chúng ta lên máy bay lại không giải quyết luôn tên cao thủ đó. Tuy nhiên, Chu Phương Tinh nằm trong tay chúng ta, bọn chúng nhất định không dừng lại. Cho nên, cha tôi yêu cầu mọi người vào thời gian này nhất định phải thận trọng. Đặc biệt, quan trọng nhất là phải bảo vệ an toàn cho tổng đàn của chúng ta. Tuy rằng tổng đàn của chúng ta rất vững chắc, mấy chục năm rồi chưa có kẻ nào có mắt như mù mà tìm đến gây sự. Thế nhưng, ngũ độc giáo lại là đối thủ lớn nhất của chúng ta. Chúng ta biết dùng độc, bọn chúng cũng biết. Cho nên, cự độc chúng ta có thể dựa vào đối với bọn chúng không có tác dụng gì. Đánh mất màn bảo vệ này rồi, chúng ta chỉ có thể dùng võ công cùng vũ khí hiện đại để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Các anh em, nơi này là nhà của chúng ta. Mọi người hãy xem đi, có chúng ta. Người dân thôn Tam Nguyên an cư lạc nghiệp, đây đều là bởi vì có chúng ta. Nếu như không có chúng ta bảo vệ, có lẽ không cần phải nói nữa, đám người bên quân chính phủ đã giải quyết họ rồi. Những người dân thôn này đều là anh chị em của chúng ta, vì anh chị em của chúng ta dù chết cũng phải bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Những lời này của Phó Giáo Chủ Tông nói rất tình cảm. Không sai, không còn nhà chúng ta sẽ còn gì nữa. Phó Giáo Chủ Tông. Ngài không cần nói nhiều, cho dù đầu chúng tôi có lìa khỏi cổ cũng phải bảo vệ ngôi nhà của chúng ta. Lúc này, một giáo chúng có vẻ là một lãnh đạo kêu to, lập tức, toàn bộ giáo chúng đều hô lên, quần chúng đầy vẻ phấn chấn. Được rồi, kỳ thực, cũng không cần quá lo lắng. Ngôi nhà của chúng ta nếu không thể nói là tường đồng vách sắt thì cũng gần như thế rồi. Hơn nữa, trải qua sự phát triển mấy trăm năm, số lượng giáo chúng của chúng ta đã tăng lên. Mà cao thủ, chúng ta cũng không thiếu. Cho dù ngũ độc giáo đến, ai thắng ai thua vẫn chưa nói chắc được. Hơn nữa, ngũ độc giáo vẫn ở trong lãnh thổ Trung Quốc,
bọn chúng không thể dốc toàn lực được đúng không nào? Lần này đến chỉ có mấy người, vậy có thể làm được gì chứ? Hơn nữa, đường chủ Hồng cũng là bất cẩn mới rơi vào bẫy của bọn chúng. Nếu như có Tượng Sơn tôi, đã móc trứng của bọn chúng ra làm bóng để đá rồi. Tượng Sơn khá ngạo mạn, ngồi ngạo nghễ như một hòn núi nhỏ, tỏ ra rất uy phong. Nhân Bàng, cậu nói xem nếu bây giờ chúng ta đi do thám xung quanh, tỷ lệ bị phát hiện là bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Nhất định là thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hệ thống bảo vệ của bọn chúng có lẽ vẫn hoạt động bình thường, chỉ là cắt giảm số người tuần tra mà thôi. Việc này vẫn rất khó. Chính là không biết được Chu Phương Tinh bị nhốt ở đâu. Vương Nhân Bảng có chút đau đầu nói. Muốn tìm được ông ta có lẽ rất khó, bọn chúng nhốt bừa vào một phòng nào đó dưới lòng đất thì chúng ta tìm sao được. Hơn nữa, nơi này nhất định canh gác rất nghiêm. Nếu thực muốn cứu Chu Phương Tinh ra, trừ phi có thể tìm ra người khiến Tông Vô Thu không thể không đổi người mới được. Tông Lạc này tôi thấy không có giá trị gì với ông ta. Bằng không, ông ta cũng sẽ không lấy Chu Phương Tinh ra làm mồi câu muốn dùng trực thăng để xử lý gọn chúng ta. Ông ta chẳng lẽ không sợ chúng ta tức giận giết mất con trai Tông Lạc của ông ta sao? Diệp Phàm nói. Ừ, Tông Vô Thu sinh mười mấy người con, mà Tông Lạc lại không nghe lời, kẻ tham vọng như vậy, giết con trai mình cũng là chuyện có thể. Mà bọn chúng chủ yếu đã nhắm vào chức năng giải độc của Cửu Hương Bôi, cái này đối với Tam Độc Giáo mà nói chính là một khắc tinh rất lớn. Bọn chúng là cao thủ dùng độc, người ta có thể giải độc vậy thì độc của chúng còn có tác dụng quái gì? Tuy nhiên, tôi thấy, Cửu Hương Bôi theo lý mà nói không thể giải toàn bộ độc trên thế gian này được. Đối với một số độc có lẽ là có thể giải được hoặc là có nguyên nhân gì khác. Vương Nhân Bàng phân tích. Tên phó giáo chủ tông này có lẽ cũng là con trai của Tông Vô Thu, hơn nữa còn được Tông Vô Thu coi trọng. Nếu như có thể bắt cóc người này, không chừng còn có thể ép Tông Vô Thu đưa Chu Phương Tinh ra đổi. Diệp Phàm nhìn phó giáo chủ tông ngồi trên chiếc ghế kia, nói. Có thể lắm, tuy nhiên cũng khó nói. Chẳng may con trai của ông ta nhiều, thêm một đứa cũng không nhiều, thiếu mất một đứa cũng chẳng vấn đề gì. Vương Nhân Bảng nói. Không coi trọng con trai tôi không tin ông ta không có người phụ nữ mình yêu quý. Diệp Phàm hừ lạnh, nhỏ giọng gọi đi yêu cầu Triệu Thanh Ngọc hỏi Tông Lạc. Tức giận vì Hồng Nhan, nói có lý lắm, thế giới rộng lớn này rất nhiều chuyện đều vì đàn bà mà ra. Vương Nhân Bảng cũng rất đồng cảm. Không lâu sau, Triệu Thanh Ngọc báo cáo lại. Nghe Tông Lạc nói người phụ nữ cha gã yêu quý nhất là Tài Nhã. Tôi thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Tông Lạc, có vẻ như Tài Nhã có thù hận gì với mẹ gã thì phải. Tông Lạc nhắc đi nhắc lại rằng Tài Nhã là người đàn bà độc ác nhất. Tình hình của Tài Nhã thì sao? Còn nữa, đang sống ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Sống ở đâu thì Tông Lạc cũng không nói rõ được địa điểm cụ thể, chỉ nói ở một ngôi chùa phía Bắc. Còn về bình thường Tài Nhã, Tông Lạc nói người đàn bà này không phải là người Lào mà là người Nga. Bề ngoài trông như người mẫu quốc tế, chiều cao 1,76m. Tóc vàng mắt xanh, hai chân đặc biệt thon dài. Vóc người có thể nói là ma quỷ. Tông Lạc nói là, đặc điểm rất dễ nhận biết của người đàn bà này là có xăm một con rắn trên ngực. Nghe nói Tông Vô Thu cha của Tông Lạc rất yêu quý cô ta, mà con rắn đó do chính Tông Vô Thu tự tay xăm. Triệu Thanh Ngọc nói, lạ thật, sao Tông Lạc có thể nhìn thấy ngực của người phụ nữ đó, mà còn không bị cha hắn đánh chết? Diệp Phàm hỏi, nghe nói mẹ của Tông Lạc nhìn thấy, Tông Vô Thu xem Tài Nhã như báu vật, có một lần Tượng Sơn một trong tứ kim cang mang theo hai thuộc hạ đi vào báo cáo tình hình. Không cẩn thận nhìn thấy bộ dáng mặc bikini của Tài Nhã. Lập tức, ba người đều ngây ra, có điều, Tông Vô Thu nổi trận lôi đình tại chỗ. Chỉ hai trưởng, hai tên thuộc hạ của Tượng Sơn bị đánh thủng ngực chết ngay tại chỗ. Ngay cả thi thể cũng bị Tông Vô Thu cho người mang đi nuôi rắn. Tượng Sơn là một trong tứ kim cang, tuy rằng giữ được mang, nhưng cũng bị Tông Vô Thu tát một cái lăn đi mấy vòng. Hơn nữa nằm trên giường cả nửa năm mới xuống giường được. Tông Vô Thu vẫn chưa hết giận, giao bốn nhiệm vụ khó hoàn thành, dễ mất mạng nhất trong Tam Độc Giáo cho Tượng Sơn. May sao Tượng Sơn tên này cao số. Không ngờ lại vượt qua tất cả. Triệu Thanh Ngọc nói. Tượng Sơn tại sao không phản bội Tông Vô Thu, gã trung thành với loại người này làm gì? Chẳng phải là chỉ mới nhìn thấy Tài Nhã mặc bikini thôi, cũng có phải là lên giường đâu. Diệp Phàm nói.
Tông Vô Thu khống chế người khác nhất định có thủ đoạn của mình, Tượng Sơn dám phản bội ông ta nhất định không có đường sống. Triệu Thanh Ngọc nói, Nhân Bàng, tôi đi về phía Bắc tìm Tài Nhạ, nếu như may mắn có thể tìm thấy, chúng ta liền mang cô ta đi đổi người. Cậu ở đây trông chừng, có lẽ hội nghị này còn phải kéo dài một thời gian. Giữ liên lạc với tôi nhé. Diệp Phàm giao lại công việc. Được, bọn chúng bây giờ bắt đầu phân chia nhiệm vụ rồi. Đến lúc đó tôi trực tiếp nói cho anh là được. Có điều, chính là tồn quần bọn họ phải bàn giao một chút nhất định phải ẩn núp kỹ. Vương Nhân Bảng nói. Bên bọn họ có thiên thông, chắc sẽ không nhiều chuyện đâu, trừ phi gặp phải cao thủ như Tông Vô Thu. Tôi tin rằng tam độc giáo này cao thủ thập đẳng cũng không kiếm được mấy người đâu. Chúng ta đường đường là tổ đặc nhiệm A mà còn chẳng có mấy người, chứ nói gì đến tam độc giáo. Diệp Phàm nói. Không chắc đâu. Vương Nhân Bàng đột nhiên thốt ra một câu. Chương 2416, giống tạp giao. Có ý gì? Diệp Phàm hỏi. Dựa theo phỏng đoán của cha tôi, tổ đặc nhiệm A còn có rất nhiều điều thần bí. Anh nghĩ mà xem, ngay cả Phượng gia cũng có được cao thủ thập nhất đẳng như Tống Thanh. Tổ đặc nhiệm A là tổ chức thần bí nhất quốc gia. Cha tôi nói không thể nào chỉ đến thập đẳng đã ngừng phát triển. Chẳng qua là chúng ta chưa biết đến những cao thủ cấp độ đó thôi. Đương nhiên, cũng không thể nào nhiều. Chỉ một hai người thôi, có lẽ đã đạt đến thập nhất đẳng, thậm chí là thập nhị đẳng rồi. Những cao thủ đó, đồng chí Cung Khai Hà có biết hay không cũng khó nói rõ. Người biết rõ bọn họ có lẽ là chủ tịch đường. Chưa đến lúc sự tồn vong sinh tử của tổ đặc nhiệm A bị đe dọa, những cao thủ này không thể nào hiện thân. Đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của cha tôi thôi. Vương Nhân Bàng nói. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, nói. Đúng là rất có lý, trước kia nói Lý Lão là vương bài. Sau đó không phải xuất hiện một vương bài càng vương bài hơn đó sao, cũng là ông của cậu, Vương Lão. Không chừng sau này còn có các cao thủ siêu cấp Trương Lão Đường Lão, cái này. Cảnh giới không giống nhau, trình độ của các cao thủ gặp phải cũng không giống nhau. Nhớ tới 10 năm trước tôi chỉ đạt đến tam đẳng, lúc đó cho rằng cao thủ ngũ đẳng, lục đẳng đã là giấc mơ của chúng ta rồi. Hiện giờ thì sao nào, ngũ lục đẳng quá vô dụng rồi. Thất bát đẳng cũng chẳng là gì, điều này cũng là vì cảnh giới của chúng ta đã cao hơn rồi. Năng lực thế nào sẽ gặp được đối thủ hoặc thách thức và bạn bè thế ấy? Cậu nói xem có đúng thế không? Chính xác, ôi, quốc thuật này, cảnh giới cao nhất là gì nhỉ? Vương Nhân Bàng thở dài, nhìn Diệp Phàm nhanh nhẹn như mèo, men theo căn phòng chuồn ra ngoài. Sau khi dùng dụng cụ xác định phương hướng, Diệp Phàm men theo căn phòng chạy về phía bắc. Bên trong điện thờ cũng tương đối lớn, hơn nữa, giữa các phòng với nhau không có sự liên kết. Đều là các phòng riêng biệt, độc lập. Phần phía trước có lẽ là kiến trúc điện thờ tô điểm bên ngoài. Lúc đi vào phần thứ hai, Diệp Phàm phát hiện trên cơ bản không thấy bóng dáng các kiến trúc điện thờ. Các phòng này đều được dựng lên từ đá tảng, hình dạng phong phú đa dạng. Diệp Phàm nhanh nhẹn tiếp cận căn phòng có bốn góc, tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm buồn bực là căn bản không thể nghe được những gì người bên trong nói. Tên này dứt khoát không để ý đến nữa, đi thẳng về phía bắc. Liên tiếp đi qua mấy chục căn phòng, Diệp Phàm đều quan sát. Dường như không phát hiện thấy người đàn bà người Nga tên Tài Nhạ mà Tông Lạc đã nói. Lúc tên này định quay về liền nghe thấy giọng nói của một cô gái truyền đến, nói. Tô Phương, muộn thế này rồi còn phải ăn, bữa sáng mai làm nhiều một chút không giống nhau sao? Giọng nói của cô gái này lại là tiếng phổ thông gượng gạo, Diệp Phàm chú ý lắng nghe cũng nghe ra được ý tứ đại khái là vậy. Em Ninh, em cũng không phải không biết giáo chủ tốt với cô ấy đến thế nào. Đừng nói đã trễ thế này còn muốn ăn điểm tâm, cho dù muốn em đến khách sạn Pazan mang một hộp đồ ăn về em cũng phải đi đúng không nào. Sau này nói chuyện nhỏ tiếng một chút, nếu như để cho người ta nghe thấy em cũng biết giáo chủ sẽ làm gì em rồi đấy. Tô Phương nhỏ giọng nói, ngôn ngữ đang dùng lại là tiếng Anh. Diệp Phàm kêu lên vui vẻ, bởi vì tên này biết tiếng Anh. Là sinh viên xuất sắc Đại học Hải Giang mà, Diệp Phàm ít nhất cũng biết được ngôn ngữ cơ bản nhất chứ. Em biết rồi. Chỉ là em lo cô ấy ăn quá no không ngủ được. Hơn nữa, cô ta lần này muốn ăn thỏ bọc rắn, cách làm rất phức tạp. Phải giết thỏ rửa sạch, còn phải xử lý rắn. Hơn nữa, thủ pháp rất tinh tế, dùng gia vị cũng phải chú ý.
ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ mới làm xong, hiện giờ đã 3 giờ rồi, đợi đến lúc làm xong thì trời cũng đã sáng. Em Ninh nói, đừng nói nhiều nữa, người ta bảo em làm thế nào thì em cứ làm thế ấy đi. Giáo chủ trở về rồi, vị giáo chủ đó của chúng ta rất thần bí. Cũng không biết được là ở nơi nào, có khi lúc này ông ta đang ở một nơi không xa nghe thấy những gì chúng ta nói đấy. Tô Phương nói, em Ninh vừa nghe thấy thế, sợ sệt, lấm lét nhìn khắp bốn phía. Đừng nhìn nữa, bây giờ nhìn cũng có phải quá muộn rồi không? Làm tốt thỏ bọc rắn của em đi là được. Tô Phương nhỏ giọng nói. Vậy thì tốt, cảm ơn chị Tô. Em Ninh có chút run rẩy nói. Hai người nói xong thì chia tay, Diệp Phàm tất nhiên sẽ không đi thưởng thức thỏ bọc rắn rồi. Mà là theo đuôi Tô Phương. Từ những lời hai người nói chuyện với nhau có thể biết được, Tô Phương không chừng chính là người hầu của Tài Nhã. Tuy nhiên, điều khiến Diệp Phàm có chút buồn bực chính là sau khi Tô Phương rẽ qua hai căn phòng thì vào một căn phòng nhìn có vẻ rất bình thường. Phát hiện sau khi Tô Phương đi vào, cởi quần áo rồi lên giường nằm. Kỳ lạ, cô nàng này sao không đến chỗ Tài Nhã ở? Diệp Phàm do dự một chút, khẽ khàng động nhẹ, chốt cửa liền mở ra. Ai? Tô Phương vừa hỏi một câu cả người đã bị Diệp Phàm đẩy ngã vào giường. Diệp Phàm nhanh chóng đóng cửa phòng và cửa sổ lại, hỏi. Cô tên là Tô Phương. Tôi là anh là ai, sao biết nói tiếng Anh? Tô Phương run rẩy hỏi. Tôi thấy cô tóc vàng mắt đen, dường như không phải người Lào. Diệp Phàm cả người nằm lên ôm lấy Tô Phương chui vào chăn, trùm kín chăn lên, hỏi. Tôi là người Anh, tuy nhiên, tổ tiên tôi là người Hoa. Tô Phương nói, giơ tay muốn đẩy Diệp Phàm ra, tuy nhiên, Diệp Phàm đưa ngón tay điểm một cái, Tô Phương liền không thể động đậy được. Sắc mặt Tô Phương biến đổi rõ rệt, cả người lại bắt đầu run lên. Đừng sợ, thành thật trả lời tôi sẽ giữ lại mạng cho cô. Sao cô lại đến đây được? Diệp Phàm hỏi, anh là người của ngũ độc giáo sao? Tô Phương hỏi, hỏi nhiều như thế làm gì, tôi hỏi gì cô trả lời nấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói, anh dẫn tôi về Trung Quốc tôi sẽ trả lời anh. Tô Phương đột nhiên nói, tại sao phải về Trung Quốc? Diệp Phàm hỏi, ông ngoại của tôi là người Hoa, một năm trước, tôi đi theo đoàn nhạc đến Nga biểu diễn. Buổi biểu diễn rất thành công, tuy nhiên, đợi đến khi tôi tỉnh lại thì đã đến nơi này rồi. Sau này mới biết được là đã bị bọn họ bắt đến đây. Tô Phương nói, nước mắt trào ra rơi trên má. Tại sao bọn họ lại bắt cô, chẳng lẽ nhà cô rất giàu, bọn họ muốn tống tiền? Tôi thấy dáng vẻ của cô chỉ có thể nói là bình thường, chẳng lẽ tông vô thu lại để mắt tới? Diệp Phàm hỏi. Không phải, sau này tôi mới biết, là tông vô thu đưa Tài Nhã về Nga chơi một chuyến. Vừa vặn xem buổi biểu diễn của tôi. Tài Nhã nói là thích nghe tôi đàn piano, kết quả là tôi bị bắt đến đây chuyên đàn piano cho Tài Nhã nghe. Một năm rồi. Tôi không lúc nào là không muốn trở về. Chẳng qua, ở trong này một năm rồi, tôi chỉ có thể đi lại quanh cái sân điện thờ này, ngay cả bên ngoài bọn họ cũng không cho tôi đi. Tuy nhiên, bọn họ đối xử với tôi cũng không tệ lắm, muốn ăn gì mặc gì cũng có. Tuy nhiên, đây không phải cuộc sống mà tôi muốn. Tôi muốn về nhà, sau đó tôi có từng nghe ngóng, cả đời này có lẽ không thể trở về được nữa. Nếu ngày nào đó Tài Nhã không thích nghe tôi đàn piano nữa, phỏng chừng có lẽ ngày đó là ngày chết của tôi. Tôi cũng từng nghĩ đến cái chết, nhưng, tôi muốn gặp lại mẹ và ông ngoại của tôi. Trên mặt Tô Phương hiện đầy nét yêu thương. Nếu cô thực sự muốn trở về, vậy cô phải nói hết những gì cô biết được về nơi này. Chỉ khi nào tiêu diệt được Tông Vô Thu cô mới có cơ hội trở về. Diệp Phàm nói. Giết ông ta, làm sao có thể? Không ngờ Tô Phương buột miệng nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi có chút buồn bực. Hừ nói. Có gì mà không thể. Ông ta rất lợi hại, lúc trước khi mới đến, tôi hai ngày đàn piano một lần cho Tài Nhã. Sau đó lâu rồi bọn họ cũng quản tôi lỏng hơn, cho phép tôi tự do đi lại. Rồi sau đó, Tài Nhã thích ăn gì, nói gì cũng là do tôi đi truyền đạt lại. Bởi vì buổi tối Tài Nhã đột nhiên muốn ăn thỏ bọc rắn nên tôi mới đi tìm em Ninh. Kỳ thực, em Ninh cũng là người rất đáng thương, em ấy là người Hoa. Vốn làm đầu bếp ở khách sạn, sau đó cũng là Tài Nhã nếm qua món em ấy nấu mới giống tôi, cũng bị bắt đến nơi này. Em Ninh đến đây đã 2 năm rồi,
Quan hệ giữa hai người chúng tôi rất tốt, mà tôi tận mắt nhìn thấy lúc giáo chủ tức giận, thật quá đáng sợ. Có một lần năm người, bị giáo chủ một trưởng liền đánh chết. Hơn nữa, tất cả đều be bét máu thịt, ngay cả ruột gan tim phổi cũng bay cả ra. Những người này đều bị giáo chủ đem đi cho Tha Hồng ăn. Tô Phương đầy vẻ sợ hãi, nói. Tha Hồng là cái gì vậy? Diệp Phàm có chút không hiểu. Tha Hồng là một con rắn hổ mang chúa được giáo chủ nuôi từ khi còn nhỏ, vốn có màu xanh lam, sau được giáo chủ nuôi hàng ngày bằng độc, không ngờ trở thành màu đỏ. Bây giờ nó lớn vô cùng, dài mấy chục mét, đầu cũng to bằng cái miệng bát rồi. Nghe nói con rắn hổ mang chúa này là cha của giáo chủ lai từ con chăn lớn mấy trăm năm và rắn hổ mang chúa kịch độc mà thành. Cho nên, nọc độc nó phun ra có thể dài 7.080 mét, giống như một cơn mưa màu đen. Con Tha Hồng này phun độc rất đặc biệt, nọc độc phun ra có chút giống mưa phùn, bao trùm một diện tích rất lớn. Hơn nữa, nó có thể phun độc 78 lần liên tiếp. Hơn nữa, nọc độc đó còn có thể làm mục cả gỗ. Có lần giáo chủ bắt một kẻ thù cho Tha Hồng phun độc, vừa phun lên người đó, trong chốc lát toàn thân người đó đều mục nát cả. Sau gần mấy phút trên thân thể người đó chỉ còn trừ một nửa da thịt, xương cốt đều hiện ra. Tô Phương nói, mắt mở thật to, toàn thân run lên kịch liệt. Tối nay Tông Vô Thu có đến chỗ Tài Nhã không? Diệp Phàm hỏi. Không thấy, tuy nhiên, giáo chủ đến không ai phát hiện ra. Không ai biết ông ta đến bằng cách nào. Bình thường khi ông ta không đến thì Tha Hồng canh bên ngoài cửa sân của Tài Nhã. Những người lạ khác muốn đi vào chỉ có thể nói là nằm mơ. Toàn bộ sân này đều nằm dưới sự giám sát của Tha Hồng. Chỉ có mấy người quen thuộc như chúng tôi Tha Hồng mới cho đi vào. Tô Phương nói. Ý cô là nếu tôi muốn vào đó căn bản là không thể nào sao? Diệp Phàm hừ nói. Ừ, con rắn hổ mang chúa đó được huấn luyện từ nhỏ, cho nên, độ nhạy rất cao. Hơn nữa, nếu nó có phản ứng, cao thủ ở cách sân này không xa sẽ đi đến. Cao thủ phụ trách bảo vệ Tài Nhã tên là Pháo Động. Vóc dáng người này không cao lớn lắm mà gầy teo tóp. Tuy nhiên, nghe nói cô ta cũng là một cao thủ dùng độc. Phối hợp với Tha Hồng lại kín mít không chút kẽ hở. Lúc trước giáo chủ cười nói Tha Hồng và Pháo Động phối hợp ăn ý, hoàn toàn có thể thắng được cao thủ thập đẳng gì đó. Tô Phương nói, thập đẳng cũng có thể thắng được, Diệp Phàm có chút buồn bực rồi. Cái này, mình còn thể hiện được gì nữa? Đi tìm Tài Nhã chẳng khác gì đi nuôi rắn. Cô có muốn về nhà không? Diệp Phàm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Phương chăm chăm, hỏi. Muốn, không thể về nhà, thà rằng chết đi còn hơn. Tô Phương vẻ mặt rất kiên quyết. Em Ninh thì sao? Diệp Phàm hỏi. Chương 2417, ẩn giấu huyền cơ. Có mấy lần em Ninh muốn chết, nhưng, được tôi khuyên nhủ. Tô Phương nói. Tha Hồng có thứ nó thích ăn nhất hay không? Diệp Phàm hỏi. Đúng là vừa khéo, Tha Hồng cũng thích ăn thỏ bọc rắn, cùng sở thích với Tài Nhã. Thỉnh thoảng Tài Nhã vui vẻ sẽ thưởng Tha Hồng thỏ bọc rắn còn thừa. Có điều, thỏ bọc rắn cũng rất quý, bởi vì thỏ và rắn Tài Nhã yêu cầu cũng rất đặc biệt. Mà chế biến cũng rất phiền toái, cho nên, cũng không dễ làm. Tô Phương nói. Diệp Phàm lần ra được người mình một thứ gì đó lập tức nhét vào miệng Tô Phương, tên này ra vẻ hung hãn nói. Đây là độc dược đặc chế của ngũ độc giáo chúng tôi, ngay cả Tông Vô Thu có khi cũng không giải được. Cô nếu như có thể thành thật một chút phối hợp với tôi, diệt được bọn chúng rồi tôi sẽ mang mấy người các cô ra ngoài. Nếu như không thành thật, các cô muốn chết tôi cũng không muốn nói nữa. Tôi sẽ phối hợp với các anh nói lời phải giữ lấy lời, tôi yêu cầu anh lấy danh nghĩa mẹ mình ra để thề độc. Bằng không, anh giết tôi cũng vô dụng. Tô Phương tôi tuy chỉ là một cô gái bình thường nhưng cũng không thích sau khi chuyện thành công bị người ta được chim quên ná, đặng cá quên nơm. Tô Phương nói rất kiên quyết, Diệp Phàm có chút khâm phục cô gái này. Không còn cách nào khác, Diệp Phàm đành phải lấy danh nghĩa mẹ mình ra để thề độc. Có nhiều người chỉ coi lời thề như lời nói đùa, Tô Phương tôi tin chắc rằng sẽ có báo ứng. Một người ngay cả mẹ mình cũng không tôn kính thì còn làm người làm sao được. Tô Phương hừ nói. Yên tâm, tôi luôn tôn trọng mẹ mình. Diệp Phàm nói, nhìn Tô Phương một cái, sau đó giơ tay vỗ lên người cô mấy cái, cô lập tức khôi phục bình thường. Diệp Phàm nói, nếu Tha Hồng thích thỏ bọc rắn, vậy cô hãy bảo em Ninh làm nhanh một chút.
xấu một chút cũng không sao, đến lúc đó cô cầm thỏ bọc rắn đùa tha hồng. Nó nhất định sẽ phân tán tinh lực, tôi sẽ tìm được cơ hội đi vào. Tốc độ của em Ninh cũng không hề chậm, dưới sự phối hợp của Tô Phương chỉ nửa giờ sau đã làm xong. Đương nhiên, hương vị tuyệt đối sẽ kém hơn một chút. Tuy nhiên, làm cho một con rắn ăn thế là được lắm rồi. Diệp Phàm theo đuôi Tô Phương đi về phía khu phòng ở của tài nhà tên là Hồng Bảo, biệt thự đỏ có lẽ là hoài niệm quảng trường đỏ ở Moscow quê nhà mới lấy cái tên này. Hồng Bảo này có nét đặc sắc rõ ràng của những ngôi biệt thự cổ ở Moscow. Xem ra, Tông Vô Thu rất yêu quý tài nhà, bằng không, chỉ riêng việc xây dựng Hồng Bảo thôi cũng không phải là con số nhỏ. Mà ngay cả Diệp Phàm cũng thấy có chút tò mò. Tài nhã dựa vào cái gì mà có thể khiến cho một người kiêu hùng trong giới dùng độc yêu quý mình đến thế? Tường viện của biệt thự đỏ đều xây bằng đá đỏ, cao tới 8 mét. Phỏng chừng, trên đầu tường viện chắc là có gắn mấy thứ như camera rồi. Xa khoảng 50 mét, Diệp Phàm đã nhìn thấy rõ tha hồng, con rắn hổ mang chúa lai tạp đang thè cái lưỡi đỏ ra. Con rắn đó lúc này không ngờ đang duỗi thân nằm trên đầu tường. Thấy phía dưới có người đến. Lập tức ngóc cái đầu rèn rẹt kia lên. Tô Phương mở nắp đậy của đĩa thỏ bọc rắn ra, lập tức một mùi thơm bay lên. Con rắn kia lập tức dường như hưng phấn lên, đầu đong đưa, cái đuôi cũng nhẹ nhàng rung lên. Tô Phương vẫy vẫy tay với nó, hô qua hô lại vài cái. Bộp một cái, Diệp Phàm cảm thấy cái bóng nhoáng lên một cái, không ngờ con rắn to lớn kia đã đến trước mặt Tô Phương. Đôi mắt rắn bình tĩnh nhìn chăm chăm vào thỏ bọc rắn không hộp. Mẹ nó, rắn cũng có thể phản ứng nhanh đến thế sao? Diệp Phàm trong lòng thầm giật mình, thấy Tô Phương đang thân thiết cầm một miếng thịt ném đi. Tha Hồng há miếng một ngụm liền nuốt xuống. Tô Phương bón cho nó từng miếng một. Diệp Phàm thấy cơ hội tốt khó có được, nhanh chóng ẩn núp mà chạy qua. Phát hiện thấy con rắn kia không ngờ dừng không nuốt thịt nữa, lập tức dựng thẳng đến hơn một mét nhìn ra xung quanh. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào. Hổ ưng chi công của mình nhẹ như không mà. Diệp Phàm lập tức dùng mình, quan sát Tha Hồng. Tô Phương vẫn rất bình tĩnh, vội vàng lấy ra một tảng thịt đùi thỏ hơ hơ lên. Rốt cuộc không thể kháng cự nổi mỹ vị. Tha Hồng lại há miếng ra nuốt. Lúc Tha Hồng uống canh, bóng Diệp Phàm nhoáng lên một cái rốt cuộc lướt qua đầu Tha Hồng đi vào trong viện. Tha Hồng nhanh chóng xoay người lại, tuy nhiên, phỏng chừng cũng biết có chút kỳ quái. Rõ ràng cảm thấy có người nhưng tại sao lại không phát hiện ra người. Con vật này còn cảnh giác lượn một vòng, sau khi trở lại mới lại bò đến bên người Tô Phương ngoan ngoãn tiếp tục uống canh. Sau đó há há miệng như đang ợ một cái rồi lại leo lên tường nằm ườn. Mà lúc này em Ninh mới vội vàng đến, cầm theo hộp đồ ăn khác. Bên trong đương nhiên là một đĩa thỏ bọc rắn khác, tất nhiên là làm cẩn thận hơn so với cho Tha Hồng. Tô Phương nhận hộp đồ ăn đi vào. Canh gác bên trong nội viện này nhưng lại rất lỏng lẻo, có Tô Phương dẫn đường, Diệp Phàm đi vào bên trong rất thoải mái. Trang trí trong nơi này đều dựa theo phong cách của Nga, tranh trên tường rất nhiều, sau khi vòng vèo qua mấy chỗ rẽ, Tô Phương nhẹ nhàng đặt hộp đồ ăn lên một chiếc bàn tinh xảo rồi lui ra ngoài. Lúc này, từ nhà sau xuất hiện một cô gái người Nga tóc vàng mắt xanh, mở nắp ra nhìn nhìn. Sau khi quan sát một lúc mới đậy nắp hộp lại. Cầm hộp đồ ăn nhẹ nhàng đi vào trong nội đường. Nơi này chắc chắn không có camera, Diệp Phàm cũng không dám quá thoải mái. Có trời mới biết Tông Vô Thu có sắp xếp một vài cao thủ nữ ẩn thân ở chỗ nào đó hay không. Lúc đi vào một lối nhỏ dài dài, Diệp Phàm phát hiện cô nàng kia dừng lại một chút, dường như đang xác nhận mới bước xuống một bước. Hơn nữa, dưới con mắt chim ưng, Diệp Phàm rõ ràng nhận thấy, cô nàng kia dường như rất sợ hãi đi vào lối nhỏ này. Bước một bước đầu tiên, trên trán mồ hôi đã thành giọt. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm mở thật to quan sát đến chỗ cô nàng bước xuống, mới phát hiện lối đi nhỏ này có minh đường. Đá lát sàn của lối đi nhỏ này dường như trải thành một hình vuông, có chút giống bàn cờ vua. Nhưng, giữa màu đen và trắng không phân rõ ràng lắm, phải nhìn kỹ mới nhận ra tấm nào là màu đen, tấm nào là màu trắng. Cô nàng kia bước đi như mèo, ngoặt ngoặt rẽ rẽ mà đi. Tuy nhiên, Diệp Phàm đương nhiên cũng đã nhớ những chỗ cô ta đặt bước lên. Cho rằng sau khi theo đuôi cô ta chắc rằng có thể nhanh chóng đi qua lối nhỏ này. Tuy nhiên, rõ ràng không dễ dàng như vậy. Lúc Diệp Phàm bước theo bước chân của cô ta, mới đến phần giữa. Tiếng động xoẹt 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 vang lên rất khẽ,
Diệp Phàm khẩn trương lộn mấy vòng trong không trung, đặt chân xuống một dấu chân cách đó 20 mét. Tuy nhiên, dấu chân đó vừa rồi cô nàng kia dẫm lên không có chuyện gì. Nhưng Diệp Phàm vừa dẫm lên dấu chân đó, tấm đá hơi đen đó không ngờ bất chợt bắn lên, đẩy Diệp Phàm vào trong không trung. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên cũng đang có một tấm sắt nhanh chóng úp xuống. Diệp Phàm khẩn trương dẫm lên bay đi, nhìn lại, lập tức kinh sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Bộp bộp, trong lối đi nhỏ ngổn ngang rất nhiều cung nỏ nhỏ màu đen, to bằng đầu ngón tay, dài bằng ngón tay. Bên trên nhất định có kịch độc, nếu bị cắm bừa một cây phỏng chừng cũng đi đời luôn. Rốt cuộc vì sao xảy ra hiện tượng thế này Diệp Phàm cũng không kịp suy nghĩ nữa. Diệp Phàm sợ bọn họ đã cảnh giác thấy rồi, cho nên, rất nhanh đi vào nội viện. Cảnh trí bên trong khá đẹp. Một cái đầm nhỏ, chu vi chừng 200 mét, giữa đầm có hòn non bộ, trên hòn non bộ có một tòa lầu nhỏ cao 2 tầng. Kỳ quái là phong cách kiến trúc của tòa lầu nhỏ này không phải là phong cách Nga mà là phong cách xây dựng thuần Trung Hoa cổ đại chính tông. Gạch xanh ngói xanh phối hợp với những tấm gỗ chắc chắn, mà ngay cả cửa sổ toàn bộ cũng là khắc hoa phối hợp với kính mờ. Mà tất cả các lan can ở hành lang đều làm từ những thớ gỗ rất tinh xảo. Diệp Phàm không khỏi tưởng tượng ra những khuê phòng lầu xanh mà những công tử thiếu gia giàu có thường hay đi đến. Nghe nói kỹ nữ cao cấp cổ đại rất lịch sự, bên ngoài treo một tấm biển, khách làng chơi đi vào còn phải lật biển chọn người, vân vân. Mà những chỗ lầu xanh được làm lịch sự và bí mật. Tuy nhiên, xung quanh tòa lầu này đều là nước, muốn đi đến phải bơi đứng mà qua rồi, cự ly trong không trung khoảng 50 mét. Vọt lên không trung để vượt qua Diệp Phàm cũng có thể làm được. Tuy nhiên, kinh nghiệm vừa rồi đã khiến Diệp Phàm hiểu được. Cảm thấy cái đầm này cũng không đơn giản. Tông Vô Thu chẳng lẽ không nghĩ đến việc đối thủ sẽ tung người trên không trung để vượt qua. Điều này đối với cao thủ thập đẳng mà nói, nín một hơi lướt qua trên không trung khoảng 3.040 mét cũng không khó, rõ ràng lối này không thể đi được. Diệp Phàm phát hiện, cô gái người Nga dừng lại trước đầm. Cô ta cầm lấy cây sáo thổi vài tiếng, không lâu sau. Đối diện bên trong lầu có một cô gái người Nga đi ra. Cô nhấn bên cạnh một cái, sau khi tiếng máy kéo kẹt vang lên, từ đáy đầm nổi lên một thứ giống như một cây cầu đá. Cô nàng kia cầm hộp đồ ăn dẫm nhẹ lên cây cầu đó, đi qua rất nhẹ nhàng. Cô nàng đối diện lại mò mẫn một chút, tiếng kéo kẹt vang lên, cây cầu đá lại chìm vào trong nước. Diệp Phàm nhận thấy, tương đối sâu, nhìn bằng đôi mắt chim ưng cũng chỉ có thể thấy cái bóng mơ hồ của cây cầu bằng đá đó. Chiều sâu của đầm nước này phỏng chừng không dưới 10 mét. Đã có một cây cầu đá phía dưới, đầm nước này nhất định an toàn hơn một chút. Diệp Phàm nghĩ, không còn lo lắng nhiều nữa. Nội tức chợt tắt, bơi đứng mà qua, cũng không sợ trong nước có độc hay gì đó. Bởi vì đôi giày phòng lôi này của tổ đặc nhiệm A cho dù là đối với tổ đặc nhiệm A mà nói cũng vô cùng quý giá. Nghe nói cả tổ chỉ có 5 đôi, bình thường chỉ khi chấp hành nhiệm vụ mới phê chuẩn cho cao thủ đi. Mà đôi giày này của Diệp Phàm mượn từ trận chiến Sahara lần trước vẫn chưa trả lại cho tổ đặc nhiệm A. Cung Khai Hà tất nhiên cũng biết việc này, ông ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lúc đầu Cung Khai Hà cũng hỏi qua Diệp Phàm, chẳng qua Diệp Phàm cũng rất gian manh. Hắn ngạo mạn tự kiêu, lấy công lao đổi lấy đôi giày luôn. Đương nhiên, lúc trước Diệp Phàm nói là có thể mua bằng tiền. Tuy nhiên, Cung Khai Hà lắc đầu ngay, nói rằng chất liệu làm ra loại giày này rất đặc biệt. Cho dù có tìm khắp địa cầu cũng khó tìm thấy, bằng không, tổ đặc nhiệm A dù có nghèo tới đâu cũng phải kiếm đến mấy chục đôi rồi. Lúc trước đồng chí Lang Phá Thiên rất ghen tị với đôi giày này của Diệp Phàm. Có lần đến chỗ thủ trưởng cung rông dài vài câu. Ngược lại bị thủ trưởng cung phê bình, còn nói, nếu như anh có thể đánh bại Diệp Phàm thì đôi giày này thuộc về anh. Lang Phá Thiên chỉ biết buồn bực nhún vai, miệng lẩm bẩm nói, ông đây có điên mới đọ sức với tên quái thai đó. Rồi chạy lấy người. Tuy nhiên, vừa mới bước qua được 10 mét, phía trước một luồng sức mạnh to lớn kèm theo mấy thứ giống như phi tiêu lao đến. Người này có thể bước ra nội tức, ít nhất cũng phải là cao thủ cửu đẳng rồi. Xem ra, Tông Vô Thu đúng là rất chú ý sắp xếp cao thủ bảo vệ người ái thiếp này của mình. Chương 2418, Dũng mãnh phi thường. Nếu đã bại lộ rồi, Diệp Phàm không phải bận tâm nữa. Nội tức đẩy vào phần chân trong nước, dậm mạnh một cái, bởi vì muốn tung người lên không trung thì cần một lực đẩy thật lớn mới được, cho nên,
chân Diệp Phàm vốn chỉ chìm 5cm vào nước, giờ phút này nước đã ngập tới mắt cá chân. Tuy nhiên, phi tiêu vừa bắn đến lúc này cảm giác dưới lòng bàn chân chặt lại như bị cái gì đó quấn lấy, chẳng những không bay lên được mà ngược lại còn chìm vào trong đầm. Trong nước có người, suy nghĩ này chợt dâng lên trong đầu Diệp Phàm. Vội vàng giãy hai chân muốn đá vật gì gì đó ra. Tuy nhiên, thứ đó bám chặt lấy như kẹo kéo không chịu buông. Mà trên hòn non bộ bên cạnh tòa lầu trên bờ lúc này có một bà lão tóc bạc, da mặt nhăn nheo đang đứng trong không trung. Hai tay hô loạn trong không khí, mười mấy chiếc phi tiêu to bằng đầu ngón tay xé gió, mang theo những tiếng xoẹt xoẹt kinh người lao về Diệp Phàm. Diệp Phàm vươn tay bắn một cái, mười mấy tấm phi đao lá liễu nháy mắt bay ra, thủ pháp còn thành thục, tốc độ còn nhanh hơn cả bà lão kia. Dù sao, tiểu lý đao cũng là một trong những tuyệt kỹ Diệp Phàm luyện từ nhỏ đến lớn. Đinh 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 đinh, một chuỗi âm thanh chói tai vang lên, phi tiêu màu đen của bà lão đều bị đánh rớt. Hơn nữa, một chiếc phi đao vút một cái, nháy mắt đã bay đến trước mặt bà lão. Khiến bà lão đó hoảng sợ vội vàng thuận tay gạt, sợ hãi kêu lên một tiếng, không ngờ bị phi đao của Diệp Phàm tấn công ngã khỏi hòn non bộ. Tranh thủ được chút thời gian, Diệp Phàm dùng khóe mắt quét vào trong nước một cái, mới phát hiện là một con rắn không lớn lắm. Toàn thân mọc ra vảy màu vàng, toàn bộ con rắn như một đoạn dây thừng quấn quanh chân mình. May rằng đôi giày phòng lôi này quá cứng rắn, răng nanh sắc nhọn của con rắn nhỏ kia không thể xuyên qua. Tuy nhiên, Diệp Phàm không hiểu. Một con rắn chỉ to hơn ngón tay cái một chút sao lại có sức lực lớn đến vậy, khiến cho toàn bộ sức lực của mình đều không còn. Vậy ít nhất lực này cũng phải đến chục ngàn cân, hắn không tin được điều này. Bắn một phi đao vào trong nước, xoáy về phía con rắn. Bụp! Chuyện khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa chấn động rất cả tròng mắt đã xảy ra, tiểu lý đao mà mình đã dồn nội tức vào cho dù là đá cũng xuyên qua được. Không ngờ chạm đến người con rắn nhỏ kia liền trượt khỏi, không xuyên qua mà chìm xuống đáy đầm. Con rắn nhỏ đó không hề hấn gì, đúng là kỳ quái. Còn bà lão bờ bên đối diện phỏng chừng cũng thấy được Diệp Phàm là một đối thủ mạnh. Cho nên, lần này không dùng phi tiêu nữa. Mà lấy ra một chiếc cung lớn, dây cung vang lên vụt một tiếng, hai mũi tên gắn móc câu, mũi tên đen đến phát sáng, gào rít phân biệt lao vào phần đầu và bụng của Diệp Phàm. Cái thứ quái quỷ gì thế? Phi đao của Diệp Phàm bắn ra chỉ xẹt qua bên cạnh mũi tên một chút, mũi tên vẫn lao về phía mình. Hạt gạo cũng sáng rực rỡ. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nội tức tuôn ra, lập tức túm lấy mũi tên độc trong không trung. Mũi tên kia đổi hướng, hung hăng lao về phía chủ nhân mình. Hơn nữa, nội tức của Diệp Phàm còn thêm vào một phần sức mạnh, tốc độ của mũi tên còn nhanh gấp đôi lúc đến. Trong chớp mắt đã đến trước mặt bà lão. Bà lão sợ tới mức vội vàng né. Tuy nhiên, mái tóc trắng dài xõa vai kia vẫn bị mũi tên độc của chính mình cuốn lấy, phập một tiếng cắm vào cây cột bên ngoài hành lang lầu. Diệp Phàm phóng tay ra, một con dao găm lao về phía thân con rắn. Lại bị trượt đi, con rắn nhỏ không ngờ không hề bị xây sát chút nào, Diệp Phàm hoàn toàn sửng sốt, luôn tự hỏi đây là rắn quỷ gì không biết, mạnh mẽ như vậy. Đột nhiên, Diệp Phàm nhìn vào sâu trong nước, lập tức hoảng hốt, con dao găm hung hăng xoay tròn dưới sự khống chế của nội tức. Leng keng một tiếng vang dội, cảm giác chân đã được buông lỏng, cả người bay lên không trung. Mà con rắn nhỏ kia vẫn quấn quanh chân hắn, cùng bay lên trên không. Tuy nhiên, con rắn nhỏ kia dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn quấn chặt không chịu buông. Con rắn này tuy nói chỉ to hơn ngón tay cái một chút nhưng chiều dài cũng không ngắn. Co lại trên không trung, thân rắn dài hơn 3 mét quấn đến đầu gối Diệp Phàm. Mà sau đó, nó ngóc đầu lên nhắm thẳng vào đầu gối hắn mà cắn. Diệp Phàm biết, loại rắn nhỏ quỷ dị thế này, nếu bị cắn trúng, phỏng chừng ngay cả áo phòng hộ có thể phòng được súng đạn ở cự ly gần của tổ đặc nhiệm A cũng chưa chắc đã chịu được. Tên này lại đâm một đao nữa xuống, tuy rằng không đâm chết được con rắn nhỏ kia, nhưng có thể khiến đầu của nó ngoặt về một bên. Một cái đâm mạnh mẽ này của Diệp Phàm không dưới 20.000 cân. Con rắn nhỏ nhất thời cũng bị đâm choáng, tạm thời vẫn chưa thể phát động đợt tấn công thứ hai. Đúng lúc hai chân Diệp Phàm sắp đáp xuống bờ, chạy về phía bà lão bên cạnh hòn non bộ, phía sau đột nhiên có động tĩnh kỳ lạ. Diệp Phàm đột ngột quay người trên không trung. Phát hiện cũng là một người phụ nữ, cô ta đứng ở bờ đối diện,
luồng nội tức đen xám phóng ra từ lòng bàn tay cô ta mang theo vài viên đạn lao về phía hắn. Chắc hẳn là pháo động cao thủ dùng độc, một trong tứ đại kim cang, Diệp Phàm trong lòng hừ một tiếng. Trên không trung vỗ một cái, nội tức tuôn chảy, cuốn lấy những quả cầu màu đen xám mà pháo động bắn tới quay ngược trở lại. Đương nhiên, tốc độ còn nhanh hơn lúc đến. Dù sao, đẳng cấp của Diệp Phàm là thế nào chứ, pháo động không thể nào đạt tới thấp đẳng được. Pháo động vừa thấy tốc độ của thứ đó quá nhanh, vội vàng né sang bên, có điều, lúc cuối quả cầu màu đen không ngờ tăng tốc độ đột ngột, nổ tung ở chỗ cách người không xa. Sau một tiếng ầm vang dội, màn sương màu đen dâng lên. Pháo động khá chật vật, cả người bị nổ bay vào không trung xoay một vòng mới rơi xuống đất, mà mái tóc xoăn dài trở nên rối tung. Cô ta hoảng hốt vội vàng lấy từ túi áo ra một viên thuốc giải độc nhét vào miệng mình. Đại ca, có phải bị phát hiện rồi hay không? Lúc này giọng nói của Vương Nhân Bảng truyền đến, bởi vì thiết bị liên lạc của Diệp Phàm vẫn đang mở. Ừ, chưa đi vào lầu đã bị phát hiện rồi. Cậu lập tức rút khỏi đó, nhập bọn với Thiên Thông, mang theo người mình rời khỏi thôn Tam Nguyên với tốc độ nhanh nhất. Các cậu trước tiên hãy về thành phố Ba Chiêm, lúc sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Diệp Phàm khẩn trương nói. Phải chết cùng nhau, rút cái đầu anh. Vương Nhân Bảng hừ nói. Mau đi đi, bằng không không kịp nữa đâu. Một khi Tông Vô Thu chạy đến, chúng ta phỏng chừng toàn bộ đều phải ở lại nơi này rồi. Bọn chúng có quá nhiều cao thủ, tứ đại kim cang phỏng chừng đều có thân thủ cửu đẳng. Mà trong lầu này còn một bà lão thực lực không chỉ dừng ở đó đâu. Dựa vào phán đoán đáng tin cậy, Tông Vô Thu ít nhất cũng đạt tới thập nhất đẳng rồi. Tôi một người còn dễ thoát thân, thêm các cậu nữa thì chẳng còn hy vọng đâu. Hiện tại bọn chúng phỏng chừng cũng đã biết được tình hình đang chạy đến chỗ này, các cậu vừa hay có thể thoát thân, đi mau, đi mau đi. Diệp Phàm đã rất sốt ruột rồi. Một cái tát mạnh mẽ đập tới, lập tức đập cho đầu con rắn lớn tha hồng vừa từ bên ngoài bò vào đập mạnh vào tảng đá bên cạnh. Đau đến nỗi con xúc sinh kia lăn lộn cả người. Tuy nhiên, rõ ràng tha hồng đã bị chọc giận. Con rắn này bắt đầu trở nên hung hãn, đuôi vung mạnh vào tảng đá, toàn thân con rắn không ngờ vươn dài tung vào không trung chừng 20 mét. Trên không trung tha hồng há rộng miệng phun thẳng về phía Diệp Phàm. Mà bà lão trước mặt đã chạy vào trong phòng đóng chặt cửa vào từ lâu. Đại ca, chúng tôi không đi, phải chết thì chết cùng nhau, anh yên tâm, những tên trong hội nghị đã bị tôi cùng đám Thiên Thông bắt đầu giải quyết rồi. Giết, giết! Vương Nhân Bảng hô to. Nguyễn cực đao của La Phù Cung dưới sự tác động của nội thức bắt đầu lao vào 40 người trong hội nghị. Xoẹt một tiếng, một đường cong như cầu vồng nhoáng qua. Đám người đang chuẩn bị chạy về phía bắc tiếp viện pháo động lập tức có 5 người kêu thảm ngã xuống. Đao thứ nhất này của Vương Nhân Bảng quá mạnh, hơn nữa bọn người đó không ngờ có người núp trong hội trường. Lật tay một cái lại quét qua, xoay tròn, lại có 3 tên toàn thân phun máu ngã xuống. Bọn khốn kiếp. Thân thể vạm vỡ của Tượng Sơn một trong tứ đại kim cang lúc này không ngờ nhanh nhẹn như thỏ. Hơn nữa thân hình hắn to cao, bước vài bước đã đến trước mặt Vương Nhân Bảng, tên này một đánh ra một quyền hắc hổ đào tâm. Đối thủ của ngươi là Tiểu Thiên Ông đây. Đồng chí Thiên Thông tung một quyền tới. Bốp một tiếng giòn vang, Thiên Thông mặc dù không lùi bước, nhưng mặt không ngờ hơi hơi đỏ lên. Bởi vì, hắn phát hiện nắm đấm của Tượng Sơn không khác nào một cục sắt. Nặng như núi Thái Sơn. Nắm tay của Thiên Thông tê dại đau đớn. Biết đọ sức mạnh với loại người này tuyệt đối không ăn thua, cho nên, vội vàng lui sang bên, một cước đá cho giáo chúng Tam Độc giáo bay đập vào đám người. Tiểu Thiên xoay tròn, tốc độ đương nhiên nhanh hơn Tượng Sơn, đằng sau chuông vụt ra khỏi tay vừa rung vừa đập. Tượng Sơn bị chuông có thể phát ra âm thanh công kích của tuyết gia chấn động lập tức ngây ngẩn cả người. Vì vậy hành động dĩ nhiên chậm mất nửa nhịp. Nửa nhịp này cũng đã đủ, chuông của Thiên Thông chuẩn xác đập vào lưng của Tượng Sơn. A! Một tiếng kêu sắc nhọn như phẫn nộ cất lên thảm thiết vang dội, tất nhiên là phát ra từ tên to con Tượng Sơn. Tấm lưng như lưng gấu của tên này lập tức phát ra tiếng kêu răng rắc. Cơ thể to con bị chiếc móc câu trên chuông của Thiên Thông xé đi mất hơn 10 cân. Máu tươi cùng da thịt bay ra văng lên người một giáo đồ, người này sợ tới mức hai mắt sửng sốt đi xuống địa phủ báo cáo cùng miếng da thịt kia rồi. Ê to con, chỉ có sức mạnh thì làm được gì? Thiên Thông kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên, cũng không quên tặng cho một tên đang định đánh lén một cước đập thẳng đầu vào vách đá. Loảng xoảng,
Một quả tạ lớn mang theo dây xích được Lam Tồn Quân ném tới từ đằng xa, chuẩn xác đập trúng một tên giáo đồ, đầu tên đó lập tức nở hoa phun máu và tủy não, ngã xuống đất chết thảm. Loảng xoảng. Lam Tồn Quân kéo dây tạ lại, điên cuồng đập, trong chốc lát đập ngã năm tên. Đối với giáo chúng Tam Độc Giáo mà nói cũng khá buồn bực, bởi vì trong sảnh đang có hỗn chiến. Những tay súng bắn tỉa được điều đến cũng không dám nổ súng, trời mới biết, bao nhiêu người nhảy tới nhảy lui thế này biết đâu bắn chết người bên mình. Hơn nữa, biện pháp dùng độc cũng không thực hiện được, bởi vì, toàn bộ đang hỗn chiến tại một chỗ. Độc này lại không nhận biết được đâu là người nhà đâu là kẻ địch. Giáo đồ trong sảnh đại đa số đều chỉ có thân thủ từ nhị đẳng đến tứ đẳng, kém quá xa so với đám người Lam Tồn Quân, căn bản không cùng đẳng cấp. Tất nhiên, ngay cả đồng chí Lâm Yếu Phong ngũ đẳng tầng cao nhất cũng giải quyết được đám người đó như thái rau thái dưa. Chương 2419, mạng người như cỏ rác. Hừ, một tiếng hừ lạnh thấu xương truyền đến, chỉ thấy vị phó giáo chủ mặc tây phục kia bật người dậy trên chỗ ngồi, hung hăng đi cả nhắc trên vách đá. Một đôi cánh chim ưng bay vào khoảng 5 mét trên không trung. Lượn qua bên cạnh một cái, trong không trung hai tay vỗ một cái đánh thẳng vào Lam Tồn Quân. Tiếng không khí nổ do luồng nội tức này gây chấn động không trung vô cùng chói tai, trong gang tấc, Lam Tồn Quân vội vàng kéo quả tạ đang tấn công hai giáo đổ trở về, xoay chuyển đánh tới phó giáo chủ tông. Rầm rầm, một tiếng động kỳ lạ truyền đến. Quả tạ bay của đồng chí Tiểu Lam bị nội tức do phó giáo chủ tông phát ra cuộn lấy đập ngược trở lại. Nhìn thấy quả tạ sắp đập vào đầu Lam Tồn Quân, Vương Nhân Bảng cách đó hơn 10 mét, khẩn trương rời tay ném nhu cực đao ra. Xoẹt! Sau khi tiếng động như tiếng vải bị xé rách truyền đến, nhu cực đao và tạ bay đập mạnh vào nhau. Nhu cực đao được Vương Nhân Bảng thu hồi bằng thủ pháp đặc thù, tuy nhiên, cả người anh ta bị lực quán tính của nhu cực đao đập vào kéo đi hơn 2030 mét mới dừng lại được. Lúc dừng lại được, sắc mặt Vương Nhân Bàng tái nhợt, để cầm lại nhu cực đao của mình, tên này miệng vừa há đã phun ra một ngụm máu tươi. Cả người lập tức khuỵu xuống. Sức lực vừa rồi quá mạnh mẽ, tuy rằng Vương Nhân Bàng trên mặt trông có vẻ không sao. Thật ra, nội tạng đã bị thương không nhẹ rồi. Mà bên này, Lam Tồn Quân tuy vừa tránh khỏi được quả tạ bay đập vào, nhưng cánh tay vẫn bị quẹt qua một nhát. Một mảng da to bằng nửa lòng bàn tay bị xé đi. Đau đến nỗi tên này nghiến răng thiếu chút nữa gọi mẹ. Ông nội Thiên Thông của ngươi ở đây. Thiên Thông vừa thấy không ổn, tên họ Tông kia quá ghê gớm. Phỏng chừng cũng là cảnh giới cửu đẳng đại viên mãn. Tên này vội vàng đá mấy đá gãy lưng 5-6 tên giáo đồ rồi tới trước mặt phó giáo chủ Tông. Các cậu cùng đánh Tượng Sơn, để tôi đối phó với ông ta. Thiên Thông lúc này rất nghiêm túc, giống hệt như một đại tướng quân lâm trận chỉ huy thiên quân vạn mã. Vương Nhân Bàng còn biết nói gì nữa, thực lực như thế, đành phối hợp với Lam Tồn Quân tấn công Tượng Sơn. May rằng Tượng Sơn bị chuông của Thiên Thông gây ra thương tích không nhẹ. Bằng không, Vương Nhân Bàng bát đẳng tầng 2 cộng thêm Lam Tồn Quân thất đẳng tầng 2 phỏng chừng cũng không phải là đối thủ của Tượng Sơn. Tuy nhiên, lúc này gần 40 cao thủ cỡ vừa trong đại sảnh cũng đã bị Vương Nhân Bàng và Thiên Thông xử lý hết phần lớn rồi. Dưới sàn nhà máu me lênh láng, cánh tay cẳng chân bị chặt đứt la liệt khắp sàn, ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. 7-8 giáo đồ còn lại của Tam Độc Giáo cũng bị dọa thủng bụng, chật vật đánh nhau với Lâm Yếu Phong, Triệu Thanh Ngọc và mấy tổ viên dự bị của tổ đặc nhiệm A. Nếu không có hai người là Tông Hà con của Tông Vô Thu và Tượng Sơn ở đây, có lẽ giáo đồ Tam Độc Giáo giờ phút này chỉ hận cha mẹ không sinh ra thêm hai cái chân nữa để chạy trối chết rồi. Xiết xiết xiết. Lúc này bên ngoài vang lên khẩu hiệu. Bất ngờ hàng trăm người tràn từ bên ngoài vào. Tuy nhiên, những tên này vừa nhìn đã biết là chẳng ra sao rồi. Trong tay cầm theo những thứ như gậy gộc đao thương, vừa xông tới cửa sảnh. Lâm Yêu Phong cầm đại đao xông vào đám người, một trận gió xoáy vụt qua, lập tức 7-8 người ngã xuống. Lâm Yếu Phong giống như lên cơn nghiện chém giết, như hổ trong bầy cừu, mỗi đao xoẹt qua là có 2-3 giáo đổ ngã xuống. Mà mấy chục cung thủ bên ngoài lại không dám bắn lung tung sợ ngộ thương người bên mình, trên thực tế toàn bộ đã được sắp đặt. Chu Đồng và Mã Hán cũng không chậm chạp, như mãnh hổ trong bầy sói. Thứ vũ khí lạnh ngắt đó đều đang đoạt lấy tính mạng của những giáo đồ Tam Độc Giáo một cách tàn khốc. Sinh mạng như cỏ rác chính là định nghĩa của sinh mạng trong giờ phút này. Hừ. Tông Hà đau lòng lại hừ lạnh một tiếng,
trong tay áo tây trang kia đột nhiên phóng ra một thứ màu xanh lục. Vật ấy chợt lóe đã lao đến trước mặt Lâm Yếu Phong, nhắm vào đầu hắn mà cắn. Lâm Yếu Phong không thể không quay lại tấn công thứ màu lục kia. Phát hiện hình như là một con rắn nhỏ. Tuy nhiên, con rắn nhỏ này lại hung hãn dị thường. Lâm Yếu Phong thân thủ nhanh nhẹn không ngờ không chém trúng con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ lại có thể nhảy lên, mỗi lần nhảy có thể chuẩn xác rơi xuống người một giáo đồ khác mà cái đuôi lại nảy ngược lại công kích Lâm Yếu Phong. Nhìn thấy răng nanh sắc bén cùng những giọt chất độc muốn phun trào của con rắn nhỏ màu lục này. Lâm Yếu Phong cũng không dám chậm trễ, nếu như bị bắn trúng phỏng chừng không chết cũng phải lột da. Con rắn nhỏ này được Tông Hà đào tạo từ nhỏ, tên là Lục Mang. Hành động nhanh như tên bắn, nọc độc trên người nó cũng là kịch độc mà Tông Hà tốn mấy chục năm đào tạo mới luyện được ra. Tuy nói không thể so sánh với tố chất của Tha Hồng nhưng cũng không phải là Lâm Yếu Phong có thể chịu đựng được. Cục diện tạm thời lâm vào thế đóng băng. Cách khoảng mấy trăm mét, dưới một hòn non bộ bình thường, có một căn phòng trong lòng đất được xây dựng toàn bộ bằng đá đỏ. Trước cửa có một người đang đứng, toàn thân mặc áo choàng màu lục, quần và giày đều màu lục. Người này chính là thuộc hạ của Tông Vô Thu, Sa Thiên đứng đầu tứ đại kim cương. Lúc này, một người mặc đồ đen vội vàng chạy tới. Hai tay ôm quyền thi lễ trước rồi nói. Hộ pháp Sa, bên ngoài sắp không trụ được nữa rồi. Bốn người huynh đệ họp trong sảnh sắp bị giết hết rồi. Nhân mã điều đến sau đó tất cả đều là đệ tử bình thường từ tam đẳng trở xuống. Mà cung thủ lại không thể bắn tên lung tung sợ ngộ thương đến người bên mình. Không phải còn có phó giáo chủ Tông và hộ pháp tượng ở đó sao? Sa Thiên thản nhiên hừ nói, đứng đó mặt không chút thay đổi, bất động. Đối phương cũng có cao thủ, có một tên non trẻ mặt béo đang đánh ngang tay với phó soái Sa. Mà hộ pháp tượng vừa rồi cũng bị tên mặt béo đó đánh lén bị thương. Bị hai tên này liên thủ quấn lấy rồi, mà đối phương vẫn còn 5, 6 tên không vừa nữa, người nào người nấy đều như hổ như sói, các đệ tử bình thường căn bản không chống đỡ nổi. Người mặc áo đen lo lắng nói, bên nương nương tài nhã thế nào? Sa Thiên khẽ cau mày hỏi, đang rằng có ở bên trong, một tên thanh niên đang đơn độc đấu với Tha Hồng và Pháo Động. Tha Hồng tung người lên không phun nọc độc, không ngờ tên kia thi triển một loại thân pháp quỷ dị né được. Mà độc trưởng của Pháo Động cũng tạm thời không làm gì được tên kia. Pháo Động nói có lẽ thực lực của tên kia đã đạt đến thập đẳng. Bằng không, hắn làm sao có thể đột phá bao nhiêu tầng kiểm soát thiếu chút nữa đi vào được chỗ ở của nương nương tài nhã chứ? Anh em ở phía dưới đang cấp bách thỉnh cầu giáo chủ lập tức xuất quan bắt cao thủ của ngũ độc giáo. Người áo đen nói, bà già Lưu Ly đâu rồi, bà ta không phải cửu đẳng tầng 2 sao? Bình thường thì hống hách ở bên người tài nhã. Sao hôm nay lại không làm được gì? Sa Thiên khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng hừ nói. Dường như sinh mạng của giáo chúng bên ngoài như cỏ rác, không liên quan gì đến ông ta. Bà ta nói phải bảo vệ nương nương, cho nên đi vào lầu rồi. Người áo đen nói. Vớ vẩn, bà già kia đúng là đồ tiểu nhân. Bình thường chỉ biết to mồm, đến thời khắc mấu chốt thì chỉ muốn chạy lấy người. Nếu tên thanh niên kia thật sự đột phá được phòng tuyến kết hợp giữa Tha Hồng và Pháo Độc, phỏng chừng bà già Lưu Ly kia chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Từ lâu ta đã nói với giáo chủ là bà già này không đáng tin cậy, nhưng giáo chủ không chịu tin. Có lần còn nói ta bịa đặt, má nó, bây giờ không phải rõ rành rành ra đấy rồi hay sao? Sa Thiên hừ một tiếng, liếc nhìn người áo đen một cái, nói. Lần này giáo chủ xuất môn cũng đã chịu một chút thương tổn. Đang ở độc thất khôi phục công lực. Lúc này tuyệt đối không thể quấy nhiễu, mà ta phải bảo vệ giáo chủ cũng không thể rời khỏi đây được. Còn hộ pháp Mã Thạch đang đi xa, tạm thời không trở về được. Hai vị trưởng lão khác cũng không ở trong giáo. Như vậy đi, người cầm lấy lệnh bài của ta đi ra, yêu cầu bà già Lưu Ly lập tức giúp đỡ Tha Hồng và Pháo Động bắt tên thanh niên đó. Có rất nhiều cách chết, chủ yếu phải bảo vệ nương nương tài nhã. Nếu nương nương xảy ra chuyện, các ngươi đều phải chết, nói với bà ta đây lời Sa Thiên ta nói. Sa Thiên tràn đầy bá khí, tấm áo choàng bị nội tức thổi tung, cả tấm áo choàng mở lớn dài hơn 3 mét, giống như mọc thêm một đôi cánh. Tay ông ta vừa cử động, một tấm lệnh bài màu đen to bằng tấm danh thiếp bay đến trong tay người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen không dám dài dòng thêm nữa, bởi vì, hộ pháp Sa Thiên đứng đầu tứ đại hộ pháp, ở trong tam độc giáo cũng là một người không nói hai lời.
Hơn nữa, người này còn là vệ sĩ thân cận của giáo chủ Tôn, thân thiết với giáo chủ như anh em, ông ta ghét nhất là những người hay rông dài. Có mấy lần không chịu được mấy tên rông dài, bị ông ta tát một cái chết mất ba người. Sau đó trong tứ đại trưởng lão có một vị trưởng lão ý kiến một chút, còn bị Tông Vô Thu phê bình vài câu. Công lực của vị trưởng lão kia ghê gớm hơn Sa Thiên rất nhiều, tuy nhiên, cuối cùng cũng chỉ có thể buồn bực mà ngậm miệng lại. Bởi vì có Tông Vô Thu che chở Sa Thiên, ông ta còn có thể làm gì? Cũng không thể róc xương lóc thịt Sa Thiên, cho nên, Sa Thiên này căn bản là tâm phúc trước mặt giáo chủ. Người áo đen tất nhiên sẽ không tự rước lấy phiền phức, vội vàng cầm lấy lệnh bài đi mất. Tha Hồng vừa thấy nọc độc phun ra lần thứ nhất không ngờ bị Diệp Phàm tên này dùng thân pháp quỷ dị tránh được. Con mãng xà này bắt đầu bực mình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kỳ quái, còn lắc lắc đầu. Pháo động ở bên cạnh nhìn thấy đoán chừng nó cần sự phối hợp của mình. Vì thế, hai tay nắm loạn trong tay áo một lúc. 7-8 quả cầu màu đen to bằng quả bóng bàn xoay tròn, đồng thời phóng về phía Diệp Phàm ở bờ bên kia. Mà lúc này trong lầu kéo kẹt một tiếng, bà lão tóc bạc vừa rồi trốn vào trong lầu đã đi ra. Lúc này bà lão cầm trong tay hai binh khí như hai giải lụa. Giải lụa khẽ múa vào trong không trung, trôi đến từ chỗ cách Diệp Phàm 5060m. Đừng nghĩ đây chỉ là hai giải lụa bình thường, Diệp Phàm hiểu nếu bị nó đánh trúng thì cũng không dễ chịu gì. Trong đó nhất định có phấn độc hoặc mấy thứ tương tự. Còn Tha Hồng ở đối diện vừa nhìn thấy hai đại cao thủ liên thủ đánh Diệp Phàm, lập tức hưng phấn miệng há ra. Cái đuôi hung hăng đập một cái trên tảng đá. Thân rắn đột nhiên nảy lên, trên không trung cuộn lại thành một quả cầu lăn thẳng về phía Diệp Phàm. Trên thân rắn tỏa ra mùi thối tanh tưởi ngay cả Diệp Phàm cách nó hơn 10 mét cũng có thể ngửi thấy. Má nó, chẳng lẽ định lăn lại đây cuốn lấy ông mày hay sao? Diệp Phàm trong tích tắc ngẫm nghĩ, có điều, cũng không kịp suy xét gì nhiều. Hai phi đao nhắm thẳng về phía bà lão tóc bạc, Lưu Ly vừa thấy chỉ có thể bất đắc dĩ điều khiển giải lụa chuyển sang cuốn lấy phi đao. Điều khiến Lưu Ly kinh ngạc chính là hai phi đao này như không có chút sức nào, nhẹ nhàng dùng dây lụa cuộn không ngờ lại rơi xuống đất. So với sức công kích của những phi đao vừa rồi người thanh niên này phóng ra, dường như hai phi đao này chỉ là... Chẳng lẽ có mánh lới gì? Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lưu Ly chính là vậy, bà già này lập tức lui về bên cạnh hơn 10 mét với tốc độ cực nhanh. Chương 2420, hai người đẹp tài thị. Bởi vì bà lão tóc bạc kia cũng đã bị Diệp Phàm dọa sợ phát khiếp, thành ra rất kiêng kỵ Diệp Phàm. Vừa rồi hai phi đao kia của Diệp Phàm đúng là chỉ che mắt, tin rằng bà lão Lưu Ly này sẽ bị lừa, quả nhiên là như thế. Mà mục tiêu công kích chân chính của Diệp Phàm chính là hai kẻ hung hãn là Pháo Động ở bờ bên kia và Tha Hồng đang tung người trên không. Chỉ thấy hai tay của Diệp Phàm múa may loạn xạ khiến người ta hoa mắt, mà tốc độ xoay chuyển nhanh đến nỗi mắt người không thể nhìn ra đang làm gì. Ngay cả Pháo Động cũng cảm thấy có chút quỷ dị, hoài nghi không biết có phải người này điên rồi, đang làm ảo thuật hay không. Tha Hồng bị lực quán tính từ đuôi đẩy lên, lơ lửng trên không trung lúc này đột nhiên duỗi thân rắn ra, cái miệng rắn ở trung tâm vòng tròn há ra, lần này há cực lớn. Cái miệng rắn to bằng cái bát không ngờ có thể há to bằng cái chậu rửa mặt. Mà giờ khắc này, mười mấy quả cầu bay của Pháo Động phối hợp rất nhịp nhàng, phóng đến chỗ 10 mét trước miệng rắn. Phụt một tiếng vang lên. Nọc độc phun ra từ miệng Tha Hồng như mưa sao băng đầy trời phun lên những quả cầu đen Pháo Động phóng ra, kẹp lấy những quả cầu đen đó phóng đi, xung quanh hình thành một vòng tròn chu vi mấy chục mét bao vây lấy Diệp Phàm, lao đến như tên bắn. Nọc độc lại thêm độc cầu, thật là lợi hại, Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên quỷ dị vẽ ra 5 vòng tròn. Trong không trung bất ngờ dao động rất khẽ, nháy mắt, một sợi dây màu nước hiện lên ngay trước độc cầu mang theo nọc độc. Đây tất nhiên là một trong những tuyệt kỹ Diệp Phàm học được từ sư phụ Bức Vương Nam Lăng Hậu, Thủy Công. Trước kia Diệp Phàm tốn rất nhiều công sức chỉ có thể ngưng tụ ra một quả bóng nước to bằng quả bóng bàn. Tuy nhiên, ngay lúc đó cũng có thể khiến cho Thiên Thông Cửu Đẳng đại viên mãn thiếu chút nữa ngất xỉu. Có thể thấy được uy lực khủng khiếp của quả cầu nước này. Quả bóng nước này lại hoàn toàn chỉ dựa vào nội thức tinh thuần, kết hợp với phương pháp thủy công bí mật dung hợp các phân tử nước trong không khí, đè ép rồi lại đè ép. Thật giống như khí hóa lỏng, lúc thể khí bị đè ép đến một mức độ nhất định, cộng thêm sự giảm nhiệt độ, liền trở thành quả cầu nước. Cuối cùng bị nội cơ của Diệp Phàm kích phát mà bùng nổ,
uy lực đó chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy. Hai người Pháo Động và Lưu Ly không khỏi rùng mình, bởi vì, nhiệt độ quanh mình chợt giảm tới khoảng 0 độ. Chỉ là Tha Hồng là động vật máu lạnh, phản ứng đối với nhiệt độ vẫn chậm hơn một chút. Tại sao đột nhiên lại có dấu hiệu tuyết rơi vậy? Lưu Ly nhìn trời có chút nghi hoặc, còn vẻ mặt của Pháo Động cũng không khác là bao. Không kịp để hai người họ nghĩ nhiều, quả cầu nước quỷ dị mang theo nọc độc và độc cầu đã biến mất. Pháo Động cảm nhận được sự uy hiếp, lùi sang bên cạnh hơn mấy chục mét, tuy nhiên vẫn chậm một chút, bị quả cầu nước mang theo nọc độc và độc cầu của Diệp Phàm nháy mắt phản công, chia làm hai nửa, một nửa lao vào Tha Hồng, một nửa lao đến bên người Pháo Động. Ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Một màn sương màu đen dâng lên trong không trung hơn 10 mét, trong đó còn xen lẫn với những giọt nước như bồn phun nước. Tha Hồng kêu thảm thiết một tiếng, nó bị độc cầu trong quả cầu nước nổ bay đi, văng vào tảng đá cứng rắn cách đó hàng trăm mét. Sau đó cái đuôi dài hơn 1 mét cũng bị đứt lìa khỏi người. Pháo Động né nhanh nên vẫn còn đỡ hơn chút, tuy nhiên, cũng tương đối chật vật. Hai ống quần và tay áo bị nổ tung không biết đã bay đi đằng nào, để lộ ra hai chân trắng ngần, mà trên màu trắng ngần này còn chảy chút máu. Bộp một tiếng. Tha Hồng dù sao cũng là rắn, biết đối phương lợi hại tất nhiên sẽ muốn chạy trốn. Con vật đó không để tâm gì đến đạo nghĩa và trách nhiệm, trong chớp mắt liền bò vào nóc nhà không thấy bóng dáng. Diệp Phàm đột nhiên nhảy lên cao chừng 6 mét, trên không trung hai tay vỗ thẳng vào đầu của Pháo Động. Khiến Pháo Động sợ tới mức vội vàng vòng vào căn phòng trên bờ đối diện, mất tăm. Tuy nhiên, sau lưng vẫn ăn phải một đòn của Diệp Phàm cao thủ thập đẳng, Pháo Động kêu thảm một tiếng, không thấy bóng dáng đâu nữa. Mà bà già Lưu Ly này chạy trốn còn nhanh hơn bọn họ. Từ lâu đã không thấy bóng dáng, Diệp Phàm cũng không có thời gian để bận tâm nhiều nữa, bởi vì lo lắng đám Vương Nhân Bảng và Tông Vô Thu đến đây. Cho nên, tên này hít vào một hơi, đánh sụp cửa chính của tòa lầu. Thi triển đôi mắt chim ưng quan sát bên trong giữa những tiếng gỗ gãy vụn. Phát hiện trong đại sảnh bày biện vài cái ghế dựa điêu khắc đầu rắn, phong cách cổ xưa, chính giữa phía sau một chiếc ghế điêu khắc đầu rắn khổng lồ có treo một bức tranh, trên tranh vẽ một con rồng đằng không đang dương nanh múa vuốt rất uy phong. Bên cạnh còn có một bàn trà tinh xảo cùng với những chiếc bát sứ vân vân, có lẽ dùng để uống trà. Tông Vô Thu tự xưng là truyền nhân của rắn, hiện giờ không ngờ đã thăng lên thành rồng rồi. Ta khinh, ông mà cũng xứng sao. Miệng Diệp Phàm phun một cục đàm. Đột nhiên, đồng tử tên này mở to, bởi vì hắn phát hiện trên nóc nhà, cách đây hai dặm có hai bóng dáng trông giống như đang bay trong không trung lướt qua lướt lại. Một người ở phía trước hai chân đang đạp vào không trung, Diệp Phàm biết, người này tuyệt đối đã đột phá thập nhất đẳng. Bởi vì, chỉ có cao thủ loại này mới có thể bước nội tức bắn ngược ở trên đỉnh, mượn phản lực mà giống như có thể bước đi trong không trung. Thực tế là vận dụng nội tức đến mức kỳ diệu. Đương nhiên, hoàn toàn không phải là bay. Còn người bên cạnh người đó hai tay dang rộng, giống như trên người khoác thêm một đôi cánh. Quạt một cái vào không trung có thể lướt đi hơn mấy chục mét, có cảm giác uy phong giống như thiên bằng dương cánh trong Tây Du Ký. Người nọ dường như cũng cảm thấy được đôi mắt sắc bén của Diệp Phàm, nhìn lại, Diệp Phàm lập tức cả suy nghĩ và thân thể đều muốn đi vào trong. Tuy nhiên, một thứ không rõ ràng mảnh như tơ nhện, như rắn theo đuôi bò đến chân của hắn. Dưới cặp mắt chim ưng, Diệp Phàm biết được là người nọ bức nội khí thành sợi tơ mảnh công kích về phía mình từ khoảng cách 2 dặm. Công kích từ khoảng cách 2 dặm, Diệp Phàm trong lòng lập tức toát mồ hôi lạnh, miệng thốt ra. Trời ơi, thập nhị đẳng, chắc chắn là thập nhị đẳng. Tên này vội vàng dồn hết sức lực đạp mạnh một cái về phía sau, đồng thời ném 10 phi đao về hướng phóng ra tơ. Binh! Diệp Phàm dốc hết sức lực rốt cuộc cũng thoát khỏi sự công kích của sợi tơ nội tức phóng tới từ chỗ cách đây hai dặm, tuy nhiên, cũng bị phản lực của sợi tơ nội tức đẩy thẳng vào đại sảnh. Phía trên bốc một tiếng giòn vang. Một cái lưới lớn rơi xuống từ không trung, mà sau khi chỗ Diệp Phàm ngã xuống vang lên tiếng răng rắc, sàn nhà bất ngờ sụp xuống. Sụp xuống thế này đúng là khiến cho Diệp Phàm chân còn chưa đứng vững, trong lòng còn đang kinh hãi trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Vội vàng giang rộng thân thể, phóng huyết trích tử trong tay ra, triển khai hợp kim liên biện lập tức chộp được xà ngang trên nóc nhà. Tay vừa đưa liền từ bên cạnh, lên thẳng lầu 2. Còn tấm lưới màu đen cũng không chụp được đối tượng, rơi xuống đó, sau khi phát ra tiếng vang bùm bùm quái dị,
Diệp Phàm phát hiện rất nhiều móc câu ngược trên tấm lưới lớn đã móc nát những tấm đá phiến lót dưới đó. Má nó, nếu như móc trên người bố thì còn gì là người. Diệp Phàm độc địa mắng một câu, đá mấy cái, phát hiện trên một chiếc giường lớn có một người phụ nữ người Nga cao gầy đang ngồi. Tóc vàng mắt xanh, hai chân thon dài, da thịt trắng ngần dường như có thể nặn ra nước. Khuôn mặt tinh xảo mang chút quyến rũ kia thực sự có thể khiến hàng ngàn, chục ngàn đàn ông bị khuất phục. Ngươi là ai? Không biết đây là phòng ngủ của giáo chủ sao? Mau cút ra ngoài. Người phụ nữ Nga cau mày, lời cô ta nói là tiếng Anh. Có lẽ là sợ Diệp Phàm nghe không hiểu, cho nên dùng tiếng Anh, thứ ngoại ngữ mà khá nhiều người ngoại quốc có thể nói. Cô là tài nhã. Diệp Phàm hừ nói, bước một bước đến trước mặt người phụ nữ. Ngươi muốn làm gì? Ta là tài nhã, là người đàn bà của giáo chủ. Cô ta kêu to, tuy nhiên, Diệp Phàm cũng không phải loại lương thiện. Tay xé xuống một cái, xoẹt một cái vang lên tiếng vải bị xé rách. Bộ ngực của người phụ nữ người Nga kia nhảy ra như hai quả bóng cao su. Ngươi là tên khốn kiếp, đồ dê sồm. Cô ta nghĩ Diệp Phàm là loại người này, tức giận hét lớn. Diệp Phàm cũng chẳng để ý đến cô ta, lại dùng một ngón tay cắt xuống. Quần áo toàn thân cô ta lập tức bị Diệp Phàm xé tung làm hai mảnh, lộ ra nơi đào nguyên thăm thẳm kia. Toàn thân người phụ nữ sợ hãi co rúm lại, hai vú cực lớn như hai quả bóng cao su đong đưa. Mà lúc này hai chân người phụ nữ đó lại mở ra, lộ ra bộ phận thần bí, dường như đã bị dọa sợ. Mảnh đất cỏ thơm tùm kia đang mở cửa hướng về phía Diệp Phàm. Hắn giơ tay lần mò một chút ở nơi thần bí kia. Nói, tài nhã ở chỗ nào? Diệp Phàm khô khốc nuốt nước miếng, quát hỏi, giờ phút này tên này sao có thể có tâm tình này nọ? Nếu như không thể bắt được tài nhã để làm điều kiện trao đổi, phỏng chừng cả đám người hôm nay đến đều phải xuống địa ngục. Kết cục nhất định là bị Tông Vô Thu tên cao thủ thập nhị đẳng này sau khi đùa nghịch xong thì ném cho Tha Hồng đang bị thương, đứt đuôi kia ăn rồi. Bởi vì vừa rồi Tông Lạc đã nói, tài nhã là người phụ nữ Tông Vô Thu yêu quý nhất. Trên ngực của người phụ nữ này có xăm một con rắn hổ mang chúa, đây là ký hiệu của Tông Vô Thu. Cô gái này tuy rằng cũng có hình rắn hổ mang chúa trên ngực nhưng Diệp Phàm có thể khẳng định cô ta không phải tài nhã. Bởi vì, Tông Lạc còn nói cho Diệp Phàm một bí mật rất lớn. Đào môn của tài nhã có mọc một bướu thịt màu đỏ, to bằng đầu ngón tay út. Lúc trước khi mẹ của Tông Lạc đánh nhau với người phụ nữ này đã phát hiện ra, cho nên, nói cho Tông Lạc con mình. Tuy nhiên, mẹ của Tông Lạc cũng phải chịu sự tra tấn tàn khốc nhất của Tông Vô Thu, hiện tại sống chết không rõ. Đây cũng là nguyên nhân Tông Lạc thù hận cha mình. Sự lần mò vừa rồi Diệp Phàm cũng không phải là hành vi này nọ, mà là đang giám định, quả nhiên không có. Sau khi người phụ nữ sửng sốt, hắn càng chắc chắn hơn, lập tức thi triển phân cân thác cốt cùng hóa âm mê thuật. Người phụ nữ lập tức liền không chịu được, hét lớn. Tôi là Tài Thanh, em song sinh với Tài Nhã. Tài Nhã đâu? Diệp Phàm hỏi bằng hóa âm mê thuật. Ở trong này. Tay Tài Nhã khẽ động vào trên giường, chiếc giường lớn lập tức lật lại, bên trong rõ ràng còn có một căn phòng bí mật. Đúng lúc này, Vương Nhân Bảng tên này không ngờ liều mạng nhảy vào, kêu lên. Không ổn rồi, đoán chừng Tông Vô Thu đang đến đây, chúng ta đi mau. Không kịp nữa rồi, cậu bắt lấy người phụ nữ kia đi vào. Chúng ta xuống mật thất. Diệp Phàm vừa bước xuống mật thất, Vương Nhân Bàng thuận tay ôm vòng lấy Tài Thanh lôi vào mật thất. Tấm sắt bên trên lại kéo kẹt một tiếng quỷ dị, khép lại. Mau chặn cái này vào. Tài Thanh dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ra, còn cho rằng gặp phải kẻ địch phải phòng ngừa sự công kích của kẻ địch, cho nên chỉ vào một thanh trụ bằng thép hợp kim cực lớn, kêu to. Chương 2421, bước vào căn phòng bí mật. Làm thế nào? Diệp Phàm hỏi. Cắm trực tiếp vào cái rãnh là được rồi. Tài Thanh hô, hai mắt rời rạc mơ mơ màng màng. Diệp Phàm vội vàng cắm lên trên, một tiếng rắc rất đúng nhịp. Cái này có ích lợi gì? Vương Nhân Bảng trừng mắt hỏi. Đây là bộ phận then chốt, một khi đã khép lại thì dùng thuốc nổ cũng không phá được. Căn phòng bí mật này là đặc chế, xung quanh đều làm bằng thép. Hơn nữa bên trong còn có đồ dùng sinh hoạt. Có thể sống ở bên trong không tiếp xúc với bên ngoài trong vòng một tháng. Đây là giáo chủ đặc biệt chế tạo cho chị tôi. Thiết kế này chủ yếu là để phòng nguy hiểm ngoài ý muốn. Tuy nhiên vừa rồi chị tôi lo tôi chưa khép lại. Tài Thanh nói.
có một việc tôi không hiểu, vừa rồi các cô sớm cảm nhận thấy có nguy hiểm phải không? Bà lão tóc bạc kia là người bảo vệ của các cô. Thế tại sao chị em cô, hai người không nhanh trốn vào trong căn phòng bí mật? Nếu như đi xuống trước, cho dù chúng tôi vào cũng không kịp có phải không? Diệp Phàm không kìm nổi nói. Cái này là có nguyên nhân, lát nữa rồi nói. Tài Thanh nói. Thiên Thông, bọn họ đâu? Diệp Phàm tạm thời nhẹ nhàng thở ra, hỏi Vương Nhân Bàng. Một đám người bọn họ đánh vào bên trong khu rừng rồi, biết Tông Vô Thu sắp đến, trong đại sảnh tất cả nhất định đi đời nhà ma. Cho nên, Thiên Thông chạy về hướng rừng, đưa phó giáo chủ Tông và đám người của Thiết Tháp Hán vào trong rừng. Vương Nhân Bàng nói. Gay gâu rồi, khu rừng kia bọn họ đã quen thuộc còn chúng ta không hiểu rõ, vậy chẳng phải sẽ mất mạng sao? Diệp Phàm miệng co giật vài cái. Trong lòng nổi lên một hồi bi thương, Thiên Thông, bọn họ nếu bị Tông Vô Thu phát hiện ra nhất định tất cả đi đời nhà ma rồi. Chỉ có xem Tài Nhã có thể giữ được con tim của Tông Vô Thu không, bằng không, cho dù là sau một tháng bản thân cũng xong đời. Huống chi mật thất là Tông Vô Thu thiết kế, ông ta chẳng lẽ không có cách phá giải, có quỷ mới tin. Em gái, lúc này, một người tướng mạo bảy phần giống Tài Thanh chạy tới. Bổ nhào về hướng em gái Tài Thanh. Cô gái này thân hình cao gầy, dáng người đẹp hơn Tài Thanh, hai bầu ngực nhô cao lên dưới chiếc áo ngủ, không cần nhìn cũng biết thể tích và độ cứng tuyệt đối dọa người. Khuôn mặt hiện lên thanh thoát, hơn nữa làn da có khuynh hướng giống người Hoa nhiều hơn, cũng không phải vẻ trắng bạch như người Nga. Người con gái đó với làn mi dài chớp chớp tràn đầy ma lực khiêu gợi thực sự làm mê hoặc người ta. Ngay cả Diệp Phàm trước hoa thơm cỏ lạ kia tim cùng loạn nhịp một lúc. Tuy nhiên, Diệp Phàm tâm lý đã ổn định lại, không vì thế mà lay động. Từ trên không ném Tài Nhã lên chiếc giường trong phòng mật thất, hai ngón dựng thẳng hướng trên người vẽ một cái. Ầm ầm vài tiếng, nội khí phun phía dưới, Tài Nhã lập tức thành một con sơn dương lồ lộ. Anh chấm ANS muốn làm gì? Tài Nhã toàn thân co rúm, run rẩy rất kịch liệt, một đôi mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm đúng là, trong lúc mấu chốt này còn tâm tư chơi đàn bà, Vương Nhân Bảng trong lòng khinh bỉ nhìn vị quân Diệp Phàm, nghĩ một câu. Buông chị tôi ra. Tài Thanh khóc giấy rụa hét, muốn thoát khỏi tay của Vương Nhân Bảng. Ngoan ngoãn một chút. Vương Nhân Bảng siết chặt hai tay, cảm giác như siết sai chỗ. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện một tay mình vừa đặt lên bộ ngực to của Tài Thanh. Thằng này nhịn không được nhéo một cái. Trong lòng một cảm giác vui sướng lập tức dâng lên trong lòng. Thằng này bỗng chốc tĩnh tâm, nhìn Diệp Phàm biểu diễn tuồng xuân cung. Phát hiện Diệp Phàm làm thật rồi, giơ cánh tay hướng về phía cửa đào của Tài Nhã lần sơ. Quá khoa trương rồi, người này đúng là định làm quỷ phong lưu dưới chiếc váy màu quả lựu kia. Đại ca chính là người phong lưu, khi phải chết rồi vẫn còn không quên cái món này. Lẽ nào đã thấy quá nhiều trong 007 của Hollywood cho nên cái này. Vương Nhân Bàng không khỏi cảm thán một câu. Cô thật sự là Tài Nhã. Diệp Phàm thu tay về, nhìn chằm chằm Tài Nhã nói. Đương nhiên Diệp Phàm lại không có cái ý định xấu xa như trong lòng Nhân Bàng nghĩ. Mà là đang phân vân thân phận thật sự của Tài Nhã. Cái này cũng là có chút bất đắc dĩ. Tôi không phải là Tài Nhã thì ai mới là Tài Nhã? Người con gái của giáo chủ, tôi cùng người em gái Tài Thanh là hai người đàn bà giáo chủ sùng ái nhất. Hai người các anh hôm nay đối với chúng tôi như vậy, đợi lát nữa giáo chủ phá căn phòng bí mật các anh chắc chắn chết không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thấy các anh vẫn là khẩn trương quỳ xuống cầu xin tha thứ tôi còn có thể cùng cầu xin giáo chủ tha cho các anh một mạng. Các anh không biết những đàn ông hễ liếc mắt nhìn nhiều tôi và em gái tôi tất cả đều cho rắn ăn rồi. Mấy năm nay trở lại đây đàn ông bị giáo chủ cho ăn, tha hồng, không dưới 20 người. Tài Nhã lớn tiếng kêu lên. Ha ha. Chúng tôi nếu như dám đến thì sẽ không sợ chết. Tôi hiện giờ chẳng những nhìn còn sờ soạng cô nghĩ xem, Tông Vô Thu sẽ tha cho loại khinh bạc người phụ nữ mà ông ta sủng ái nhất sao? Dù sao đều phải chết, không bằng trước khi chết phong lưu khoái lạc. Diệp Phàm vô cùng dung tục, lấy chiếc ghế ngồi lên trên, còn vểnh cái vắt chéo lắc lư một chút. Về sau chuyên tâm lợi dụng đôi mắt ưng quan sát toàn bôi căn phòng bí mật. Giơ tay vỗ vỗ gõ gõ. Phát hiện thật sự rất dày, giống như đào toàn bộ thân núi ra. Diệp Phàm lấy dao găm ra rạch, phát hiện rất khó để đâm sâu vào. Biết đây là thép tinh quá tinh,
hôm nay muốn phá phòng chạy trốn phòng chừng là không thể. Đúng vậy, đại ca, dù sao cũng là một chữ chết. Trước khi chết anh em ta cũng phong lưu khoái lạc một chút. Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu phải không đại ca? Thế nào đại ca, anh dùng cô lớn, tôi dùng cô nhỏ. Vừa khéo thành một cặp rồi. Vương Nhân Bàng cười khinh bỉ một tiếng, cũng giơ tay bóp nhẹ cơ thể Tài Thanh, hơn nữa học dáng vẻ của Diệp Phàm tay thứ hai thẳng đến cửa đào môn. Tên này vẫn thực sự cho rằng bố mày muốn phong lưu khoái lạc. Bố mày đang giám định sự thật giả của Tài Nhạ, đầu óc ngu ngốc nhà cậu hoàn toàn nghĩ lệch hướng rồi. Diệp Phàm trong lòng có chút khinh bỉ đồng chí Nhân Bàng. Ừ, Vương Nhân Bàng đột nhiên đồng tử trợn to, ngơ ngẩn một lúc lại hướng tay xuống phía dưới của Tài Thanh dò xét một chút. Đau đến mức Tài Thanh kêu to một tiếng. Sao vậy người anh em, cậu thật sự muốn khoái lạc à, chúng ta phải khẩn trương tìm cách đi ra ngoài mới đúng. Bằng không, Tiểu Thiên bọn họ tất cả sẽ xong đời. Mất mạng rồi còn phong lưu cái rắm. Diệp Phàm hô. Không phải, đại ca, đợi chút, tôi hỏi hai người bọn họ. Vương Nhân Bàng xoay người hướng về phía Tài Nhã hừ nói. Hai người các cô thật sự là người đàn bà của Tông Vô Thu. Đương nhiên là phải, cái này tuyệt đối không giả. Chị em chúng tôi đã cùng ông ta nhiều năm rồi, có phải sợ rồi? Giờ thả chúng tôi ra vẫn còn kịp. Tài Nhã cho rằng Vương Nhân Bàng có chút sợ hãi, kéo cái chăn bao lấy bộ ngực kia, đột nhiên hừ nói. Ha ha ha! Vương Nhân Bàng đột nhiên phá lên cười. Chẳng lẽ anh không tin? Tài Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng giống như muốn ăn thịt người. Cô vừa rồi kêu đau không phải là trêu chọc rồi, lại một chút nữa, bố mày phải phá thân. Vương Nhân Bàng ngón tay vừa động, Dương Thiếu liền muốn làm việc. Đừng động, tôi thật sự còn chưa phá thân. Tài Thanh khẩn trương nói, hai chân kẹp rất chặt. Chị của cô thì sao? Diệp Phàm có chút hoảng hốt, khẩn trương hỏi, hơn nữa không có ý tốt trượt trên người của Tài Nhã thử xem. Giống nhau. Tài Thanh gật đầu. Chẳng lẽ Tông Vô Thu không ổn, quá cực đoan, hay là đồng chí Tiểu Tông cũng chơi Đông Phương Bất Bại Tự Cung rồi? Vương Nhân Bàng sau khi ngạc nhiên hỏi. Không rõ, tuy nhiên, Tông Vô Thu đã sinh mười mấy đứa con, hơn nữa diện mạo cũng có chút giống ông ta. Hẳn không phải là không ổn, chỉ có điều ông ta vẫn không muốn thân thể của chị em tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tài Nhã lúc này cũng nói. Chẳng lẽ Tông Vô Thu trước kia làm được, sau gặp hai cô bị thương liệt dương rồi? Vương Nhân Bàng vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa nói. Chúng tôi không rõ lắm. Tài Nhã và Tài Thanh đều lắc đầu, xem ra không giống nói dối. Vẫn là hai chỗ, mẹ kiếp ông ta thật đúng là kỳ lạ. Mà Tông Vô Thu vẫn không để hai cô đi hoặc giết hai cô, đồng chí Tiểu Tông rút cuộc muốn làm cái gì? Diệp Phàm sờ cằm một lúc. Suy nghĩ nát óc vẫn không có lời giải đáp. Sau đó, hai người bắt đầu nghiên cứu căn phòng bí mật này. Giáo chủ, bọn họ còn có mấy người ở trong rừng, bọn họ đang chiến đấu ngầm với Tông Vô Thu. Khu rừng này mặc dù nói là của chính chúng ta, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, tôi là lo lắng phó soái Tông gặp nguy hiểm. Lúc này, một người áo đen đến nói. Không sao cả, Tông Hà nếu gặp nguy hiểm bọn họ chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Tôi hỏi anh, trong đám người của họ có cao thủ vượt qua công lực của Tông Hà không? Tông Vô Thu vẻ mặt đến bình thản đứng trước tòa lầu nhỏ, nhìn lầu nhỏ kia cũng không đi vào. Hẳn là không có, nếu như có phỏng chừng phó soái Tông đã sớm bị thương. Hơn nữa hộ pháp tượng đánh được hai người. Đương nhiên, hình như hộ pháp tượng bị thương, bằng không đã sớm bắt lấy bọn họ rồi. Người áo đen nói. Thế thì đúng rồi. Hà Nhi dù sao cũng thông thuộc khu rừng này hơn chúng ta nhiều. Người gặp nguy hiểm nên là bọn họ mới phải, tạp chủng ngũ độc giáo. Hôm nay không thể để họ ra ngoài dù chỉ một người. Tuy nhiên, cũng có thể là thời điểm để Tông Hà rèn luyện chính bản thân mình. Để mấy học trò của ngũ độc giáo trở thành đá thí nghiệm của cậu ta. Tông Vô Thu khoát tay, tiến vào trong giả sơn. Ngay sau đó mang theo Sa Thiên vào căn phòng bí mật trang hoàng xa hoa. Tay ấn lên vách tường một cái, lập tức toàn bộ đèn đều sáng. Bên trong có một chiếc TV LCD rất lớn. Tông Vô Thu nhàn nhã ngồi trên ghế salon, nhìn chiếc TV LCD kia, nói với Sa Thiên. Mở cửa, chúng ta xem họ đang làm cái gì. Sa Thiên nhấn một cái lập tức cảnh tượng của căn phòng bí mật đập vào mắt hai người. Tạp chủng.
Khi nhìn thấy Tài Thanh bị lột thành dê con, còn Tài Nhã trốn trong chăn run rẩy, Sa Thiên khạc một miếng đờm. Không sao cả. Nào ngờ Tông Vô Thu đột nhiên khoát tay khác thường, hơn nữa vẻ mặt thản nhiên uống ngụm trà. Đồng chí Sa Thiên trong lòng mơ hồ vô cùng, trong lòng tự nhủ người đàn bà của ông ấy bị người ta làm ra thế này, ông ta sắp bị cắm sừng rồi còn cười, mẹ ông ta là người gì cơ chứ? Nếu như ông ta coi chị em cô ấy là những người đàn bà dâm đãng thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua cho đối thủ, không đúng, ông ta còn sủng ái hai cô ấy như thế mà, thật kỳ lạ. Đã thế này rồi, giáo chủ chúng ta phóng độc giết chết tiểu tử kia. Mẹ kiếp! Sa Thiên mắng! Cậu ngu vậy! Không thể tưởng được. Tông Vô Thu mặt nghiêm nghị nói. Giáo chủ, cái này tôi không rõ. Đối với bọn tạp chủng ngũ độc giáo chúng ta còn có cái gì phải khách khí? Phải biết rằng, bọn họ chẳng những đã hủy thạch bảo của chúng ta, mà còn hủy cả phân đường của Pazan, bây giờ lại gây sức ép cho tổng đà của chúng ta, nghe nói đã giết hại mấy chục giáo đồ. Những con người này đều là đội lực lượng trung kiên của tam độc giáo ta. Sa Quân nói, vẻ mặt phẫn nộ. Chương 2422, hai giáo chủ cạnh tranh. Ha ha, lực lượng trung kiên cái gì, họ bình thường là chân chạy mấy việc vặt. Thời chiến là bia đỡ đạn. Tin tưởng bia đỡ đạn cậu hiểu là nghĩa là gì, mà cao thủ của bản giáo mới là trọng yếu nhất. Sa Thiên, cậu nói xem một độc nhân thập đẳng có thể giết bao nhiêu tên nhị tam đẳng soàng xính. Không thể tưởng tượng được Tông Vô Thu lại có thể mỉm cười. Độc nhân. Sa Thiên kinh ngạc, nhìn Tông Vô Thu vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Giáo chủ, trước kia tôi cũng nghe qua chuyện độc nhân của giáo ta. Nghe nói độc nhân một cái giơ chân cũng có thể giết người. Họ vừa mở miệng là có thể giết người. Ai dính vào họ đều phải chết. Cái này nghe nói chỉ là truyền thuyết. Lẽ nào trong thực tế thật sự có thể luyện người thành độc nhân? Tuy nói trăm năm qua tam độc giáo chúng ta vẫn chưa có người luyện thành độc nhân. Nhưng Sa Thiên cậu biết tại sao tam độc giáo chúng ta vẫn bị ngũ độc giáo đè đầu không? Vì sao cung thu của ngũ độc giáo mãi không chết, luôn kiêu ngạo? Tôi lấy cái tên này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là, Vô Thu, trong mắt. Cái, Thu, này chính là cái lão già cung thu mãi không chết kia. Tông Vô Thu lộ rõ sát khí hừ nói. Lẽ nào cung thu bọn họ có độc nhân chống đỡ? Sa Thiên rốt cục cũng hiểu ra chút ít, sau đó nói. Làm sao có thể, chúng ta 100 năm rồi cũng chưa luyện thành, độc nhân này có lẽ chỉ là một truyền thuyết. Căn bản chính là cung thu mãi không chết của ngũ độc giáo kia viết ra hù trêu người. No. Không thể ngờ miệng Tông Vô Thu đột nhiên bột ra một câu tiếng Anh dứt khoát, ông ta khoát tay, sau đó dùng lực hướng xuống dưới đánh một cái, Sa Thiên vừa nhìn liền biết giáo chủ đã nghiện thuốc lá. Liền vội từ trong túi quần móc ra một hộp làm bằng gỗ rất tinh xảo. Cẩn thận lấy ra một điếu xì gà thơm của Cuba nhẹ nhàng đẩy tới, rắc một tiếng châm lửa. Tôi đã từng nhìn thấy độc nhân thủ hạ của cung thu của ngũ độc giáo, người này bình thường không khác gì chúng ta. Cậu cũng không nhìn ra ông ta chính là độc nhân. Tuy nhiên, cậu cùng rõ cảnh giới của tôi hiện nay đã già tới cấp thập nhị đẳng đại viên mãn. Luôn luyện công tấn công vào cảnh giới của truyền thuyết kia vị tiên thiên đại năng. Lần này ra ngoài là vì tìm chất độc trong truyền thuyết có thể giúp tôi một tay có thể đột phá gông cùng xiềng xích. Tuy nhiên lần này lại gặp phải lão già cung thu này. Ông ta cũng đã biết bí mật này, cho nên mang theo độc nhân Đàm Tiếu Tiếu tới. Đàm Tiếu Tiếu này là nữ. Năm nay phỏng chừng chưa đến 30. Mấy năm trước tôi đã từng gặp cô ấy, trông cũng xinh xắn. Có thể so sánh với vẻ thướt tha của Tài Nhạ, đấy là vì chất độc trên người cho cô ấy một vẻ đẹp khác lạ. Năm đó tôi cùng cung thu thi đấu khi trăng lên đỉnh trên núi Thái Sơn, mà cảnh giới của cung thu cậu cũng biết. Ông ta giống tôi, đến nay đều là người đã đạt tới thập nhị đẳng đại viên mãn. Khi đó chúng tôi mới đạt đến thập nhất đẳng đại viên mãn. Đều muốn đạt đến thập nhị đẳng. Đàm Tiếu Tiếu kia bao nhiêu tuổi? Tầm 23,24 tuổi. Lúc đó thấy một người phụ nữ như búp bê đứng sau cung thu nũng nịu, tôi vẫn cho rằng lão già này háo sắc đã nảy sinh ra lấy vợ bé. Ai biết cung thu lại có thể châm chọc, nhìn tôi nói. Hôm nay lão phu dùng toàn lực đấu với người ba chiêu, thử xem trưởng lực của chúng ta có tiến triển không. Tuy nhiên sau ba chiêu, nếu như người bắt được nữ đệ tử Đàm Tiếu Tiếu đằng sau ta, lão phu nhận thua thưởng Đàm Tiếu Tiếu cho ngươi. Hơn nữa từ nay về sau ngũ độc giáo sẽ không quản việc của tam độc giáo nữa, cũng không đến Lào và các quốc gia lân cận tranh giành công việc kinh doanh của các ngươi.
số định mức trên quốc tế cũng có thể cấp cho các ngươi một phần lợi nhuận. Tôi vừa nghe xong, lúc ấy tức đến nỗi thiếu chút nữa thì nổ phổi, một cô gái 23-24 tuổi đánh thì có khả năng gì? Một cao thủ thập nhị đẳng như tôi thi đấu với cô ấy. Cái này quá thấp kém không phải sao? Cho dù sau khi dùng tất cả các chiêu toàn lực so bì với lão già bất tử cung thu này thì sẽ thế nào? Nói đến đây Tông Vô Thu ngừng lại uống ngụm trà, bằng một tiếng chén trà bị ông ta đặt thật mạnh trên bàn. Cái đó đúng, giáo chủ là gì? Chính là người ngang hàng với mấy trưởng môn các môn phái võ đang thiếu lâm, thanh thành Nga Mi ở Trung Quốc. Giống như có vài trưởng môn chưa qua cửu đẳng, còn phải gọi giáo chủ một tiếng tiền bối. Sa Thiên nịnh bợ nói. Đừng nói nhảm. Tông Vô Thu hiển nhiên không thể để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng Sa Thiên nắm rõ tính khí của Tông Vô Thu. Tuy nói ông ta không nghe, nói nhảm, nhưng nếu như anh không nói những câu, nhảm nhí, này ông ta thật sự sẽ tức giận. Anh nói, ông ta bảo anh, nói nhảm, anh không nói ông ta sẽ tát anh. Vì không muốn chịu cái tát đấy Sa Thiên đương nhiên bất chấp mạo hiểm nói những lời nhảm nhí để lấy lòng ông ta. Tuy nhiên, cung thu thật đúng là hao tổn nội khí. Trưởng thứ nhất được xuất ra lại là tuyệt kỹ giữ nhà, xà vương vẫy đuôi của ngũ độc giáo. Chiêu này cậu đã lĩnh qua chưa? Tông Vô Thu nhìn Sa Thiên. Đã lĩnh giáo rồi, năm ngoái, mẹ kiếp, tôi đã chạm mặt với Hồng Xà, thủ hạ của cung thu của ngũ độc giáo. Lúc đó chạm mặt nhau ở dưới núi. Chúng tôi lập tức so đấu, giáo chủ, người cũng biết tôi đạt tới cửu đẳng đại viên mãn, kém chút nữa đạt tới thập đẳng rồi. Độc công của Hồng Xà rất lợi hại, tuy nhiên thuật khinh thân đề túng của lão tử lợi hại hơn anh ta nhiều. Độc của anh ta căn bản là không dìm nổi tôi. Người này cũng không biết từ khi nào bỗng nhiên đạt được thực truyền của cung thu. Sau khi đấu đến chiêu thứ 50, người này đột nhiên nhảy lên không trung. Tôi còn tưởng anh ta lại muốn lấy độc ra đùa giỡn. Đang định vọt về đằng sau anh ta. Không ngờ người này đột nhiên chuyển động trên không trung, chân kia đột nhiên xoay ngược phương hướng, nhất thời không kịp dự phòng, bị anh ta đá cho một cước. Tôi thiếu chút nữ hôn mê bất tỉnh tại chỗ, xương sườn bị gãy hai cái. May là khinh công của tôi lợi hại, vội vàng chuồn mất. Sau đó người kia ở đằng sau đang cười cái gì đó xà vương vẫy đuôi. Chẳng lẽ, xà vương vẫy đuôi, là một trong những tuyệt chiêu của bọn họ. Tuy nhiên, trước khi tôi lẩn trốn vẫn thưởng cho người này một phi tiêu ghim đúng vào lưng, nghe nói anh ta cũng bị tổn thương chút ít. Sa Thiên vẻ mặt tức giận, sắc mặt đỏ lên nói, vì người này cảm thấy có chút mất mặt. Cuối cùng nói thêm câu kia rõ ràng có chút gượng ép, tìm chút sĩ diện mà thôi. Đúng vậy, đó chính là một trong những tuyệt kỹ của họ, xà vương vẫy đuôi, kỳ thật chiêu này năm đó chúng tôi luyện thành công rồi. Đáng tiếc một người đã chết của ngũ độc giáo kia đem giấu tuyệt kỹ đi. Tổ tiên chúng tôi không lấy về được. Chiêu xà vương vẫy đuôi, cậu nghe tới cái tên này liền biết, giống như rắn, phía trước bất động mà phần động chính là cái đuôi. Người đương nhiên không có đuôi, mà dùng chân thay cho cái đuôi rắn. Khi đang công kích anh thấy anh ta đang hướng về mặt anh, mà anh chuyển về phía sau hoặc bên cạnh anh ta thì xui xẻo rồi. Liền trúng kế, chân kia đột nhiên đổi hướng khác thường qua đá gãy chân người, thật sự bất ngờ, không kịp đề phòng. Lúc đó chiêu thứ nhất cung thu ra chính là chiêu ấy, tương đối độc. Tôi cũng quá khinh thường rồi, vốn nội khí của lão già kia mạnh hơn tôi một chút. Cho nên muốn vọt sang bên cạnh để thăm dò ông ta một chút. Nào dè bị ông ta đạp cho một cước, lúc đó đau đến mức bố mày suýt nữa gọi mẹ. Sau đó lại so đấu hai chiêu, thoáng cái đã hao tổn 5 phần sức lực, cho nên, về sau khi đấu với cô gái búp bê Đàm Tiếu Tiếu kia sau nửa giờ đồng hồ vì nội khí không đủ nên trúng độc của cô ta. Người phụ nữ kia, vẻ mặt tươi cười, nhưng tôi cũng lại không để coi ra gì. Tùy tay xuất một trưởng mãnh hổ rời núi. Không ngờ người phụ nữ kia đột nhiên há mồm, một luồng khí từ cơ thể phun ra. Cũng không nhìn ra màu gì, tôi nhất thời sửng sốt vốn nghĩ rút lui, tuy nhiên, rút lui thì chẳng phải là để lão thất phu cung thu kia chế giễu à. Cho nên, trường lực của tôi càng mạnh hơn, chính là muốn dùng nội công quét sạch chất độc trong miệng cô ta phun ra. Không ngờ độc này không thể quét hết, hơn nữa dính vào nội khí của tôi, đột nhiên truyền đến bàn tay tôi. Tôi cao thủ thập nhất đẳng nào ngờ bị độc của một người phụ nữ mới ngũ, lục đẳng dính vào người. Lúc ấy cảm giác bàn tay tê dại đau nhức, Sa Thiên, anh nghĩ xem, bàn tay này của tôi có thể ngập trong độc luyện từ mấy chục năm. Nó không ngờ cũng bị trúng độc.
Độc của người phụ nữ kia còn đúng là lợi hại. Lúc này, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của tôi, Cung Thu cười lớn nói. Thế nào Tông Tiểu Thu? Ông ta gọi tôi là Tông Tiểu Thu. Ngay một nữ nha đầu của Ngũ Độc Giáo cũng đấu không lại còn dám đấu với ta. Mau cút về mà khóc đi. Tôi lúc ấy thiếu chút nữa tức nổ phổi, trưởng thứ hai liền xuất ra. Tuy nhiên cảm giác sức lực không bình thường, bàn tay càng bị tê dại. Tôi nhìn Cung Thu, hiểu được điều lão già này nói. Xem ra là muốn kích tôi thi triển toàn bộ lực khiến độc phát tác nhanh hơn. Tôi hiểu rồi, khẩn trương nghiêng người lui trước, bằng không lần đó tôi về không được. Cung Thu giống như có lòng tốt để tôi quay về, một khi độc tố phát tác, lại thêm Cung Thu nữa thì tôi chết chắc. Sau khi về tới tổng đà tôi đã nghiên cứu rất nhiều, đã bỏ ra một năm mới có thể ép độc vào lòng bàn tay. Cậu xem, bàn tay của tôi vốn không phải màu trắng, giờ trong lòng bàn tay còn một khối nhỏ như đậu tương màu tím ban, chính là dương độc của nữ tử Đàm Tiếu Tiếu để lại. Phỏng chừng muốn bài trừ hoàn toàn độc phải 1-2 năm nữa. Sau đó tôi suy nghĩ một lát cuối cùng cũng hiểu, độc này tuyệt đối không thể lấy đi mạng sống của tôi. Căn bản chính là mưu kế của Cung Thu, sau khi ta trúng độc có phải sẽ chỉ nghĩ tới việc trừ độc mà không để tâm tới việc đột phá cảnh giới nữa không? Tuy nhiên, may là vận khí của tôi tốt, đến giờ còn đạt đến thập nhị đẳng đại viên mãn. Chỉ có điều độc trong lòng bàn tay tay tôi vẫn chưa hoàn toàn được trừ khử. Tôi chỉ có thể ép nó như vậy thôi, tuy nhiên, độc này muốn phát tác cũng không làm gì được tôi. Tôi vốn không cho nó cơ hội. Cho nên, mấy năm trước đây tôi luôn tìm pháp môn giải độc. Mà việc gặp được hai chị em tài nhã khiến hai đôi mắt tôi tỏa sáng. Tông Vô Thu nói đến đây đột nhiên cười, vẻ mặt kỳ lạ. Lẽ nào cơ thể của chị em tài nhã có thể giúp giải trừ độc trong lòng bàn tay của giáo chủ, cái này có vẻ như không thể nào, làm sao có thể. Hai chị em cô ta tôi thấy ngay võ công cũng không biết chứ đừng nói là nội khí. Thuần túy chỉ là hai người con gái bình thường, chỉ là nhan sắc tuyệt đỉnh thôi. Sa Thiên thật sự không rõ, vẻ mặt mơ hồ vô cùng. Ha ha ha, Tông Vô Thu cười phá lên. Sau khi uống xong ngụm trà rồi nói. Là cậu nhìn không ra, tuy nhiên, Sa Thiên, cậu là do tôi nuôi từ nhỏ đến lớn. Cũng coi như là con rể của tôi, từ nhỏ căn cốt của cậu tốt. Cho nên 30 mấy tuổi đã đạt đến cửu đẳng đại viên mãn, là thiên tài trong luyện công. Không ngại nói cho cậu biết, cơ thể của hai chị em này rất tinh xảo. Khi tôi đi ngang ngẫu nhiên phát hiện ra, tôi thử một chút, thi triển một ít độc cho vào trong bát của hai chị em cô ta, đã xảy ra chuyện kỳ lạ. Cơ thể của hai chị em này không ngờ trời sinh có thể giấu độc, mặc dù nói tôi thi triển chút độc kia các cô ấy không chết, nhưng ít nhất cũng phải choáng váng một chút có đúng không? Các cô ấy không ngờ cơ thể dường như không sao, hồi đầu tôi vẫn cho rằng các cô ấy là cao thủ giải độc, sau này sau trải qua mấy lần thử mới biết vốn không có chuyện như vậy. Tôi lập tức về tổng đà lật tìm sách của tổ cung mới biết cơ thể của hai chị em này thuộc vào loại cơ thể thiên độc. Thì ra là trời sinh cơ thể có thể giấu độc thanh độc. Tuy nhiên cơ thể của tài thanh còn rất kém, tài nhã mới chính là ứng cử viên số một. Thiên độc thân thể, cái này có tác dụng gì? Sa Thiên vẫn nói, giống như một học sinh tiểu học ham học hỏi nhìn hỏi thầy giáo. Chương 2423, Thiên Độc. Thân thể Thiên Độc, là ông trời dành cho nhân loại một cách ngẫu nhiên. Theo nhật ký của lão tổ để lại, trong 100 vạn người khó tìm thấy một người. Mà cơ thể tài nhã lại là một cơ thể tuyệt hảo, nuốt một bao thuốc diệt chuột độc cũng không làm cô ấy chết. Xã hội này, thân thể thiên nhiên kiểu gì cũng đều có. Ví như có người có thể ăn sống thủy tinh, ăn sống miếng sắt gì đó, một người bình thường như cậu chịu được không? Nếu thân thể thiên độc có thể hít độc, giấu độc, giải độc, tôi lúc đầu nghĩ liệu sau khi cùng cô ta hợp thể có thể ép độc trên bàn tay của tôi xuống thân dưới để cô ta dần dần hấp thụ và giải trừ đi hay không? Hơn nữa, sau này còn có thể lợi dụng thân thể của cô ta luyện độc. Ví như có một số chất độc khi chúng ta không chịu đựng được thì luyện trước một chút. Sau đó lúc không chịu được thì sẽ để cô ấy hấp thụ đi. Ý tưởng rất hay chỉ có điều là khi tôi lật cuốn nhật ký của lão tổ có cảnh cáo qua. Không phải là thể chất của người nào cũng đều có lợi cho phương pháp luyện giải độc ấy. Cơ thể cần dương khí đặc biệt lợi hại, còn có thể dùng phương pháp này để luyện độc, còn cơ thể của tôi mặc dù nói là dương khí vẫn tốt nhưng vẫn không đủ. Nếu mạo hiểm cùng với tài nhã, e rằng không những không luyện được độc, thất bại trong việc làm giảm độc cho bản thân. Thậm chí còn tổn hại đến võ công.
Cho nên, cho tới nay tôi vẫn không dám gần gũi với tài nhạc, còn bản thân tôi vẫn đang luyện chất độc đại vượng dương khí, để có thể cải thiện thể chất của bản thân, đạt tới trình độ thích hợp để phối hợp với tài nhạc. Chỉ có điều cho tới nay tôi phát hiện vẫn chưa đạt tới trình độ này, cho nên tài nhạc hiện giờ vẫn là một trinh nữ. Nếu thể chất của tôi cho phép, chẳng những có thể để cô ấy hút độc của mình, còn có thể hấp thụ lại chất độc tinh khiết được sau khi đã được cô ấy luyện ra. Như vậy khiến độc công của tôi càng tinh khiết thì càng tốt. Người ta nói sự thay đổi về lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, tôi muốn nói chất biến hoàn toàn cũng có thể kéo theo lượng biến. Tông Vô Thu có chút buồn bực nói. Vậy còn không xử lý hai người kia đi, bằng không để hai người họ tiếp tục làm bừa, chị em tài nhã lại xinh đẹp như vậy. Nếu là phá hỏng rồi thì làm thế nào? Sa Thiên có chút nóng nảy, nói. Không sao. Tông Vô Thu khoát tay, nói. Chúng ta chính là phải để hai người này phá hại thân thể các cô ấy mới đúng. Tôi bây giờ đã đổi chủ ý rồi. Cậu không phát hiện người thanh niên kia công lực còn mạnh hơn cậu sao? Hẳn là vậy, nghe pháo động nói là còn liên thủ cùng, Tha Hồng, cả Lưu Ly Tam nữa, nào ngờ vẫn bị tiểu tử này đánh bại. Pháo động sau lưng đã trúng một chưởng, thiếu chút nữa phạm đến nội tạng. Còn, Tha Hồng, không ngờ đứt đuôi. Đây quả thực rất đáng sợ. Còn cái bà già chết tiệt Lưu Ly này chạy rất nhanh cũng bị thương không nhẹ. Người này tuyệt đối qua thập đẳng rồi. Tuy nhiên nhìn qua lại không già, phòng chừng chưa đầy 30 tuổi, lẽ nào anh ta còn giỏi hơn cả thiên tài Sa Thiên này. Sa Thiên có chút không phục nói. Ha ha, cũng không nhất định hơn căn cốt của cậu. Luyện công cũng có bí quyết và đường tắt cùng với vận may. Cái này, có lẽ tên tiểu tử này đã ăn dược liệu gì trên trời đất hay là cái gì đó. Còn có một cách, chính là khai đính quán công. Chính là đem nội khí tinh khiết của bản thân mình thông qua đỉnh cửa trời rót đến đan điền kinh mạch của anh ta. Đương nhiên cách này không thể làm một lần là thành công. Phải một thời gian tương đối dài. Cậu chưa thấy, mấy năm trước chị em tài nhã vẫn là những người con gái bình thường. Đến giờ thì thế nào, các cô ấy tiến triển thần tốc, tài thanh đạt tới tứ đẳng khai nguyên. Còn tài nhã còn lợi hại hơn nhiều, thân thủ không ngờ đã đạt tới lục đẳng rồi. Đây đều là tôi mấy năm qua dùng nội khí của chính mình thi triển khai đỉnh cho họ. Bốn người thi thuật cách này công lực bị tổn thất rất nhiều. Cho nên tiền bối bình thường đều không muốn dùng cách này. Cái này là vì sẽ dẫn đến nguy hiểm cho bản thân. Tôi đương nhiên cũng lo lắng cái này. Sau này đã dùng thủ pháp khéo léo. Trong căn phòng bí mật của chúng ta có một bàn tay lưu lại của lão tổ tông. Sau này sau khi tôi nghiên cứu qua mới phát hiện trong cánh tay bị đông. Cứng kia nào ngờ có nội khí mấy trăm năm của lão tổ bối ẩn chứa trong đó. Trải qua nghiên cứu, lại kết hợp với phương pháp của lão tổ tông, tôi đã đem nội khí này thông qua cơ thể của tôi khai triển mở đỉnh truyền cho chị em tài nhã mới có thể khiến các cô ấy đạt tới cảnh giới như thế. Chỉ tiếc thứ của lão tổ tông để lại cũng có hạn độ, hiện tại thứ quý giá trong bàn tay kia cũng đã tiêu hao hết biến thành phế phẩm rồi. Tông Vô Thu nhếch mép có chút đau lòng. Thật là đáng tiếc, nếu giáo chủ tự mình thu nạp nội khí đó không phải là càng tốt sao? Không chừng đã đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Sa Thiên đau lòng, bắp thịt bên quai hàm đều đang nhảy nhót, trên thực tế thằng này hối tiếc việc tốt thế này sao không đến trên đầu mình mà để chị em tài nhã chiếm được lợi. Ha ha, thứ lão tổ tông để lại hợp với các cô ấy. Cho tôi với cậu đều không được, còn có nguy cơ công kích tổn thất nội khí của bản thân chúng ta, có hại. Bằng không tôi đã dùng lâu rồi. Tông Vô Thu cười, nói. Cho nên tôi nghĩ, chúng ta đi vào trong căn phòng bí mật làm một ít độc tố thôi tình. Tên kia khẳng định không chịu được, tới khi đó muốn ở cùng với tài nhã. Nếu như cơ thể tên kia chịu được thì sau này chúng ta có độc nhân rồi. Tông Vô Thu cười nói. Cậu nghĩ xem, một đàm tiếu tiếu lục đẳng năm đó có thể làm thương một người thập nhất đẳng như tôi. Vậy đổi lại một độc nhân thập đẳng sẽ có thể chiến thắng một cung thu thập nhị đẳng không? Cúa hay, kế này của giáo chủ quá hay, tuy nhiên, cơ thể của tiểu tử kia không chịu được thì sao đây? Chúng ta chẳng phải là, nói thế nào, dùng một câu của người Hoa nói chính là tiền mất tật mang. Sa Thiên tương đối được sủng ái, câu này cũng dám nói trước mặt Tông Vô Thu. Nếu đổi lại là người khác sớm mang đầu đi gặp Diêm Vương rồi. Không nhất định, tiểu tử kia nếu không chịu nổi chỉ có thể trách số anh ta không tốt. Sau khi anh ta hợp thể với tài nhã, cơ thể sẽ bị độc tố được giấu trong cơ thể của tài nhã hại chết. Tuy nhiên,
trước khi chết, Tài Nhã vẫn có thể hấp thu một phần nội khí tinh khiết trong cơ thể của tên tiểu tử kia. Tôi nghĩ, giúp Tài Nhã đột phá đến bát đẳng cũng không có vấn đề gì. Sau đó chúng ta có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù luyện Tài Nhã thành độc nhân. Cậu nghĩ xem độc nhân bát đẳng có phải còn lợi hại hơn Đàm Tiếu Tiếu không? Cung Thu cũng không thể khoa trương như vậy có đúng không? Cũng đến lượt Tam Độc Giáo chúng ta khoa trương rồi. Tông Vô Thu nói đến đây cười ha ha điên cuồng, ầm vang tới mức bốn phía của vách tường đều rung lên. Vậy còn tiểu tử béo tốt kia thế nào? Sa Thiên nói, tên kia có thể đấu với Tượng Sơn một trận, phỏng chừng đạt đến cấp 2, 3 của bát đẳng rồi. Tuy nhiên, cơ thể của Tài Thanh hơi kém một chút. Làm tiểu độc nhân cũng được, kém Đàm Tiếu Tiếu một chút, nhưng vẫn là độc nhân. Nếu như chị em họ cùng đánh, ngay cả Cung Thu cũng phải nghĩ kỹ một chút. Tông Vô Thu hừ nói. Khi nào thì bỏ thuốc độc vào, giáo chủ bỏ thuốc độc nào? Sa Thiên hỏi. Độc Hồng Dâm Vương Sa Thiên là chí dâm trong thiên hạ, lấy nó phun vào căn phòng bí mật. Trong căn phòng bí mật này còn không diễm diễm xuân sắc, Tông Vô Thu này không tin. Tông Vô Thu cười, tay đột nhiên rung lên. Trong tay áo đột nhiên chui ra một con rắn chỉ nhỏ bằng ngón út toàn thân bọc vảy màu hồng. Nó chính là rắn Hồng Dâm Vương, nhỏ vậy. Sa Thiên ngơ ngác nhìn con rắn chỉ vẻn vẹn bằng chiếc đũa, thật khó mà tin được. Nếu không cậu thử coi. Tông Vô Thu cười nhìn Sa Thiên. Đừng, tôi vẫn chưa điên mà muốn chết. Sa Thiên sợ tới mức lui về phía sau một bước. Ha ha, mặc dù nói sẽ sướng, mà chết. Nhưng cũng có thể hưởng thụ những thứ cực khoái của nhân gian, như tỉnh như tiên, thứ hương vị mê hồn này, chẳng lẽ cậu lại không muốn? Tông Vô Thu thản nhiên cười nói. Tôi vẫn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này để ngắm mặt trời ngày mai. Sa Thiên kiên quyết lắc đầu. Vậy được rồi, đành trông cậy vào hai tên tiểu tử. Tông Vô Thu đột nhiên vụt tắt nụ cười, vung tay, con rắn Hồng Dâm Vương nằm bò trên vách tường. Tông Vô Thu giơ tay điểm điểm vẽ vẽ trên người con rắn, sau đó con xà vương há chiếc miệng nhỏ, nhắm đúng trên vách tường được lắp đặt đặc biệt, bắt đầu phun khói độc phun ra không ngờ cũng là khói độc màu hồng. Cậu đừng xem thường con rắn nhỏ như vậy, tôi phải bỏ ra rất nhiều công sức, hao mòn tâm sức. Mấy chục năm huấn luyện, chất độc phun ra trong cơ thể của nó còn nhiều hơn một bình dịch hoa khí. Bởi vì, xâm độc của mấy chục năm toàn bộ bị tôi dùng nội khí nén ép trong cơ thể của nó. Một khi đã phát tác, chí dương chí dâm. Tông Vô Thu cười khan một tiếng. Căn phòng bí mật này, mẹ kiếp, thiết kế quá tinh xảo, không tìm được một lỗ hổng nhỏ nào. Diệp Phàm, xem ra hôm nay chúng ta thật sự phải chết cùng ngày rồi. Vương Nhân Bảng nhún vai, thằng này còn tương đối, lưu manh. Anh em tốt nên như vậy mà. Diệp Phàm tỏ ra rất thoải mái gõ gõ trên vách tường, chốc chốc lại nằm sấp dùng sóng khí dò xét. Tuy nhiên hình như không có nhiều tác dụng, không ra kết quả. Không đúng, có vẻ kỳ lạ. Lúc này, Vương Nhân Bảng hít hà mũi, kêu lên. Tông Vô Thu thi triển đốc khí công rồi, ôi, hai người chúng ta xem ra xong đời rồi. Diệp Phàm nghe thấy được, thở dài nhìn Tài Nhã đang núp trong chăn trên giường, hừ nói. Tôi không hiểu Tông Vô Thu bắt hai chị em cô làm gì. Tuy nhiên, tôi tin chất độc này rất mạnh. Tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện tốt đẹp gì. Hôm nay bốn người chúng ta chắc sẽ đều, ngã, ở đây. Chết thì chết, dù sao hai chị em tôi cũng không muốn sống. Nếu không luôn có ý nghĩ hy vọng có thể lại nhìn thấy người nhà, chúng tôi đã tự sát từ lâu rồi. Điều đáng hận là không thể khiến lão tặc Vô Thu này chết băm cho rắn ăn. Tài Nhã đột nhiên ngồi dậy, hung hăng mắng. Đúng vậy, các anh không hiểu được chúng tôi đã trải qua những ngày như thế nào. Mặc dù nói ngày ngày cá thịt cái gì cũng có. Tuy nhiên, Tông Vô Thu thường cách một khoảng thời gian đều đem chúng tôi đến một mật thất luyện tà công gì đó. Hơn nữa, đưa ra một bàn tay gầy guộc ép chúng tôi đi lấy để nắn. Sau đó, ông ta dùng bàn tay đó ấn lên đầu chúng tôi, một dòng lửa nóng từ đỉnh đầu tràn vào. Cảm giác đau đớn này, sống không bằng chết. Tài Thanh mắng. Lão khốn kiếp mãi không chết này, ngày ngày đều tra tấn chị em tôi như vậy. Trước mặt mọi người còn tỏ ra sủng ái chúng tôi như vậy. Bàn tay trống trên đầu các cô, còn lửa nóng, chẳng lẽ là đang thi triển một loại võ thuật bí hiểm? Diệp Phàm ấp úng nói. Có vẻ giống việc rót vào đầu trong truyền thuyết. Vương Nhân Bảng nói, liếc nhìn Tài Thành một cái, hỏi.
Tôi thấy cô thân thủ cũng phải đạt tới tứ đẳng, trước kia có phải các cô từng luyện qua? Không có, thế nhưng từ khi bị tên tặc tử Tông Vô Thu này bắt về, mấy năm trôi qua chúng tôi mới phát hiện bản thân mình không ngờ lợi hại vậy. Có khi đang tức giận, một cước có thể làm vỡ một khối đá mỏng. Chị lợi hại hơn một chút, có lần không cẩn thận lại có thể đạp vỡ một khối đá. Còn có một lần, một người vợ lẽ của Tông Vô Thu đánh nhau với chị tôi bị một cước của chị tôi đánh chết. Về sau chúng tôi không nhìn thấy bà ta nữa, phỏng chừng bị Tông Vô Thu mang đi làm mồi cho rắn rồi. Tài Nhã vả vào miệng nói. Chẳng lẽ là mẹ đẻ của Tông Lạc? Diệp Phàm vẻ mặt khinh ngạc. Không rõ lắm. Tài Nhã lắc lắc đầu. Chương 2424, cắm sừng. Đại ca, anh có cảm thấy toàn thân nóng ran không? Vương Nhân Bàng khuôn mặt có chút đỏ, muốn cởi quần áo. Không phải rất nóng mà là nóng tới mức chịu không nổi. Chẳng lẽ độc này là dục độc? Diệp Phàm nói, liếc nhìn hai chị em một cái. Hai người các cô không cảm thấy gì sao? Vương Nhân Bàng hỏi. Ừ, chúng tôi cũng nóng đến nỗi không chịu nổi. Cảm giác rất ngứa, toàn thân đều rất khô nóng. Tài Thanh khỏa thân, đôi chân không tự chủ được động chạm vào nhau, động tác này rất mê người. Xong rồi, chúng ta không thể giữ được khí tiết tuổi già rồi. Vương Nhân Bàng lúc này không ngờ còn có tâm trạng đùa giỡn, Diệp Phàm thậm chí còn hoài nghi người này có phải vẫn chưa trưởng thành hay không. Không có tim không có phổi như vậy. Tông Vô Thu đem hai ái thiếp của mình tặng cho hai tên hại mặt chúng ta, lẽ nào lòng dạ ông ta lại tốt như vậy, để chúng ta làm quỷ phong lưu dưới chiếc váy màu quả lựu? Diệp Phàm hỏi, có thành quỷ hay không tất cả dựa vào bản thân các ngươi, sung sướng phải chết cũng thong dong. Không chết thành độc nhân thì càng thong dong. Tông Vô Thu ở bên ngoài hừ lạnh một tiếng. Bọn họ bắt đầu có cảm giác rồi, hồng xà quả là lợi hại. Sa Thiên thở dài. Khẳng định có mục đích, hay là đây cũng là một loại pháp môn luyện công? Vương Nhân Bàng nói. Tám phần là vậy, chẳng lẽ là muốn lợi dụng hai người chúng ta tương trợ các cô ấy luyện thành cái gì? Bằng không, Tông Vô Thu tìm hai chị em cô ấy làm cái gì? Diệp Phàm hừ nói, vẫn cố gắng kìm nén không nghĩ đến cái kia của người con gái. Lúc chúng ta không xong thì dứt khoát tự kết liễu, cũng không thể để cho Tông Vô Thu toại nguyện. Vương Nhân Bàng đột nhiên hừ lạnh nói, rút nhu cực đao ra, nội khí xuất ra, trên lưỡi đao chút đao khí co duỗi, chỉ cần kéo vẽ một cái có thể kết liễu mình rồi. Cậu định làm gì, đặt xuống. Một cái tát của Diệp Phàm làm rơi nhu cực đao, vẻ mặt nghiêm túc nói. Người anh em, có chết cũng phải giết chết hai ái thiếp của Tông Vô Thu trước, tôi không tin hai chúng ta lại phải chết nhanh như vậy. Con kiến còn ham sống huống chi là chúng ta. Chưa tới cửa ải cuối cùng chúng ta đã từ bỏ rồi. Ông trời có giết chúng ta hay không thì phải xem ý trời. Tôi đâu có tự sát dễ dàng như vậy. Ít nhất cũng phải, hạ gục, Tài Thanh mới được. Người anh em, Tài Nhã là của anh. Chúng ta chết cũng phải chết cho sung sướng, chết phóng khoáng, chết cũng phải cắm hai cái sừng cho Tông Vô Thu. Tôi nhổ vào con chó Tông Vô Thu, ông khẳng định nghe thấy. Vương Nhân Bàng to tiếng mắng, bằng một tiếng. Toàn thân quần áo tung bay, lộ ra một cơ thể cường tráng. Cơ thể của thằng này rất vạm vỡ, có thể làm phụ nữ động lòng. Còn giờ khắc này Tài Thanh vừa nhìn thấy tâm xuân đã lay rộng. Lập tức đôi mắt xinh đẹp như có thể nhỏ ra máu. Ừ, cả thân thể Tài Thanh cũng lộ ra màu đỏ, cô cũng không nhịn được nữa, bước một bước dài, giang rộng cánh tay, cô ấy đột nhiên ngã vào lòng Vương Nhân Bàng, ôm lấy anh ta hét lớn. Nhanh, nhanh lên! Tôi nóng lắm rồi. Nóng, cô nóng tôi cũng nóng, nóng chết mất, mẹ nó chứ. Vương Nhân Bàng miệng hét, cũng khống chế không nổi mình, hơn nữa bị thân thể nóng rực của Tài Thanh chạm vào, lập tức chút lý trí cuối cùng kia cũng bị, lửa nóng, thiêu rụi. Giằng co vài cái, thằng này thuần thục lột sạch quần áo của mình. Mật thất này lại không chỉ có một phòng. Vương Nhân Bàng ôm lấy Tài Thanh chui vào một căn phòng khác, xoay tròn một cái, hai người lăn trên giường. Lập tức oanh thanh du dương, kiều gáy sóng gợn, hai người hừng hực đâm vào nhau điên cuồng, khi tách khi hợp. Diệp Phàm càng hung bạo hơn so với Vương Nhân Bàng, dương cương, thái tuế, còn sót lại trong cơ thể hắn bị đốt cháy, thêm cả chất còn lưu lại của lão mãng huyết mấy trăm năm kia cũng giúp vui. Đây là sự dung hợp của nhiều yếu tố, cho dù là công lực kinh người của Diệp Phàm, nhưng dâm độc của hồng xà chí dâm thiên hạ đang bốc lên không ngừng, Diệp Phàm hai mắt đỏ tươi.
từng bước một đến chỗ cô nương Tài Nhã đang co quắp thành hình tròn trên giường. Lốp bốp, Tài Nhã càng nóng hơn, chiếc chăn quấn trên người đột nhiên bị cô ném bay ra một góc của căn phòng bí mật, cả người nằm nghiêng trên giường. Toàn thân cô trướng lên, càng ngày càng đỏ, dáng người cao gầy, ngọn lửa kia bạo phát cực đại, cộng thêm cả làn da nõn nà trắng hơn cả bắp cải. Còn có thứ ẩn trong đám cỏ thơm đang che đậy kia. Một ít độc tồn trữ trong cơ thể Tài Nhã giờ phút này cũng bị độc của Hồng Xà đốt lên, đầu lưỡi cô cuồng loạn co duỗi. A! Một tiếng rú của Diệp Phàm giống như tiếng rú của loài sói, quan sát thêm màu đỏ tươi trong mắt Diệp Phàm giống như của một con hổ đói khát nhìn chú dê nhỏ đáng thương. Hai cỗ lửa nóng cuối cùng cũng va chạm vào nhau, phát ra tia lửa kỳ lệ, dương cương, thái tuế, dung hợp hoàn hảo với thân thể thiên độc tuyệt thế của Tài Nhã. Dương cương này không những nuốt lấy chất độc trong cơ thể của Tài Nhã, hơn nữa giống như rất hứng thú hút chất độc trời sinh trong cơ thể Tài Nhã. Như dòng sông lớn đang hút tia nước nhỏ. Vạn xuyên trung quy hoạt, Tài Nhã cảm thấy giờ phút này cả tinh thần và thể xác đặc biệt hưng phấn, giống như một quả cầu lửa còn đang bị thiêu đốt hôi hổi trong lửa. Tiếng rú như sấm của Diệp Phàm làm chấn động căn phòng bí mật, trong đó còn kèm theo tiếng kêu đau từ cơ thể quyến rũ của Tài Nặc. Trên giường loang lổ Lạc Hồng, hai thân thể nóng rực như cỗ lửa còn đang cuồng loạn va chạm vào nhau. Thích đấy nhỉ? Sa Thiên vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào màn hình lớn hừ lạnh nói. Càng thích càng tốt, điều này chứng minh có thể làm cho hai người họ dung hợp một cách hoàn mỹ. Tông Vô Thu sắc mặt không chút thay đổi nói. Giáo chủ, tiểu tử kia đặc biệt hưng phấn, giống như uống thuốc xuân, không ngờ gàn bướng, chiến, lâu như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ độc thể của Tài Nhã, thân thể độc của cô ấy trước đây chính người cũng không dám nhúng chàm. Sa Thiên nói, kỳ thật người này có chút ghen ghét. Đối với thân thể tuyệt thế của Tài Nhã, chưa có người đàn ông nào không động lòng. Sa Thiên là một gã đàn ông, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều Tài Nhã là người đàn bà giáo chủ sủng ái, Sa Thiên chỉ có thể nhung nhớ chứ không thể động thủ. Giờ rõ ràng bị Diệp Phàm lượm lấy dễ dàng, Sa Thiên tự nhiên trong lòng nổi ghen rồi. Để cho bọn họ hưng phấn đi, tuy nhiên, tôi đoán chừng có hai kết quả. Kết quả thứ nhất chính là tên tiểu tử này không chịu nổi Tài Nhã cùng với độc của Hồng Xà. Tài Nhã mặc dù nói từng được tiếp xúc với nội khí trong bàn tay của lão tổ tông, thêm cả nội khí thuần khiết của tôi, khiến cô ấy trong vài năm ngắn ngủi đạt đến cảnh giới lục đẳng, thế nhưng, đây không phải là tự thân cô ấy luyện ra được, kết quả dẫn đến một loại ngoại lực cưỡng ép. Hơn nữa, Sa Thiên, tam độc giáo lấy độc lập nghiệp. Cậu nói xem, trong bàn tay của lão tổ tông có cái gì hay ho? Tông Vô Thu đột nhiên cười kỳ quái. Chẳng lẽ trong bàn tay của lão tổ tông cũng ngậm kịch độc? Sa Thiên hỏi, trong lòng không khỏi rùng mình, tự nhủ may mà mình không động vào. Ha ha, lão tổ tông khi còn sống công lực đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết rồi, so với công lực của tôi thì cao hơn nhiều. Lúc ấy lão tổ tông đã đem toàn bộ nội khí ép trên bàn tay này, chính là vì để truyền cho người đời sau, có thể chịu được độc kình của bàn tay này. Mà tôi đã thử qua, khi đó chỉ nạp một chút đã không chịu nổi. Nếu tiếp tục hút đảm bảo sẽ tan xác. Mà thân thể của Tài Nhã là cơ thể thiên độc, là trời sinh. Nội khí trong lòng bàn tay của lão tổ tông chẳng những bị cô ấy hấp thu, hơn nữa nội độc mà lão tổ tông ngưng tụ trong vòng hơn 100 năm cũng đã bị cô ấy hấp thu rồi. Cậu nghĩ xem, lão tổ tông của chúng ta mấy trăm năm trước đã sống hơn 100 tuổi, cả đời rất nhiều loại độc đáng sợ được tích tụ và tinh luyện. Tất cả độc trong cơ thể tôi đã luyện mấy chục năm nay không ngờ còn không chống đỡ được 1% độc trong bàn tay của lão tổ tông. Nhưng Tài Nhã rất may mắn, tất cả đều bị cô ấy lấy đi rồi. Tuy nhiên, Tài Nhã sau này dần dần bị độc của lão tổ tông đồng hóa rồi. Nội trong 10 năm Tài Nhã sẽ tự nhiên biến thành một độc nhân. Căn bản mục tiêu của tôi là vậy. Tôi đoán chừng Tài Nhã sau khi tiêu hóa hoàn toàn nội khí và độc trong bàn tay lão tổ tông sẽ đạt tới thập đẳng. Một độc nhân thập đẳng sẽ đáng sợ cỡ nào? Xem ra lão già cung thu mãi không chết kia cũng phải sinh lòng kiêng kỵ. Chỉ có điều cái này cần thời gian, tên này đến đây lại giúp sự việc có thể diễn ra sớm hơn. Nếu độc của Tài Nhã không thể đầu độc anh ta thì anh ta sẽ là độc nhân đầu tiên của Tông Vô Thu tôi, hơn nữa còn là độc nhân thập đẳng. Đến lúc đó Đàm Tiếu Tiếu là cái gì chứ? Độc nhân này của tôi một trưởng là có thể giải quyết cô ấy. Tông Vô Thu nói đến đây. Hai mắt nhìn chằm chằm màn hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở lên khó coi.
sau đó lại sờ cằm, bộ dạng như thoáng chút suy tư. Giáo chủ, người sao vậy, chẳng lẽ có gì khác thường? Sa Thiên hỏi. Quái, tên tiểu tử có vẻ vừa mới đến thập đằng. Tuy nhiên, vừa rồi sau khi cùng với Tài Nhã hợp thể, cậu xem hai người họ giống như đều có thu hoạch. Tài Nhã không ngờ đột phá đến giai đoạn lục đẳng một cách khác thường. Mà trên người tên kia đột nhiên tràn ra rất nhiều khí nội tức mang độc. Tình trạng này, nếu người này còn sống sót xem ra đã đột phá cấp 2 của thập đẳng, cũng chính là cảnh giới của tiệt lưu rồi. Rốt cuộc là cái gì thúc đẩy anh ta có thể đột phá, Tài Nhã đột phá cái này là bình thường, anh ta cũng đột phá theo, cái này quá bất thường. Chẳng lẽ đã phát sinh điều gì khác thường? Tông Vô Thu nói. Hay đây là biểu hiện khác thường của tên tiểu tử kia khi không chịu đựng được muốn nổ tan xác, ngay cả khi thân thể của người luyện võ công khi không chịu đựng nổi, cũng giống như hồi quang phản chiếu của người trước khi chết, sẽ xuất hiện một vài hiện tượng kỳ lạ. Người này, tôi thấy dấu hiệu rất giống của người trước khi nổ tan xác. Tuy nhiên, giáo chủ, anh ta chết hay không không quan trọng. Khi nổ tan xác có đả thương Tài Nhã hay không? Cao thủ thập đẳng nổ tan xác thực sự là rất kinh người, tuyệt đối không kém việc ném một bom tấn mấy trăm cây di tử trong không trung xuống. Sa Thiên có chút bận tâm nói. Cậu sợ là anh ta đả thương Tài Nhã sao? Tông Vô Thu nói. Nếu không, nghĩ cách làm ít thuốc độc đưa vào trong làm cho anh ta hôn mê rồi cứu Tài Nhã ra ngoài. Tuy nói cô này về sau không thể là ái thiếp của giáo chủ rồi, nhưng cô ta sẽ biến thành độc nhân thủ hạ của người. Sa Thiên nói. Việc còn chưa kết thúc, tôi hy vọng có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Nếu như Tài Nhã có thể không chết, mà người kia lại luyện thành độc nhân, Tông Vô Thu ta đồng thời giành được hai độc nhân. Cung thu thì là cái gì cơ chứ, ha ha ha. Tông Vô Thu nói đến chỗ cao hứng lại phá lên cười, hiện ra bản sắc kiêu hùng. Giáo chủ, độc nhân này toàn thân toàn là độc, mang theo bên người không thuận tiện, nếu không cẩn thận ngộ thương, bản thân chúng ta không phải là phiền phức sao. Hơn nữa nghe nói độc của độc nhân là độc sau khi tinh luyện. Độc công chúng ta thi triển chỉ là thứ hàng sơ chế. Có chút giống sự khác biệt giữa hàng hiệu và hàng ngoài vỉa hè. Nếu như bị nhiễm phải thì thật đúng là phiền toái. Sa Thiên có vẻ hơi lo lắng hỏi. Chương 2425, biến cố bất thình lình. Sa Thiên, đây là sai lầm về mặt nhận thức và lý giải của cậu. Kỳ thật tại sao gọi là độc nhân, đó là vì sau khi luyện thành công, độc sẽ tập hợp thành nọc độc ở trong đan điền của cơ thể họ. Giống như trong cơ thể cậu tái sinh thành đan điền độc có thể đựng nọc độc, giống với túi độc của độc cầu xà, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà bình thường nọc độc được giấu trong đan điền độc, bên ngoài cơ thể độc nhân lại không có độc, ngay cả sau khi bị cậu giết chết, ăn thịt của anh ta cũng không sao, chỉ cần không làm vỡ túi độc là được. Tông Vô Thu nói. Thế nếu như chúng ta cũng có thể luyện ra đan điền độc không phải là cũng giống nhau sao? Sa Thiên hỏi. Không hề giống nhau. Tông Vô Thu khoát tay, nói. Để luyện thành đan điền độc, phải có thân thể có thể kháng mọi loại độc. Cái này chỉ có độc nhân mới có thể làm được, nếu như chúng ta đem đan điền độc của độc nhân chuyển lên người chúng ta, cậu vẫn là vô dụng. Bởi vì, nếu như khi cậu dùng nọc độc của đan điền độc đi công kích kẻ thù, nọc độc kia chẳng phải là phải đi qua kinh mạch trên người chúng hai chúng ta à? Kinh mạch của chúng ta căn bản là không chịu nổi thứ độc lợi hại do đan điền độc tinh luyện ra. Cho nên tự thân chúng ta khó bảo toàn tính mạng huống chi là thi triển độc công. Mà cơ thể độc nhân có thể chất đặc thù, có thể chống lại những cái này. Cho nên bản thân họ không việc gì, mà nọc độc lúc không công kích, cơ thể họ cũng không tồn tại nhiều độc chất. Cho nên cũng sẽ không làm tổn thương đến cơ thể của chúng ta. Tại sao khi vương xà hổ mang phun độc lại đáng sợ, chúng ta không phải cũng thịt của nó à? Thịt của nó cũng không có độc, hơn nữa hương vị tương đương với mỹ vị. Xem ra, độc nhân này thật sự rất có ích. Sa Thiên trên mặt hiện ra một sự hâm mộ. Tuy nhiên, giáo chủ, làm thế nào để độc nhân trung thành với chúng ta? Nếu họ có lòng phản nghịch chúng ta không phải bận rộn vô ích rồi. Hơn nữa lại là nạn nhân. Cái này không phải lo lắng. Phương pháp của lão tổ tông rất có hiệu quả. Độc nhân mặc dù độc nhưng họ phải dựa vào chúng ta mới có thể sinh tồn được. Chúng ta được xưng là độc giáo. Đến lúc đó tự có độc pháp khống chế họ. Sự vật của thế giới tự nhiên tồn tại đều có tính tương đối. Vật đứng đầu ắt sẽ có vật khác đến hàng cậu. Độc nhân đối với bên ngoài mà nói rất đáng sợ.
nhưng chỉ cần chúng ta khống chế được bọn họ, cũng không có cái gì đáng sợ. Đương nhiên cái này chỉ là đối với độc nhân chúng ta tự luyện ra mới được. Bằng không, tại sao Đàm Tiếu Tiếu lại chỉ trung thành với cung thu chúng ta không làm gì được cô ta? Đó là bởi vì phương pháp khống chế độc nhân của mỗi người không giống nhau. Đối với phương pháp khống chế Đàm Tiếu Tiếu, chỉ có cung thu nắm được. Cậu không biết được phương pháp này, đương nhiên không khống chế nổi Đàm Tiếu Tiếu. Tông Vô Thu thản nhiên cười nói có vẻ thần bí. Tôi thấy bọn họ sung sướng cũng đủ rồi, có phải giờ phải áp dụng phương pháp của lão tổ tông để luyện bọn họ? Sa Thiên hỏi. Ha ha ha, không sai. Tông Vô Thu cười, đột nhiên nghiêm mặt, giơ tay móc từ trong túi một cái hộp tinh xảo. Chỉ thấy Tông Vô Thu giơ cao cái hộp để trên bàn, Tông Vô Thu kiêu ngạo này lại khom lưng bái lại cái hộp rất thành kính. Sa Thiên đương nhiên cũng không ngoại lệ, vội vã quỳ xuống theo. Sau đó, Tông Vô Thu mở chiếc hộp ra. Sa Thiên lén liếc nhìn một cái, quả là một bàn tay. Bàn tay đoán chừng niên đại đã lâu, cho nên lớp thịt bên ngoài đã hơi khô, giống như một bàn tay bị hong gió. Nhưng so với loại thịt sấy thì có vẻ có một vài hoạt tính. Bàn tay có hơi hướng màu tím, tuy nhiên trên bàn tay lông lộ ra rõ mồn một. Xem ra bảo được bảo quản rất tốt. Đây chính là bàn tay của lão tổ tông, nơi có thể cất giữ toàn bộ độc công nội khí thuần khiết của lão tổ tông. Nghe nói độc nhân này cũng là được tương truyền theo từng thế hệ, chỉ có bàn tay của lão tổ tông mới có thể khiến độc nhân tâm phục. Mà Tông Vô Thu ta đã có được pháp môn của lão tổ tông, hai độc nhân này, khắp thiên hạ chỉ có Tông Vô Thu này mới có thể chỉ huy. Toàn thân Tông Vô Thu thế khí đại phát, ông ta không phát hiện, trong mắt Sa Thiên mịt mở hiện lên một tia tham lam. Mở lớn động thâu khí này hơn một chút. Lúc này Tông Vô Thu nói với Sa Thiên. Sa Thiên vội đứng lên, xoay tròn một cái chốt trên vách đá. Tiếng chiếp chiếp vang lên, lỗi thông khí đến mật thất của Diệp Phàm đã lớn hơn chút ít. Tông Vô Thu cầm lấy bàn tay, toàn thân như quả bóng cao su thổi phồng, quần áo đều phồng lên. Nét mặt mặt già nua của Tông Vô Thu kia chướng đỏ lên, không ngờ dần biến thành màu tím thanh. Dường như ánh sáng màu tím thanh trên mặt khuếch tán ra mờ nhạt, khiến cho Tông Vô Thu thoạt nhìn vô cùng đáng sợ và dữ tợn. Mà bàn tay khô xác kia trong lúc đó giống như tràn đầy sức sống, dùng mắt trần có thể nhìn thấy nó phát triển to dần lên. Cơ thịt khô xác và làn da bắt đầu trở lên bóng loáng, dường như trong nháy mắt bàn tay này sống trở lại. Đây là nội khí của tôi đã dung hợp pháp môn của lão tổ tông khiến bàn tay này tràn đầy sức sống, tuy nhiên, lần này một khi đã luyện thành, bàn tay của lão tổ tông cũng sẽ bị bọn họ tiêu hóa hết hoàn toàn. Mà thay thế chính là bàn tay này của Tông Vô Thu tôi. Bàn tay này của Tông Vô Thu tôi chính là phép màu duy nhất khống chế hai độc nhân. Chỉ cần một thủ thế của ta có thể đưa họ vào chỗ chết. Cho nên độc nhân không đáng sợ, đáng sợ chính là khống chế độc nhân. Tông Vô Thu hừ lạnh một tiếng, giơ tay trái lên. Thời gian dần trôi qua, trên thái dương của Tông Vô Thu toát ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu tương, toàn thân đều đang run sợ. Dần dần run sợ biến thành run rẩy như sốt rét, vẻ mặt của Tông Vô Thu càng đáng sợ hơn, cơ thể từng khối lồi lên, hình như ngay cả mũi, miệng đều lệch vị trí. Đúng lúc này Tông Vô Thu chưa phát hiện, trong mắt của Sa Thiên hiện lên một âm mưu mờ mịt. Bằng! Bàn tay phát tím kia bị Tông Vô Thu từ trong động dùng nội khí khống chế tới bay tới phía Diệp Phàm một cách chuẩn xác. Bàn tay treo lơ lửng trong không trung giữa Diệp Phàm và Tài Nhạ, sau đó bàn tay mở ra trên đầu hai người. Hơn nữa trong quá trình xoay tròn, trên bàn tay tỏa ra một ít chất khí màu tím thanh. Khí này không ngừng bay xuống từ bàn tay, không lâu sau bao phủ khắp người Diệp Phàm và Tài Nhạ. A, a, Diệp Phàm và Tài Nhạ đột nhiên cảm thấy đau nhức một hồi. Trong đầu giống như bị người đâm cho vài cái. Cảm giác toàn thân thật sự rất nóng, dường như cơ thể đang khuếch đại, muốn nổ tung. Mà sương mù màu tím tràn ra càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng đậm. Dường như có cả những giọt sương nhỏ màu tím xuất hiện trong sương mù màu tím. Mà Tông Vô Thu giờ khắc này toàn thân đều đổ mồ hôi, toàn bộ áo khoác đều ướt đẫm. Nhưng đôi mắt của Tông Vô Thu đột nhiên chuyển thành màu xanh lục đáng sợ. Giống như một con sói hoang dùng ánh mắt như đèn pha kiếm ăn trong đêm hôm khuya khoắt. Sa Thiên biết, ông ta cũng đến thời khắc mấu chốt rồi. Sương mù màu tím liên tục nhộn nhạo lắc lư ở trên người Diệp Phàm và Tài Nhạ, không lâu sau, xoáy tròn một cách có quy luật, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị.
Đúng lúc này chuyện kỳ lạ xảy ra. Diệp Phàm trên người hình như phát sinh sự khác thường. Hắn tựa hồ bị kìm nén quá lâu, đột nhiên há miệng, lực hút trong miệng cuồng bạo xuất ra một dòng vô cùng lớn, rõ ràng nuốt vào miệng toàn bộ xương màu tím mang theo cả những giọt xương nhỏ màu tím. Tông Vô Thu vừa nhìn thấy lập tức nóng nảy, vừa phát lực, cơ thể khẽ động, bàn tay đột nhiên xoay một vòng tròn, giống như một chiếc máy hút bụi treo lơ lửng trong không trung hướng về phía cơ thể to lớn của Diệp Phàm ra sức mà hút. Xì xì. Sương mù màu tím bị Diệp Phàm nuốt vào trong lại bị bàn tay cứng rắn rút một ít từ trong miệng ra, sương mù sôi trào trong không trung như dao long ra biển, tuy nhiên sau đó Diệp Phàm dường như cảm thấy được, thằng này kêu to một tiếng, sương mù màu tím kia lại bị hắn nuốt vào. Sao lại thế này? Tông Vô Thu gầm rú một tiếng, toàn thân giật đùng đùng một hồi. Quần áo đột nhiên bị âm thanh vang dội này làm bay hết đi. Sa Thiên, hộ pháp cho tô. Tông Vô Thu kêu lên một tiếng, Sa Thiên vừa thấy vội đứng thẳng người quan sát xung quanh. Thân thể của Tông Vô Thu dần dần biến thành màu đỏ, nội khí từ trong lòng bàn tay ép ra bắn vào trong lòng bàn tay như suối phun. Mà cơ thể của Tông Vô Thu không ngờ dùng mắt thường có thể thấy trương phình lên với tốc độ nhanh chóng. Trái lại khuôn mặt dường như già đi không ít, phát hiện máu trên mặt đột nhiên bị rút cạn. Lúc này... Sa Thiên biết Tông Vô Thu đang ép nội khí thuần khiết nhất trong đan điền ra ngoài để có thể khống chế bàn tay trong mật thất thực thi lực phản chế, hoàn thành việc khống chế phản kháng di truyền của độc nhân. Tuy nhiên điều khiến Tông Vô Thu không nghĩ đến chính là toàn bộ khí nội độc bản thân mình ép ra đều bị Diệp Phàm nuốt vào. Tiểu tử này giống như một máy hút độc, không ngờ không sợ cơ độc trên bàn tay cùng với độc thuần khiết Tông Vô Thu ép ra. Hai bên giằng co, Tông Vô Thu bị ép buộc bất đắc dĩ. Đành phải liên tục ép ra nội khí tương trợ cái bàn tay kia. Bởi vì hễ ông ta vừa thoát lực, bàn tay kia liền có nguy cơ mất đi sự khống chế. Hai tiếng trôi qua, Tông Vô Thu sắc mặt trở nên ngày càng tái nhợt. Cơ thể to lớn cũng dần bị rút nhỏ đi. Còn khuôn mặt trở lên nhỏ hơn, dường như chỉ còn lớp da dán trên xương mặt. Sa Thiên kinh ngạc phát hiện mũi của Tông Vô Thu dường như cũng bị rút nhỏ đi không ít. Nếu cứ tiếp tục làm như vậy phỏng chừng ngay mũi cũng sẽ không còn nữa. Đúng lúc này, bên cạnh giường như có tiếng động sắc bén, Tông Vô Thu quay đầu lại nhìn, hét lớn. Sa Thiên, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ ngươi không cần thuốc giải nữa? Tuy nhiên, quá muộn rồi. Sa Thiên lấy một cây mã tấu dày, chém lên lưng Tông Vô Thu một cách tàn nhẫn. Ung oang một tiếng. Trên lưng Tông Vô Thu phun ra một dòng máu. Đây là một đao hoàn mỹ nhất của một cao thủ cửu đẳng đại viên mãn Sa Thiên. Tông Vô Thu mặc dù nói là thập nhị đẳng đại viên mãn nhưng hao hết nội khí giờ phút này cũng chịu không nổi. Tuy nhiên sau đó vang lên một tiếng thình thịch lớn. Sa Thiên vừa chém xong lập tức bỏ chạy, vừa mới tới cửa đã bị Tông Vô Thu cho một chưởng tàn nhẫn. Cả người kêu thảm thiết bay đến bên ngoài cửa động, không trung không ngừng chảy xuống một dòng máu tươi, mà Tông Vô Thu không thèm liếc nhìn anh ta một cái. Chuyển trưởng lại hướng đến bàn tay trong mật thất. Ầm, một tiếng nổ vang, bàn tay đột ngột nổ tung khác thường, lập tức một làn sương mù lớn màu tím dâng lên trong mật thất. A, Diệp Phàm trong mơ hồ mở rộng miệng, nuốt toàn bộ sương mù màu tím trong mật thất hít vào trong bụng như rắn nuốt voi. Mà Tông Vô Thu vốn dựa vào bí thuật đã thiết lập chút quan hệ với bàn tay, giờ phút này cảm giác sau cơn đau nhói như mũi khoan đâm vào tim, liền mất đi thứ quan hệ kia. Ngươi phá hỏng việc tốt của lão phu, tiểu tử, Tông Vô Thu ta phải lọc ra uống máu của ngươi. Tông Vô Thu bộc lộ ra ngoài đôi mắt đỏ hơn, hét một tiếng phẫn nộ, trong miệng phun ra một dòng máu tươi như suối. Lập tức cả người héo đi. Chương 2426, lại sinh rủi ro. Ha ha ha, Diệp Phàm điên thật rồi, la hét điên cuồng, đột nhiên miệng há ra, dưới sự tác động của nội khí. Một làn khói màu tím bị Diệp Phàm thi triển sóng âm công kích ép thành một dòng theo lỗ thông khí trong động cứ thế mà ra. Bằng một tiếng, phát bắn chuẩn xác làm Tông Vô Thu bị thương nặng. Thình thịch, Tông Vô Thu không ngờ bị miệng khí màu tím này của Diệp Phàm đánh trúng đập trên vách tường, lão già này trong mắt rỉ máu. Ông ta hung dữ liếc nhìn Diệp Phàm trong căn mật thất, lẩm bẩm. Lẽ nào đây chính là độc của độc nhân? Sau khi nói xong Tông Vô Thu không phân vân. Biết độc nhân này không phải là người đang bị thương như mình bây giờ có khả năng chống lại, rồi nhảy dựng, từ trong cửa động xuyên ra mất tung tích. Đó là bởi vì Tông Vô Thu đã bị trọng thương. Vừa rồi Diệp Phàm được như ý đấy là vì Tông Vô Thu đã thoát lực.
hơn nữa lực dội lại của bàn tay khiến cho ông ta bị trọng thương. Nhưng khống chế lại khiến tâm thần ông ta bị tổn thương, hơn nữa dưới một đao của Sa Thiên, Tông Vô Thu không thể không chạy trốn trước, phỏng chừng về mật thất phục hồi chấn thương. Tông Vô Thu vừa chạy, lại có một bóng đen tiến vào, không phải Sa Thiên thì là ai? Người này tình trạng cũng không khác gì, sắc mặt nhợt nhạt, trên mặt toàn là máu. Vừa rồi Tông Vô Thu xuất ra một trưởng thiếu chút nữa lấy đi mạng của người này. May mà anh ta chạy nhanh. Mẹ kiếp, cái lão già này nội khí đều kiệt quệ rồi nào ngờ lực còn lợi hại thế này. Lợi hại, cửu đẳng này thát không phải một cửu đẳng có khả năng chống cự. Sa Thiên tự nói một câu, nhìn Diệp Phàm trong mật thất, trầm tư một hồi, nói. Nếu như Sa Thiên tôi có thể chống cự lại tên tiểu tử này thì thế giới rộng lớn này là của Sa Thiên tôi. Tam độc giáo không chừng cũng là của Sa Thiên tôi. Tông Vô Thu phải vài năm nữa mới có thể hồi phục, lão già này chạy còn nhanh hơn thỏ. Ha ha ha. Ha ha, Sa Thiên, tam độc giáo này còn chưa tới phiên anh vung tay múa chân. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên một tiếng cười lạnh thản nhiên truyền đến. Tông Lạc, sao lại là anh? Sa Thiên bị dọa đến kinh hãi, người nhanh chóng dựa trên vách tường, cầm sẵn đao trong tư thế có thể tiến công bất cứ lúc nào. Tại sao lại không thể là tôi? Tông Lạc nói, bước dài điềm tĩnh tiến vào, anh ta liếc nhìn trong mật thất một cái, cười nói. Lão già bị cậu chém cho một đao không chết, tuy nhiên cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Mà Sa Thiên cậu xem ra cũng bị lão già cho một trường cũng chỉ còn nửa cái mạng. Thế nào, Sa Thiên chịu thua hay không? Sau này cậu chính là thủ hạ của Tông Lạc tôi. Dựa vào anh, ha ha ha. Sa Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười phá lên. Buồn cười sao? Tông Lạc lúc này không ngờ bình tĩnh vô cùng, nhìn Sa Thiên. Đương nhiên buồn cười rồi, Tông Lạc anh muốn thu nhận Sa Thiên tôi. Đây không phải quá buồn cười thì còn là cái gì? Tôi biết, Tông Lạc anh bình thường ngụy trang rất khá, ngụy trang thành một người không biết võ công. Tuy nhiên, giờ anh dám đến, điều này chứng minh anh vẫn còn chút dũng cảm và có chút phân lượng. Tuy nhiên phân lượng phải phối hợp với năng lực suy nghĩ mới được, bằng không chính là kẻ ngu ngốc. Anh nghĩ mà xem, Tông Lạc anh dựa vào cái gì bắt Sa Thiên tôi phục tùng anh? Không cần nói anh, chính là giáo chủ, thế nào, ông ta giờ cũng không hơn gì. Không phải là Sa Thiên tôi nói anh, tôi hiểu, anh vì mẹ ruột mà muốn báo thù. Tuy nhiên, báo thù anh tìm Tông Vô Thu máu lạnh đi, sao lại tìm tới chỗ tôi, anh đi nhầm cửa rồi. Sa Thiên lạnh lùng hừ nói. Nếu trong thời kỳ cực thịnh của Sa Thiên cậu thì Tông Lạc tôi có chút đố kỵ. Tuy nhiên hiện tại cậu đã chém lão thất phu Tông Vô Thu kia một đao, ông ta đã bị trọng thương. Nhưng cậu cũng bị một phát bạt tai. Tôi tin, cái tát chứa đầy phẫn nộ của lão thất phu kia tuyệt đối không kém một đao của cậu. Sa Thiên cậu đừng tỏ ra cứng rắn ở đây. Cậu sắp không chịu nổi rồi. Tôi biết, cậu có phải muốn nhân cơ hội thu phục độc nhân này. Thế thì cậu chỉ có thể nằm mơ. Độc nhân này là của Tông Lạc tôi, cả hai chị em Tài Nhã nữa. Tôi muốn ăn thịt uống máu của hai chị em họ. Sa Thiên, kẻ tức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, câu nói này của người Hoa cậu cũng hiểu. Tôi cho cậu 10 giây suy nghĩ. Bằng không đừng trách Tông Lạc tôi ra tay vô tình. Tông Lạc hai mắt sáng quắc ép Sa Thiên, đi từng bước qua. Có môn đạo nào thì lấy ra, Tông Lạc anh có cái gì? Sa Thiên tôi có kém cỏi tới đâu, ít nhất cũng là kẻ mạnh đạt tới cảnh giới cửu đẳng đại viên mãn. Tông Lạc anh có cái gì? Chê cười, còn nói nhảm không biết hổ thẹn, tôi thấy anh thật sự không muốn cái mạng nhỏ này nữa. Sa Thiên tức giận, cau mày đá lên vách tường một cái, bay lên không trung, từ trong không trung một con hổ từ trên đầu Tông Lạc bổ xuống. Hừ, Tông Lạc hừ lạnh một tiếng, tay khẽ động, rút ra từ giữa bụng một sợi dây màu đen. Sợi dây dài khoảng 5-6 mét, hướng lên không trung một chút, từ tốn ném tới phía Sa Thiên. Bá lạp lạp. Dây xích kỳ lạ quấn lấy mã tấu sau lưng của Sa Thiên, Tông Lạc dường như hướng trong không trung quăng phần phật dây xích, một lần quăng mấy cái. Sa Thiên kêu lên một tiếng, miệng phun ra một dòng máu tươi. Cả người bị dây xích kéo căng cứng trên vách tường đá, lập tức rơi xuống loang lổ vết máu. Tông Lạc không có ý nghĩ nhẹ tay, dây xích thứ nhất lại đến rồi. Sa Thiên bị trọng thương không kịp tránh liền bị một dây xích chuẩn xác trúng mệnh. Ba một tiếng. Phía sau Sa Thiên quả thật trúng một dây xích, lập tức hiện ra một rãnh máu sâu gần đến xương cốt. Máu kia không chút lưỡng lự trào ra. Có phục hay không?
Tông Lạc lại quăng dây xích lên. Mẹ mày mới phục. Sa Thiên nảy sinh tính hung hăng, không để ý trên lưng bị thương. Cơ thể loáng một cái đã đến bên cửa một cách kỳ lạ. Bởi vì Sa Thiên dùng thuật khinh thân để túng nổi tiếng, liều mình muốn chạy với tốc độ vô cùng nhanh. Tuy nhiên hiển nhiên Tông Lạc hôm nay sẽ không bỏ qua cho anh ta. Dây xích kia trong tay anh ta khua thành một lưới xích phong tỏa toàn bộ cửa. Leng keng. Con dao trong tay Sa Thiên lại một lần nữa bị Tông Lạc xoắn được rơi xuống đất, xích ảnh liên tục ném hung hăng về phía trên người Sa Thiên. Pằng pằng pằng. Mười mấy cái xích ảnh đã qua, Sa Thiên bị quất 7-8 cái xích, trên người toàn là dấu vết, từng đường dài rỉ máu như con rắn dài lộ ra sáng chói trên người anh ta. Áo khoác ngoài đều bị dây xích quất cho thành trăm mảnh. Hơn nữa lẫn trong đó tiếng giống lên hung hãn của Sa Thiên. Tiếng giống này như của dã thú trong mật thất âm vang dội lại thực sự khiến người ta không ngừng sợ hãi. Sa Thiên bị ép trở lại trong mật thất, nhìn thấy Tông Lạc không có ý dừng dây xích lại. Sa Thiên cắn răng một cái, tay đột nhiên sờ soạng trong mật thất một lúc, hơn nữa lại đạp một cước hung hăng. Mày là đồ khốn. Tông Lạc giận dữ, xông về phía trước định đá một khối đá trên vách đá tới. Đáng tiếc là Sa Thiên căn bản cũng không cho anh ta cơ hội này. Sa Thiên không muốn sống nhào tới. Một tay giữ lấy dây xích của Tông Lạc hơn nữa liều mình lôi dây xích ra ngoài. Sa Thiên tuy nói bị trọng thương, nhưng dù sao anh ta cũng là kẻ mạnh đạt tới cảnh giới cửu đẳng đại viên mãn. Người này liều mình, còn khẩn trương muốn đá hòn đá về vị trí ban đầu của Tông Lạc, rồi đánh phịch một cái lăn tới cách cửa mười mấy mét mới đứng im. Bố mày muốn cái mạng của ngươi. Tông Lạc hướng về Sa Thiên quất như mưa. Ha ha ha, độc nhân lập tức sẽ phải đi ra, phải chết thì chúng ta cùng chết. Sa Thiên điên rồi, không ngờ không để ý đến những cái quật của dây xích. Người này cứng rắn đỡ hai dây xích, ngay xương ngực cũng đều bị đánh gãy làm mấy đoạn. Tuy nhiên cả người Tông Lạc bị anh ta ôm chặt lấy rồi, hai người ôm thành một khối lăn dưới đất. Hai người lăn trên đất thành một khối tròn đấm đá lẫn nhau. Lúc này tiếng cạch cạch vang lên. Đại ca, có cửa. Vương Nhân Bàng mắt đỏ như máu chỉ vào bên cạnh hô. Diệp Phàm đang mơ hồ trong điên cuồng chấn động, ngẩng đầu nhìn lên phát hiện một cái cửa động. Hắn gầm rú một tiếng chạy ra bên ngoài. Diệp Phàm giờ phút này đã bị độc làm cho bán điên cuồng. Nháy mắt đã đến gian ngoài của mật thất. Cháu rủa hại bố mày. Diệp Phàm quát to một tiếng xông về phía Sa Thiên và Tông Lạc đa bê dê thành một khối tròn lăn dưới đất. Hắn thập đẳng lại thêm phần đang trong cơn điên cuồng, sức lực đặc biệt kinh người. Bằng một tiếng đá hai người cùng lăn tới chỗ vách tường ở cửa bên cạnh, hơn nữa còn đâm sầm vào vách tường một cách hung hăng. Anh chấm sao anh ra được đây. Tông Lạc há mồm không nén được phun ra đầy một miệng máu, đầu quay ra bên ngoài muốn chạy trốn. Bố mày còn chưa đi ngươi đừng nghĩ đến chuyện chạy. Không ngờ chân của Tông Lạc lại bị Sa Thiên ôm chặt. Xem ra Sa Thiên rất hận thằng nhãi này muốn đồng quy vu tận rồi. Lấy mạng của Sa Thiên. Tông Lạc tức giận đến nỗi thiếu chút nữa phát điên, cũng không biết lấy ở đâu ra một con dao găm màu đen, nhìn cũng không thèm nhìn mà đâm thẳng xuống chân Sa Thiên. Nhát đâm kia nhất định rất mạnh, bởi vì Vương Nhân Bàng cánh xa hơn 10 mét cũng cảm nhận được nội tà khí dũng mãnh từ con dao găm truyền đến. Mà Sa Thiên cũng điên rồi, người này đã liều mạng cho nên mắt không mở. Người này mở miệng cắn vào bắp chân Tông Lạc. Mạng của các ngươi đều là của bố mày. Diệp Phàm quát to một tiếng, tay khẽ động, vừa mới đột phá nội khí trong nháy mắt đã đến trước mặt Tông Lạc. Đâm về phía sau, dao găm của Tông Lạc khó khăn lắm mới đâm được vào cổ của Sa Thiên, bỗng chốc bị nội khí của Diệp Phàm cuốn theo bay lên trên vách tường. A, à, Tông Lạc đột nhiên hét thảm một tiếng, thanh âm kia ong ong vang đội trong mật thất. Diệp Phàm phát hiện vừa rồi Sa Thiên dường như không dùng miệng cắn chúng, mà là từ trong miệng Sa Thiên nhô ra một mũi tên nhỏ. Mũi tên này nhỏ hơn ngón út, dài khoảng nửa ngón tay. Mũi tên kia không ngờ lại giấu trong miệng Sa Thiên, cũng không biết sao có thể giấu được trong đó. Tuy nhiên, Diệp Phàm tin tưởng, một đại cao thủ giống như Sa Thiên, lại được sự sủng ái của Tông Vô Thiên như vậy. Chẳng những nổi tiếng về khinh công, về phương diện dùng độc tuyệt đối cũng không phải bình thường. Hơn nữa, Sa Thiên đột nhiên ra sức đáp lại một chưởng, Tông Lạc lại kêu lên một tiếng, chỗ bắp chân một miếng thịt chảy máu đầm đìa đọng lại bên miệng của Sa Thiên. Tuyệt đối là bị mũi tên nhỏ trong miệng của Sa Thiên móc ra. Mẹ nó! Tuy nhiên Tông Lạc vẫn xuất lực,
đạp trên đầu của Sa Thiên, Sa Thiên cả người bay đâm vào vách tường, lập tức thân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Tông Lạc nhìn cũng không thèm nhìn, anh ta biết Diệp Phàm là cao thủ thập đẳng. Căn bản không có khả năng chiến thắng, cho nên đầu cũng không quay lại, chân hướng đất hung hăng đạp mạnh hướng về ngoài cửa động chạy trốn. Quay lại, Diệp Phàm khẽ vươn tay cuộn dây xích màu đen của Tông Lạc lại, chớp mắt đã đến trước mặt Tông Lạc, khó khăn lắm mới quấn lấy bắp chân của người này, Tông Lạc lại bị Diệp Phàm tóm bay trở lại. Tuy nhiên, đúng lúc này xảy ra việc ngoài ý muốn. Chương 2427, đấu kế. Diệp Phàm đột nhiên cảm thấy có vật gì bay lóe qua trước mặt, mới phát hiện là một đồ vật hình cầu kỳ lạ màu đen. Thằng này cơ thể vừa động hướng người sang bên cạnh liều mình né tránh. Một tiếng ầm vang nổ, căn phòng bí mật rung chuyển một cách kịch liệt. Diệp Phàm khẩn trương phi đao ra, chỉ nghe Tông Lạc lớn tiếng kêu thảm thiết gọi. Chú Đinh! Đi mau, đi càng xa càng tốt, đi, đi! Chỉ nghe một giọng nói khác kêu thảm, ngã nhào trên đất. Mà dây xích của Diệp Phàm cũng đến rồi, cuốn một cái cuốn tên kia tiến vào, phát hiện là một lão già. Tuy nhiên chỗ cổ của lão già ấy bị phi đao của chính mình ghim trúng, từ chỗ cổ của người đó một dòng máu tươi như dòng suối tuôn ra. Vừa rồi chính lão già này cứu Tông Lạc, ném ra một viên thuốc độc hình cầu. Mà trong nháy mắt cũng không thấy bóng dáng Tông Lạc đâu. Nói, Tông Lạc trốn ở chỗ nào? Vương Nhân Bàng hung tợn tóm lấy cổ lão già, đương nhiên là muốn để cho máu lưu thông chậm một chút mà không lập tức chết ngay. Thiếu gia sẽ sớm quay trở lại tìm các anh thôi, các anh cứ chờ đi, tôi liều chết cũng đáng. Lão này sau khi phun ra một câu cuối cùng, đầu mềm nhũn, chết rồi. Mẹ nó! Vương Nhân Bàng tùy tay đẩy ra, cảm thấy xui xẻo. Lại một người trung nghĩa. Diệp Phàm thở dài, cảm giác điên cuồng táo tợn khá hơn một chút. Nhìn quanh căn mật thất này một cái, hỏi. Sao không thấy Tông Vô Thu? Không rõ lắm, vừa rồi không biết đã xảy ra chuyện gì. Hình như có chút giống nội loạn rồi. Tông Lạc người này thật đáng sợ. Lão đại, anh nói trước đây không hề phát hiện ra anh ta là một cao thủ phải không? Vương Nhân Bàng hỏi. Người này xem ta dùng phương pháp bí mật giấu toàn bộ nội công rồi. Thậm chí ngay cả tôi cũng không dò xét ra, đúng là đáng sợ. Người này cơ mưu thâm hiểm, đúng là một đối thủ mạnh. Tuy nhiên chúng ta phải khẩn trương đi trước, bằng không, Tông Vô Thu đến chúng ta đều phải chết. Đúng rồi, Tông Lạc chạy ra rồi, phỏng chừng đội viên đội dự bị phụ trách canh gác của chúng ta đã gặp bất trắc rồi. Diệp Phàm nhíu chặt mày lại. Chị em Tài Nhạ xử lý thế nào đây? Vương Nhân Bàng vội vàng hỏi. Mang đi, tôi còn chưa làm rõ chuyện vừa rồi tại sao tôi lại nổi điên. Xem ra là chúng độc rồi, hơn nữa hai chị em người này cũng có liên quan chút ít. Diệp Phàm nói. Kỳ thật hai người họ cũng là hai con người đáng thương. Ừ, ít nhất trong cái mật thất này họ cũng quen thuộc hơn chúng ta. Vương Nhân Bàng nói, hai người trở lại mật thất, phát hiện hai chị em Tài Nhạ đang co ro ngơ ngác nằm trên giường. Các cô có muốn về quê hương không? Vương Nhân Bàng hỏi. Chúng tôi có thể trở về sao? Tông Vô Thu căn bản không để yên cho chúng tôi. Tài Thanh mặt đầy sợ hãi, hỏi. Có thể trở về hay không toàn bộ phải xem chúng ta, tuy nhiên cho dù các cô muốn ở lại, Tông Vô Thu cũng không để cho các cô sống. Diệp Phàm nói. Chúng tôi biết rồi, đi thì đi, liều mạng. Tài Nhạ đột nhiên trở nên kiên cường, cắn răng một cái vén chăn lên, xuống giường. Bốn người ở bên ngoài mật thất tìm kiếm trong chốc lát. Đương nhiên muốn tìm băng ghi âm của cuộc nói chuyện vừa rồi cùng với video quay lại cảnh tượng khi đó để làm rõ vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, kết quả làm người ta buồn bực, không có. Thế còn anh ta thì sao? Vương Nhân Bàng đá một cái vào Sa Thiên ở chân tường. Dẫn đi, người này không chừng còn hữu ích. Diệp Phàm nói, điểm trên người Sa Thiên vài cái, đương nhiên thi triển phong huyệt và cương chỉ của kinh mạch. Còn Vương Nhân Bàng nhanh chóng dùng thuốc đặc hiệu băng bó tạm cho người này. Bốn người tháo chạy ra bên ngoài. Bá lạp lạp. Diệp Phàm khẩn trương xuất phi đao, mười mấy phi đao ngắn được phi ra, thằng này lại vung vẩy một hồi, trên cổ tay phi đao như mưa đâm ra. Sau đó bên ngoài truyền đến vài âm thanh thảm thiết, đám người của Diệp Phàm nhân cơ hội liền xông ra ngoài. Diệp Phàm, thiết bị thông tin của chúng ta toàn bộ hỏng rồi. Cũng không biết bọn Thiên Thông thế nào rồi. Vương Nhân Bàng vừa đi vừa dùng thuật ngữ do tổ A tự biên hỏi.
xem ra gặp nguy hiểm rồi, không có cách nào, rời khỏi ngôi chùa này trước rồi nói. Diệp Phàm nói, dừng lại ở một góc rẽ, Diệp Phàm vài bước chân đã lên tới nóc nhà. Dán người vào nóc nhà thi triển thuật mắt ưng. Quái, rất hiền tính, tại sao lại như vậy? Theo lý mà nói, lúc này giáo đồ của Tam Độc giáo này hẳn là đang lục soát tìm kiếm chúng ta khắp nơi mới đúng. Sao lại yên tĩnh như vậy? Xuống nóc nhà, Diệp Phàm có chút không rõ ràng nói. Họ bị chúng ta giết chết 70-80 người rồi, xem ra cũng sợ rồi. Hơn nữa những người còn lại cũng không nổi mấy người là cao thủ. Lúc này xem ra toàn bộ đang ẩn nấp ở một chỗ, chỉ cần chúng ta xuất hiện bọn họ liền ra tay. Không phải phi tên thì cũng là đạn, chúng ta phải cẩn thận ra ngoài mới được. Vương Nhân Bàng nói. Tài Nhã, các cô ở đây mấy năm rồi. Mặc dù Tông Vô Thu rất hạn chế hai chị em cô ra bên ngoài chùa. Nhưng các cô hẳn phải biết đường đi lối lại trong này chứ có phải không? Nói mau, bằng không chúng ta đều xong đời đấy. Diệp Phàm quay đầu hỏi Tài Nhã. Chúng tôi bình thường đi lại trong chùa, Tông Vô Thu đều phái Pháo Động và Tha Hồng đi cùng, xem ra con đường kia, người ta sớm cho người mai phục rồi. Con đường khác chị em chúng tôi cũng không rõ. Tài Nhã lắc lắc đầu. Mặc kệ. Đi về hướng nam, chỉ cần hướng nam không sai, chúng ta sẽ đến được rừng. Thiên Thông bọn họ vẫn ở trong rừng chờ. Diệp Phàm nói. Bốn người không còn cách nào đành phải để Diệp Phàm đi đầu, hướng về phía trước cẩn thận nằm sấp mà tiến. Báo cáo phó giáo chủ Tông, hộ pháp tượng, người cầm đầu của ngũ độc giáo bọn họ xem ra đã trốn ra được rồi. Giáo chủ hạ tử lệnh, yêu cầu chúng ta nhất định phải bắt được họ. Còn nữa, gặp Tông Lạc, giết không tha. Lúc này, một người áo đen đến trước mặt Tông Hà, vòng nắm tay lại nói. Giáo chủ không nói nguyên nhân sao? Tông Lạc sau khi sửng sốt hỏi. Không có. Người áo đen nói. Đám người này mẹ kiếp đúng là liều mạng, không ngờ cứng đầu chống cự đến bây giờ. Người của chúng ta đã chết 70-80 người, họ hình như vẫn chưa có ai chết. Tượng Sơn ở một bên tức giận mắng. Bình thường, người bên chúng ta chết đều là những người kém cỏi. Bọn họ tam đẳng nhị đẳng căn bản không có tính đối kháng với những cao thủ ít nhất là ngũ đẳng trở lên này. Tuy nhiên, bên ngoài thôn truyền tin tức đến, cũng không có báo cáo về việc bọn họ ra khỏi rừng. Mà hôm nay bọn họ hầu hết đều bị chúng ta dồn về phương Bắc, gần đến, xà viện. Chỉ cần cố thêm chút nữa đẩy tất cả bọn họ vào trong xà viện, đến lúc đó không cần chúng ta thu dọn, hơn một vạn xà vương kịch độc sẽ ăn hết bọn họ, ngay cả xương cốt cũng không còn lại một mẩu. Phó giáo chủ Tông Hà không ngờ vẻ mặt bình tĩnh, khoát tay, liếc mắt nhìn Tượng Sơn một cái, hỏi. Cậu nói xem, Tông Lạc sẽ trốn ở chỗ nào trong chùa? Phỏng chừng sẽ đến chỗ Ninh Mạo, tuy nhiên tôi vẫn có một kế. Nếu người đứng đầu của ngũ độc giáo vẫn chưa đến tụ hợp với bọn họ nếu như còn sống nhất định sẽ hội hợp với nhau. Chỉ bằng cố ý lọt tin tức ra ngoài, nói với tên đứng đầu, bạn của bọn họ ở phương Bắc chỗ xà viện. Tôi nghĩ không chừng còn có thể gộp họ thành một khối rồi thu dọn toàn bộ. Bằng không cứ mãi không tìm được người thanh niên kia, điều này sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Người này nghe giáo chủ nói là thân thủ thập đẳng. Nếu anh ta hung hăng lên, ẩn nấp ở chỗ tối, đến cả một đám, người của chúng ta còn không đủ để anh ta giết. Tượng Sơn tên to con này đột nhiên biết dùng kế, xem ra thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Hộ pháp tượng. Cậu mang theo mấy người đi điều tra một chút. Tuy nhiên, xem chừng Tông Lạc sẽ không đi. Cái này, cậu với tôi có thể nghĩ được, anh ta cũng có thể nghĩ được. Chỉ có điều không biết anh ta còn có quan hệ tốt hơn với ai trong chùa. Phỏng chừng anh ta đi đến nơi đó rồi. Tông Hà trên mặt hiện lên một nét âm trầm, đối với người anh em cũng cha khác mẹ này, Tông Hà căn bản không mảy may có chút cảm tình nào. Đúng rồi, Mã Thạch đã về chưa? Tông Hà hỏi. Đã quay về rồi, anh ta tạm thời ở bên giáo chủ không thể tách rời. Tượng Sơn nói. Pháo Động đâu rồi, cả Tha Hồng, bị thương đã đỡ chút nào chưa? Nếu đỡ rồi gọi bọn họ lập tức tham gia vây bắt. Giờ chúng ta đang thiếu người, còn nữa, các trưởng lão đã về chưa? Tông Hà hỏi. Pháo Động cùng Tha Hồng băng bó một chút, đã bắt đầu tham gia đội vây bắt, chỉ có điều tình hình của các trưởng lão tôi không rõ lắm. Phỏng chừng tạm thời phân nửa đang nhanh chóng quay trở lại. Trong lúc mấu chốt này nếu có họ ở đây chúng ta sẽ không bị chết nhiều người như vậy. Tượng Sơn thở dài.
hai người phân việc rồi chia nhau dẫn người đi. Một ngôi chùa phương Bắc dưới hòn non bộ có vẻ khá hỗn độn. Người này, không ngờ lại không liên lạc được. Lẽ nào, xong, rồi. Thiên Thông tức giận nói. Người này bộ dạng bây giờ rất thê thảm. Ngay cả tay áo cũng bị ai xé đi một nửa, nửa tay áo còn lại treo lủng lẳng. Trên mặt những vết máu loang nổ, không biết là máu của bản thân hay máu của người khác. Hơn nửa là máu của người khác, bằng không đã sớm băng bó lại rồi. Đối với hậu cần một khối, Triệu Thanh Ngọc vẫn làm tốt. Một số người chuẩn bị tốt hơn, mang theo người dược phẩm. Hơn nữa những thuốc này đều là thuốc đặc hiệu đậm đặc. Như chảy máu, chỉ cần tán một chút là có thể cầm máu. Đương nhiên những thuốc này pha chế cũng rất đắt. Diệp Phàm sẽ không dễ dàng chết như vậy, Thiên Thông, cậu đừng có mà nguyền rủa anh ấy. Nếu để anh ấy nghe được, là cậu phải chịu. Lam Tồn Quân nói, thật sự là đáng ghét. Ra cũng không ra được, giờ ngay cả việc ăn cũng trở lên khó khăn. Chúng ta chẳng lẽ trốn ở đây chờ chết sao? Thiên Thông tức giận nói. Cố nhịn một chút chờ Diệp Phàm, bằng không giờ ra ngoài e rằng đều phải chết. Đồng chí Tiểu Thiên, phó giáo chủ kia thực lực không kém gì cậu. Lam Tồn Quân hỏi. Tương đương nhau, tuy nhiên bên bọn họ có nhiều hơn một tượng sơn. Người này thực lực cửu đẳng, trừ khi Diệp Phàm ở đây còn có thể một đấu một. Tôi phải đối phó với tên phó giáo chủ chết tiệt kia. Tượng Sơn thì không có người gánh vác được rồi. Chẳng lẽ đồng chí Tiểu Thiên tôi phải chết ở đây? Mẹ kiếp, vì 2 triệu mà bỏ mạng ở đây, tôi sớm biết không dễ lấy được 2 triệu này của Diệp Phàm. Đây chẳng phải, tiền chưa lấy được, mạng đã đi trước sao, không có lãi, không có lãi. Thiên Thông nói lên cảm giác bản thân mình, đặc biệt oan uổng, thiếu chút nữa cắn răng rồi. Thật sự không nghĩ đến thực lực của Tam Độc Giáo lại mạnh như vậy, trước kia chúng ta không có chút tư liệu nào. Về phương diện công việc tôi đã có chút sơ suất rồi, giờ biết rồi, trở về nhất định phải xem kỹ những cái này. Xin lỗi mọi người ở đây, ai? Triệu Thanh Ngọc cũng thở dài, vẻ mặt hổ thẹn.